Thời khắc này La Ngọc Nhi thập phần cường ngạnh, nàng đặt thần trượng lên cổ của nàng, nội tâm của nàng rất sợ hãi, xác thực nói nàng can đảm còn nhỏ hơn Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng mà bây giờ dám dùng mạng uy hiếp làm Nạp Lan Tuyết Tiên thập phần cảm động, càng giận bản thân mình, trong lòng sinh ra địch ý với La Ngọc Nhi cũng tiêu mất. Nga nga, người muốn chết, cũng không phải do ngươi. Giáp Sâm cười một tiếng, ngón tay hắn như thiểm điện, một đám hỏa quang đánh vào trong người La Ngọc Nhi, làm nàng di chuyển không được, sau đó ống tay áo của hắn quét qua, La Ngọc Nhi bay ra ngoài. Hắn đường đường là cường giả cự phách, đối phó hai tiểu nữ oa nhi quá dễ dàng. Sau khi cấm cố La Ngọc Nhi, Giáp Sâm lúc này nhìn qua Nạp Lan Tuyết Tiên, khóe miệng tươi cười đầy tà khí, Nạp Lan Tuyết Tiên liên tục lui ra phía sau. Thần Đô, Nam Thiên Tự. Trong thung lũng một ngọn núi, bên cạnh ngôi mộ đơn độc có một phong đình, trong đình có một đại hòa thượng và tiểu hòa thượng đánh cờ. Hòa thượng rượu thịt hai đùi rung rung, cầm đùi dê ăn và đánh cờ với Đại Di Lặc. Đại Di Lặc là trụ trì Nam Thiên Tự, nhìn hắn rất nhỏ nhưng thực tế tuổi tác đã vượt qua 500, tay cầm quân cờ giống như trẻ con, hắn lại nói rất già nua. Thái thượng tấn đế thoái vị, Kỳ Thần Phi đã chết, Kỳ gia đã mất đi thủ hộ, dương giới cùng âm giới đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đại Di Lặc từng được hòa thượng rượu thịt chỉ điểm, được hòa thượng rượu thịt thu làm đệ tử ký danh, đây là bí mật không ai biết tới. Hòa thượng rượu thịt tay cầm đùi dê, ánh mắt như chuông đồng nhìn qua ngôi mộ gần đó, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói. Oan nghiệt a hát, Kỳ Thần Phi chết rồi, đối với nàng mà nói đây chính là giải thoát. Kỳ gia chính là gia tộc tầm bảo sư duy nhất, hơn nữa 1.500 năm trước có một chuyện đến nay đều còn không có giải quyết, hôm nay Kỳ gia đã mất đi chỗ dựa, dương giới sợ rằng đã chờ không được. Đại Di Lặc không ngừng than thở. Mặc dù không biết 1.500 năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể làm dương giới xuất thủ, như vậy tuyệt đối là đại sự kinh thiên. Hòa thượng rượu thịt lại nói. Kỷ gia truyền thừa cổ xưa, từng có một đoạn thời gian cực kỳ huy hoàng, luận thực lực thậm chí vượt qua 4 đại môn phiệt, nhưng mà 1.500 năm trước lại xảy ra một chuyện cho nên nhanh chóng suy bại. Kỷ gia nắm giữ một quyển trong mộ phủ tầm bảo lục, nếu như để kỷ gia tìm được dương thần thánh thai. Có lẽ sẽ tái tạo huy hoàng năm đó, sẽ xâm phạm lợi ích của âm dương hai giới, tạo thành nguy hiểm to lớn. Lúc này sinh ra mâu thuẫn giữa Kỷ gia và âm dương hai giới. Đại Di Lặc gật đầu, mặc dù là bá chủ đại giáo, là tồn tại như sao trời, nhưng trước mặt hòa thượng rượu thịt hắn vẫn như tiểu bối. Hòa thượng rượu thịt nói. VIPVANDAN.VN Chương 1059, ta chỉ muốn giết người. 2. Âm giới bên kia có tin tức không? Ta từng tự mình đi âm dương lưỡng giới sơn, nghe ngóng tình huống âm giới bây giờ tình huống rất kỳ quái, giống như xảy ra nguy cơ gì đó, rất nhiều tồn tại cổ xưa bò ra khỏi lòng đất, nhưng mà âm giới chi mẫu lại không làm gì, bây giờ âm giới thập phần hỗn loạn, dự đoán không có tinh lực xoát thủ với kỷ gia, ngược lại dương giới có khả năng sẽ động thủ. Đại Di Lặc nói, hòa thượng rượu thịt gật gật đầu, nhíu mày, nói. Âm giới chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện, bằng không cũng không bỏ mặc nữ ma gây ra sinh linh đổ tán tại Nam Thái Phủ, mà Kỳ gia bên kia, người vẫn nên chiếu khẩn nhiều, ta từng có giao tình với lão tổ Kỳ gia, nếu một khi có biến. Ân. Sắc mặt hòa thượng rượu thịt đại biến, trong đôi mắt bắn ra hào quang như lửa, ngón tay hắn chấn vỡ quân cờ, sau đó đập đùi dê lên bàn, lúc này cái bàn vỡ vụn, hắn quát. Con mẹ nó. Đại Di Lặc nghe thấy hòa thượng rượu thịt mắng. Tưởng hòa thượng rượu thịt mắng hắn, hắn lập tức bồi tội. Sư tôn. Nhưng hắn chưa nói xong thì hòa thượng rượu thịt dậm chân một cái, xách theo thiền trượng giống như cột trụ thông thiên, cả thần đô chấn động mạnh, cả bần trời biến thê ma phu vàng. Hắn mắng xong lại kéo áo cà sa, mang theo phong lôi, sát khí lâng lâng, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại Đại Di Lặc sững sờ không hiểu gì, hắn chưa từng thấy sư tôn tức giận như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có người chọc thủng trời? Có người nào chọc hắn sao? Trong khu rừng rậm nhiệt đới, Phong Phi Vân tâm lạnh giống như sắt, trong ánh mắt mang theo sát ý, cầm theo thiên tủy binh đảm, mặc cưu cửu quái bào cùng ẩn tàm xa la, tiếp tục chạy tới bộ lạc cỡ trung bị Xâm La Điện chiếm cứ. Hắn vừa rồi dùng thần niệm dò xét thì phát hiện vô sắc vô tương bị trọng thương treo lên cao. Về phần vì sao hắn không nhìn thấy Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi, chắc chắn hai nữ đã bị giam cầm. Bị trận pháp cấm cố, khẳng định đang ở trong bộ lạc cỡ chung này.
Tiểu tử, đối phương rất nhiều người, hơn nữa tu vị mạnh hơn ngươi không chỉ gấp đôi, ngươi mà tiến vào đó, cho dù có ẩn tàm xa la cũng phải chết không nghi ngờ. Diêm Vượng Tử sống lưng nói ra, không liên quan chuyện của ngươi. Phong Phi Vân không có cảm giác tốt với Diêm Vương, nếu không phải không thể, Phong Phi Vân tuyệt đối bức hắn ra ngoài. Giọng Diêm Vương khàn khàn, thương lão nhưng đầy hấp dẫn, lại nói. Ta có thể cho ngươi mượn lực lượng đạt tới nửa tôn chân nhân, có thể giết sạch nơi này. Phong Phi Vân động tâm, ngừng bước. Diêm Vương lại nói. Nhưng lờ mà ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Không có điều kiện gì cả. Phong Phi Vân quả quyết phủ quyết hợp tác với Diêm Vương, bởi vì đây là bảo hộ lột ra. Phong Phi Vân hóa thành cơn gió, dễ dàng phá tan trận pháp canh giữ của bộ lạc, vô hình vô ảnh tiến vào, hắn đi tới dưới cây gỗ, định cứu vô sắc vô tương trước, nhưng vào lúc này trận pháp trong nhà gỗ vỡ ra, một đạo nhân ảnh từ trong bay ra ngoài, đập vào mặt đất. Bành! Nạp Lan Tuyết Tiên bị ngã trên mặt đất, cả người đau đớn, toàn thân đầy bùn đất, vô cùng chật vật. Hòa thượng, người không phải nói ta không dám chơi nàng ta sao? Lão tử bây giờ sẽ chơi nàng trước mặt của ngươi, ta xem ngươi có thể làm thế nào. Giáp Sâm đi ra khỏi nhà gỗ, sắc mặt đầy tà khí cười nói, hắn nhanh chóng cưỡi trường bào ra, lộ ra ra thân hình khôi ngô, đi tới gần Nạp Lan Tuyết Tiên. Trong mắt Nạp Lan Tuyết Tiên có nước mắt chảy ra, trên gương mặt đầy quyết tuyệt, thì thào tự nói. Phong Phi Vân, ngươi bây giờ ở bên ngoài lêu lổng, căn bản không biết rõ này trên đời này còn có nữ nhi si tình chờ ngươi. Xem ra hôm nay không thể chờ ngươi tới được rồi. Ta vốn ngốc một chút, ngươi căn bản là ghét ta, cho dù ta bị người ta đánh, bị người ta giết, cũng không tới tìm ta, không quan tâm tới ta. Nàng càng nói giọng càng nhỏ, gương mặt như cho tàn, nàng không ngờ TJW tán chân nguyên. Phong Phi Vân sợ hãi nhảy dựng lên, nhà đầu này cũng quá si rồi, cũng đành phải bạo lộ thân hình trực tiếp lao tới, tốc độ nhanh như lưu tinh, vượt qua Giáp Sâm ôm lấy Nạp Lan Tuyết Tiên. Thân hình lóe lên đã lao đi trăm trượng, vội vàng kéo ẩn tàm xa la xuống, lộ suốt gương mặt của mình, để Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn thấy, nói. Nạp Lan, ta đến rồi, vì sao ngươi ngốc như thế? Phong Phi Vân vội vàng cho hạo nhiên chính khí đánh vào thân thể Nạp Lan Tuyết Tiên, chân nguyên của nàng dừng tiêu tán, thân thể của nàng không khỏe, sinh mệnh lực ít nhất trôi mất 400 năm, may mắn nàng đã tới thiên mệnh cảnh, bằng không bây giờ nàng đã chết rồi. Sắc mặt Nạp Lan Tuyết Tiên tái nhợt, nhìn Phong Phi Vân giống như mang tất cả khí lực, sau đó thong thả nhắm mắt lại, tựa vào lòng Phong Phi Vân, nàng hôn mê, trôi mất 400 năm sinh mệnh đối với nàng tổn thương quá lớn, mặc dù tạm thời bảo vệ một mạng, nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ vẫn lạc như thường. Phong Phi Vân nhìn thấy hai dấu tai trên gò má của Nạp Lan Tuyết Tiên, trên miệng còn có vết máu, Phong Phi Vân thập phần đau lòng, sắc mặt càng lúc càng lạnh, sát khí càng ngày càng tăng, nói. Diêm Vương, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý, ta chỉ muốn giết người. Diêm Vương tuy tiềm ẩn trong người, nhưng mà lúc này đã quay trở lại Phong Phi Vân, u ám cười nói. Tốt, điều kiện này ta tạm thời chưa nghĩ tốt, vậy thì chờ ngươi giết sạch người ở đây rồi nói sau. Vừa nói tới giết ngươi thì hắn còn hưng phấn hơn cả Phong Phi Vân, tràn ngập khát máu. Tà khí từ lưng Phong Phi Vân rót vào toàn thân Phong Phi Vân. Làn da Phong Phi Vân vốn trắng nõn bây giờ tràn ngập ma vân quỷ dị. Giáp Sâm ngẩn người, vốn định lao về phía Nạp Lan Tuyết Tiên thì phát hiện ánh mắt hoa lên, tiểu mỹ nhân trên mặt đất bị ôm đi, tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt Giáp Sâm nhìn qua đôi nam nữ cách đó trăm trượng, mà Nạp Lan Tuyết Tiên đã bị hắn ôm vào trong ngực, đôi mắt co rút lại quát. Người nào, dám đoạt nữ nhân của Giáp Sâm ta? Phong Phi Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ma vân. Hai mắt nhiều ra vài phần đỏ tươi, tà khí lẫm liệt cười cười, lạnh nhạt nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trên người Phong Phi Vân tà khí lượn lờ, không khí không ngừng chấn động, giống như mặt nước rung động. Hộ pháp trưởng lão 67 Vương Túc nhận ra Phong Phi Vân, vội vàng đề phòng, hắn biết rõ Phong Phi đã từng đánh chết hộ pháp trưởng lão 51, tuy hộ pháp trưởng lão 51 tu vị cự phách sơ kỳ, nhưng vẫn mạnh hơn hắn không ít. Cũng là cự phách sơ kỳ, chênh lệch cũng không nhỏ. Phong Phi Vân, người dám xông tới đây, lá gan thật đúng là không nhỏ. Tuy hộ pháp trưởng lão 67 vẫn đề phòng Phong Phi Vân, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Phong Phi Vân, dù sao Phong Phi Vân có mạnh hơn nữa cũng chưa tới cực phách, nhiều lắm chỉ là thiên tài trẻ tuổi mà thôi,
hắn có thể đánh chết hộ pháp trưởng lão 51, nói không chừng là nhờ ẩn tàm xa la đánh lén mới đắc thủ. VIPVANDAN.VN Chương 1060, sát phạt tàn nhẫn. Hộ pháp trưởng lao 67 chỉ cần cẩn thận phòng bị Phong Phi Vân đánh lén, có thể vững vàng áp chết Phong Phi Vân. Hộ pháp trưởng lão 35 Giáp Sâm biết được người trước mặt là Phong Phi Vân thì cười ha hả, nói. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, Phong Phi Vân, đã sớm nghe nói ngươi đánh lén giết cự phách, hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh lén giết ta được không? Phong Phi Vân vừa rồi tận mắt nhìn thấy chính là tên này ném Nạp Lan Tuyết Tiên ra khỏi gian phòng, hơn nữa nhìn thấy hắn nắm Phỉ Thúy Phật Châu trong tay, liền biết rõ dấu tay trên mặt Nạp Lan Tuyết Tiên chính là tên này đánh, trong lòng đã phán tên này tử hình. Phong Phi Vân nhe răng cười liên tục, ôm Nạp Lan Tuyết Tiên trực tiếp đi tới gần Giáp Sâm, bước chân đạp lên đất nghe sàn sạt, cười lạnh nói. Chính là người ra tay đánh Tuyết Tiên. Ha ha, lão tử không chỉ có đánh. Lát nữa còn chơi trước mặt. Giáp Sâm còn chưa nói hết, liền bị Phong Phi Vân một tát đánh bay ra ngoài, miệng đầy máu, đầu lưỡi cũng bị đánh nát, mặt bên trái lõm xuống, hắn xoay giữa không trung ba vòng mới té xuống đất, cả không đứng lên được. Hộ pháp trưởng lão 67 Vương Túc và hai tên tu sĩ tà đạp canh cửa sủng sốt, giống như hóa đá, Giáp Sâm chính là cường giả cự phách trung kỳ, còn là cao thủ trong cự phách trung kỳ, nhưng lại bị Phong Phi Vân một tát đánh bay, không có lực hoàn thủ. Một tát đánh bay cự phách. Nghe mà gợn cả người. Dù sao Giáp Sâm cũng là cường giả cự phách, thân thể thập phần cường hoành, rất nhanh đã kịp phản ứng, vội vàng sử dụng bổn mạng linh khí. Đây là một kiện nhất phẩm linh khí đỉnh phong, hình dạng rất giống một cái bàn, phía trên có trận pháp, 6 trận pháp đường kính 3 mét vận chuyển, ngưng tụ thành một dụng cụ cổ xưa. Sử dụng kiện linh khí này, chiến lực Giáp Sâm tăng lên 9 lần, hắn tin tưởng cho dù Phong Phi Vân mạnh hơn nữa cũng bị đánh chết. Bành! Hắn vừa tế linh khí ra đã bị Phong Phi Vân tát một cái, hai chân Giáp Sâm đều gãy, đầu gối bay ra ngoài, trên đầu gối dính máu cự phách nên không ngừng thiêu đốt trong không khí, nhìn qua rất mê người. Đây là máu cự phách, một khi máu cự phách ra khỏi người sẽ mất đi linh khí và bốc cháy, nhiệt độ cao hơn cả hỏa diễm, nếu rơi xuống đất sẽ làm vùng đất khô cằn. Ngươi, ngươi! Hai chân Giáp Sâm đứt gãy quỳ rạp xuống đất, không cách nào đứng lên được. Hắn rốt cuộc sợ hãi rồi, tu luyện tới cự phách thì cho dù đi đâu đều là bá chủ một phương, có rất ít động thủ, mà một khi hắn quyết định động thủ thì đối phương phải biến thành người chết. Tại Sâm La Điện là thánh địa tà đạo này, địa vị của hắn rất cao, nhưng lại chưa từng có người nào một tát đánh bay linh khí và trọng thương hắn. Có lẽ chỉ có Thái Thượng trưởng lão mới có thực lực cường đại như vậy. Trong Sâm La Điện trừ hộ pháp trưởng lão, còn có một ít Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão thực chính là thiên mệnh bát trọng, được xưng là siêu cấp cự phách. Sở dĩ Sâm La Điện có nhiều cường giả cự phách như vậy, đây là bởi vì bọn họ tụ tập cường giả đỉnh cấp của 10 điện, một lần nữa trở lại địa vị bá chủ trong tà đạo. Nếu là ở nơi khác, chỉ sợ một tông môn có cự phách cũng đã xem như siêu cấp đại phái, đệ tử trên 10 vạn. Cường giả Sâm La Điện tuy nhiều, nhưng mà đa số đang bế quan tu luyện, đặc biệt là nhân vật Thái Thượng trưởng lão. Mặc dù là Giáp Sâm cũng chưa thấy qua mấy người. Chẳng lẽ nói tu vị Phong Phi Vân đã sánh bằng Thái Thượng trưởng lão? Răng rắc. Phong Phi Vân đi qua trực tiếp bẽ gãy hai tay Giáp Sâm, sống sờ sờ giật xuống, gỡ Phỉ Thúy Phật Châu trong tay hắn ra, ném cánh tay của hắn cho chó ăn. Phong Phi Vân, ta sai. Giáp Sâm muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà Phong Phi Vân một tát đánh văng đầu của hắn ra ngoài, đầu của hắn lăn lông lốc trên mặt đất. Một bá chủ tà đạo cự phách trung kỳ cứ như vậy bị Phong Phi Vân đánh chết. Hai tên tu sĩ tà đạo thủ vệ đã bị hung uy của Phong Phi Vân hù sợ, thấy Phong Phi Vân giết Giáp Sâm thì định bỏ trốn, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, Phong Phi Vân thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn tu sĩ tà đạo bọn họ. Oanh! Phong Phi Vân cười lạnh, một trường đánh ra, một thủ ấn như núi áp xuống, trực tiếp áp hai tên tu sĩ thủ vệ bỏ chạy kia chia năm xẻ bảy. Trong lòng hộ pháp trưởng lão 67 Vương Túc đang phát run, nhưng mà hắn dù sao cũng là cường giả cự phách, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cố gắng chấn định nói. Phong Phi Vân, người giết hai cự phách của Sâm La Điện, làm cho Sâm La Điện tổn thất thảm trọng, cho dù Tà Hoàng rất thưởng thức ngươi, nhưng mà ngươi cũng đã đụng vào điểm mấu chốt của lão nhân gia, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết.
Bá chủ Cự Phách chính là tài phú to lớn của một thế lực, rất khó sinh ra, đối với Xâm La Điện mà nói cũng là tổn thất lớn. Vương Túc nói không sai, Phong Phi Vân đúng là đụng vào điểm máu chốt, trước kia hắn đánh chết cường giả nửa bước Cự Phách của Xâm La Điện, đối với Xâm La Điện mà nói còn không coi vào đâu, nhưng mà đánh chết Cự Phách là hai chuyện khác nhau, nếu không giết Phong Phi Vân, Xâm La Điện mặt mũi ở đâu? Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, nói. Xâm La Điện các người muốn đánh cờ với ta, cũng nên chuẩn bị máu chảy thành sông, như thế nào? Hiện tại mới chết hai Cự Phách mà thôi, chịu không nổi. Ngươi! Vương Túc không nghĩ tới Phong Phi Vân to gan như vậy, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, ngươi đừng cho rằng bây giờ ngươi chưa chết là vì ngươi bổn sự lớn, đó là bởi vì Tà Hoàng Đại Nhân không muốn giết ngươi, muốn thu phục ngươi a. Nếu Xâm La Điện muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Làm gì có thể hung hăng càn quấy như thế chứ? A hát, vậy sao? Xâm La Điện các ngươi tới giết ta thử xem các ngươi giết được ta hay không? Phong Phi rất hung ác với Vương Túc, hắn vừa rồi đã suy tính qua, sở dĩ xảy ra chuyện hôm nay, tên này không thoát khỏi liên quan. Phong Phi Vân đêm nay đã động sát cơ, lửa giận không thể dẹp loạn, mới giết hai Cự Phách của Xâm La Điện hắn không quan tâm, hắn muốn giết nhiều hơn nữa. Vương Túc vận dụng bổn mạng linh khí, một thanh linh kiếm đen kịt, thân kiếm như tinh thạch chế tạo, một kiếm ngang trời, khí lãng bốc lên, chín tầng trời có tiếng sấm giống như ma long dương nanh múa vuốt. Trên cánh tay Phong Phi Vân ma vân quấn quanh, trực tiếp khẽ vươn tay nắm lấy linh khí này vào tay. Tay không nắm linh khí. Ánh mắt Vương Túc mở to ra, một kiếm này đã là toàn lực của hắn, có thể xuyên thủng núi lớn, một con sông lớn đều bị chém đứt. Nhưng mà bị Phong Phi Vân dùng tay không tiếp được, xem ra. Hắn vẫn quá xem thường Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra một quyền, trên nắm đấm có long ảnh xuất hiện, long ảnh dài chừng 100 mét, chỉ một đạo khí tức đã chấn vỡ hắn. Phốc! Chỉ một quyền, Vương Túc bị Phong Phi Vân đánh chết, thân thể hóa thành cặn bã. Cự Phách thứ ba chết trong tay Phong Phi Vân. VIPVANDAN.VN Chương 1061 Hung uy của Kình Thiên Côn. 1. Tối nay nhất định là đại sự chấn động thiên hạ, sát khí trên người Phong Phi Vân không có tiêu tán, ngược lại càng đầm đặc hơn, giết ba Cự Phách làm sao đủ dẹp loạn tức giận trong lòng hắn. Thiên Tủy binh hấp thu bổn mạng linh khí của Vương Túc, binh hồn cường đại hơn, càng sắc bén hơn. Phong Phi Vân một tay ôm Nạp Lan Tuyết Tiên vào trong ngực, lợi dụng một dây lưng quấn quanh nàng vào lưng hắn, một tay cầm Thiên Tủy binh đảm tiến vào màn đêm. Nhìn qua bầu trời quỷ dị, hét lớn một tiếng. Ta biết rõ cường giả Xâm La Điện đã tới toàn bộ, lăn ra đây đi. Oanh! Thiên Tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân bay ra ngoài, hóa thành kiếm vũ màu trắng, mấy trăm chuôi phi kiếm nhỏ như lòng bàn tay tụ tập thành một đầu chân long tiến vào giữa tầng mây, chém rụng hạ hơn 10 tu sĩ áo đen, mỗi tên huyết nhục tung bay, máu tươi đỏ như máu không ngừng nhuộm đỏ mặt đất. Lại có hơn 10 vị cường giả tà đạo vẫn lạc. Giống như mưa hạ từ trên thiên mạc ngã xuống dưới. Phong Phi Vân, lá gan của ngươi thật sự quá lớn. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão hiện lên giữa tầng mây, áo đen ra thân, trôi nổi trên trời xanh, chung quanh gió lạnh phần phật, khiến hắc bào của hắn rung lên phật phật tựa như một mặt chiến kỳ màu đen. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão đã là tồn tại đứng ở thiên mệnh đệ thất trọng đỉnh phong, mấy trăm năm trước, chính là hung nhân tà đạo, sau khi đạt tới cảnh giới Cự Phách đã dần biến mất khỏi tu luyện giới. Tiến hành bế quan dài dòng buồn chán, mấy ngày gần đây cảm nhận được khí tức của Tà Hoàng mới xuất quan sớm. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão vừa hiện thân, đệ lục hộ pháp trưởng lão, Thác Bạt Hoành, và ba vị hộ pháp trưởng lão khí tức khổng lồ khác cũng đồng thời hiện thân, đứng ở sau phương trên thiên mạc, huyết khí tràn đầy, lực lượng phong tỏa một mảnh thiên không, ở phía sau bọn hắn, còn có rất nhiều tu sĩ tà đạo thân mặc hắc bào, cả đám đều sát khí mãnh liệt, như một đám minh binh che áp bầu trời. Phong Phi Vân sắc mặt rét run, tà khí trên người còn trầm trọng hơn cả những người này, nói. Xâm La Điện các ngươi muốn đánh cờ với ta, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi, nhưng các ngươi ngàn vạn không nên động vào Nạp Lan Tuyết Tiên. Người Xâm La Điện chúng ta muốn động, Thiên Vương lão tử cũng phải. Một lão giả Xâm La Điện lạnh giọng nói, đây là một hung nhân tà đạo đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng. Phốc! Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay. Đầu ngón tay bay ra một đạo tà mang trên người, ở trên hư không kích động ra chán động cực lớn, qua trong giây lát,
liền xuyên thủng đầu lâu lão giả thiên mệnh đệ ngũ trọng vừa lên tiếng kia, khiến hắn rơi xuống từ giữa không trung. Bành! Thi thể rơi xuống mặt đất. Rất nhiều tu sĩ tà đạo đều trợn mắt nhìn nhau, Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo, ở trước mặt 6 vị trưởng lão cự phách vậy mà cũng còn dám giết người, hôm nay nếu không phanh thây xé xác hắn thì sau này uy nghiêm của Xâm La Điện còn đâu nữa. Lại có 5 người quát lớn Phong Phi Vân, toàn bộ đều bị chém giết, té xuống đám mây, rơi xuống trên mặt đất. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão và đệ 6 hộ pháp trưởng lão đồng thời nhíu mày, vừa rồi bọn hắn muốn ngăn cản Phong Phi Vân giết người, nhưng lại đều có lòng mà lực chưa đủ, Phong Phi Vân ra tay quá nhanh, mặc dù bọn hắn có tu vị cự phách đỉnh cao cũng không ngăn cản được. Phong Phi Vân giết liền 6 người, trong lúc nhất thời khiến đám hung nhân tà đạo ở tràng đều bị dọa sợ không dám lại mở miệng nữa. Phong Phi Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tà Hoàng thiếu chủ ở nơi nào, bảo hắn cút ra cho ta. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói. Thiếu chủ thân phận cỡ nào, há ngươi có thể gặp được. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão trong lòng cười lạnh, thiếu chủ chính thiên tài kinh thế, hơn nữa hành tung thần bí, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy bộ dáng chính thức của thiếu chủ, Phong Phi Vân còn muốn gặp thiếu chủ, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Phong Phi Vân quả quyết ra tay, một trưởng vỗ ra, đánh ra một đầu dao long ảnh cực lớn, dài chừng hơn 100 mét, tuy rằng chỉ là dao long ảnh do lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại tựa như dao long chân thật, con mắt, long tu, hàm răng trên đầu, lân phiến, móng vuốt trên người đều có thể thấy được rõ ràng. Một đầu dao long lực lượng. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão lại càng hoảng sợ, kinh hô lên. Bình thường mà nói, dùng thân thể cự phách, chỉ có thể đánh ra 7 đầu long hổ lực lượng. Thân thể siêu cấp cự phách thiên mệnh đệ bát trọng, có thể đánh ra 8 đầu long hổ lực lượng. Thân thể thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng, có thể đánh ra 9 đầu long hổ lực lượng. Muốn chỉ bằng vào thân thể đánh ra một đầu giao long lực lượng, chỉ có sử thi cự phách, hoặc là nửa tôn chân nhân mới có thể làm được. Phong Phi Vân sau khi rèn luyện ra khối phượng cốt thứ 2 thì cường độ thân thể đã có thể sánh vai với thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng, đương nhiên thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng. Chính thức cường đại cũng không phải thân thể, mà là các loại thần thông thuật pháp, tùy tiện đánh ra một cái thần thông cũng gấp mấy lần lực công kích, mượn nhờ linh khí, có thể bộc phát ra 20-30 lần lực công kích, đối với bọn họ mà nói thân thể chỉ là thứ yếu. Nếu không phải mượn nhờ vào lực lượng của Diêm Vương, chiến lực chính thức của bản thân Phong Phi Vân cũng chỉ hơi mạnh hơn sơ kỳ cự phách thiên mệnh đệ thất trọng một chút, nếu dốc sức liều mạng thì có thể tranh chấp với cự phách thiên mệnh đệ thất trọng trung kỳ. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão vội vàng tế ra một kiện linh khí, đánh ra 8 lần lực công kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, linh khí trong tay hắn đã bạo liệt ra, mà hai tay đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng bị đụng nát, nếu không phải trên ngực hắn có một đạo phù lục chặn giao long hư ảnh thì lúc này hắn đã vẫn lạc rồi. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão đã cả kinh nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, vị trí nơi vai đang không ngừng tuôn máu, hai tay biến thành bột mịn. Nếu không phải có phù lục mà sinh mệnh hành giả ban cho hắn để bảo vệ tánh mạng thì lần này hắn đã chết dưới một trường kia của Phong Phi Vân. Không chết, vậy thì lại đánh thêm một cái. Phong Phi Vân ra tay như tia chớp, một đạo vầng sáng bạch sắc lóe lên rồi biến mất trong tay hắn, mà đầu đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng đã bay ra ngoài, thi thể không đầu rơi xuống dưới. Vị cự phách thứ tư bỏ mình. Tất cả mọi người nghe lệnh, dẫn động luyện ngục đại trận, chấn giết Phong Phi Vân ở đây. Đệ lục hộ pháp trưởng lão phản ứng đầu tiên, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Phong Phi Vân thật sự quá kinh khủng, ở đây không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, chỉ có luyện ngục đại trận mới có thể luyện hóa hắn thôi. 4 vị hộ pháp trưởng lão còn lại cũng đều cực kỳ giật mình, từng người kết xuất ấn quyết, hai bàn tay không ngừng biến hóa, một đạo cột sáng từ lòng bàn tay bọn hắn bay ra, rơi xuống trên mặt đất, kích hoạt một trận pháp đã sớm bố trí tốt ở bên dưới. VIPVANDAN.VN Chương 1062, Hung uy của Kình Thiên Côn 2. Luyện ngục đại trận này vốn là vì Phong Phi Vân mà bố trí, dùng để phòng bị Phong Phi Vân sử dụng ẩn tầm xa la đánh lén, nhưng rất nhiều người đều cho rằng căn bản không có khả năng dùng đến trận pháp này, dù sao theo bọn hắn thấy thì tu vi Phong Phi Vân chỉ có hạn, mấy vị hộ pháp trưởng lão ra tay, đủ để trấn áp hắn rồi. Nhưng Phong Phi Vân giết đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng chỉ dùng đến 2 kích, khiến bọn hắn bị ép đến không thể không sớm kích hoạt luyện ngục đại trận. Một tòa trận đài cự đại từ dưới lòng đất hiện lên,
bao quát phương viên trăm dặm, bao trọn cả trung hình bộ lạc vào trong, đúng là muốn luyện chết tất cả mọi người trong bộ lạc này. Năm vị hộ pháp trưởng lão tự mình chủ trì đại trận, lại có mấy trăm vị cao thủ tà đạo đồng loạt ra tay, coi như là một vị trưởng giáo tiên giáo, phiệt chủ môn phiệt cũng sẽ bị luyện chết bên trong. Luyện ngục đại trận bao trọn lấy mảnh đại địa này, phương viên trăm dặm đều biến thành cấm vực, có nhị vị minh hỏa không ngừng từ trên thiên mạc rơi xuống, trên mặt đất điện mang đan vào nhau, từng đạo tử sắc thiểm điện to như cánh tay không ngừng từ lòng đất lao ra, một kích nhẹ nhàng cũng có thể đánh sập cả mảng lớn phòng ốc. Trên mặt Phong Phi Vân không chút biến sắc, đi lại trên mặt đất điện quang đan vào, chậm rãi lấy ra Kình Thiên Côn, đây là một kiện thần binh tam phẩm linh khí đỉnh phong, đệ nhát sát khí dưới chấn thế sát binh, toàn lực thúc dục có thể bộc phát ra 27 lần lực công kích. Sau khi mượn nhờ lực lượng Diêm Vương, tu vị Phong Phi Vân có thể sánh với nửa tôn chân nhân, đã có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của Kình Thiên Côn rồi. Đây là một kiện sát binh không tệ. Tiếng cười khát máu của Diêm Vương vang lên trong thân thể Phong Phi Vân. Linh khí trên cánh tay Phong Phi Vân toàn bộ đều trào vào trong Kình Thiên Côn, dẫn động 100 tòa trận pháp trong Kình Thiên Côn, tựa như nguyên một đám bánh răng cực lớn đang chuyển động, phát ra thanh âm rầm rầm. Bỗng dưng, Kình Thiên Côn trở nên cao chừng ngàn trượng, xuyên thẳng đám mây, tựa như một ngọn núi trèo chống trời và đất, một cổ khí tức mãnh liệt khủng bố từ bên trong tuôn ra. Ầm ầm. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, Kình Thiên Côn liền đánh nát luyện ngục đại trận, tất cả tu sĩ tà đạo đều bị đánh bay ra ngoài, mà ngay cả ngũ đại hộ pháp trưởng lão cũng miệng phun máu tươi, những tu sĩ tà đạo khác có hơn phân nửa đều bị trọng thương, còn có hơn 100 người trực tiếp bị đánh chết, như mưa rơi xuống từ trên bầu trời. Mọi người chạy mau. Phong Phi Vân lại hóa điên rồi, muốn giết hết tất cả mọi người ở đây đấy. Quả thực so với tà đạo chúng ta còn muốn tâm ngoan thủ lạt hơn. Khí tức Kình Thiên Côn thật sự quá khổng lồ, tất cả tu sĩ tà đạo toàn bộ đều thi triển ra đào mệnh chi thuật nhanh nhất của mình, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, mà ngay cả năm vị hộ pháp trưởng lão cấp bậc cự phách cũng không ngoại lệ, tu vị của Phong Phi Vân đã không phải là bọn hắn có thể dung chuyển nữa rồi. Rất nhiều người đều hối hận đến cực điểm, sớm biết Phong Phi Vân khó giết như vậy thì đã không trêu chọc hắn rồi, rốt cuộc là tên vương bát đản nào lại dám động vào nữ nhân của Phong Phi Vân chứ? Đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Đây đã không phải là thiên tài một đời tuổi trẻ nữa rồi, quả thực tự so với lão ma đầu sống mấy trăm năm còn dọa người hơn nhiều. Muốn trốn sao? Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, đè ép Kình Thiên Côn xuống phía nam, tầng mây bị ép sập, toàn bộ thiên mạc đều biến thành màu đen, một vị hộ pháp trưởng lão cự phách sơ kỳ chạy trốn tới ngoài 200 dặm, nhưng vẫn bị Kình Thiên Côn nghiền chết, thân thể biến thành huyết vụ, xương cốt biến thành bột phấn. Khí tức Kình Thiên Côn trực tiếp chấn sập 7, 8 tòa núi lớn, trên đại địa còn lưu lại một côn ngấn khổng lồ, thật khiến người hoài nghi có phải là trụ chống trời đã sụp xuống rồi không nữa. Đệ lục hộ pháp trưởng lão vốn đã chạy trốn tới ngoài 800 dặm, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Triệu Tùng Dương, trong lòng càng thêm sợ, muốn dùng cấm pháp khiến tốc độ của mình bạo tăng, đột nhiên, thân thể không thể nhúc nhích, tựa như không khí đều bị đông kết lại, hắn còn chưa kịp phản kháng đã trực tiếp bị Kình Thiên Côn bắn chết. Lại một vị cự phách vẫn lạc. Phong Phi Vân dẫn theo Kình Thiên Côn, muốn đi đánh chết vị cự phách trốn chết ở phía đông kia, nhưng vào lúc này, thiên mạc nổ tung, một mảnh mây máu tuôn ra, một vị lão giả đầu đội tử kim quan, tóc trắng hơn 10 trượng đi ra, trông thấy nguyên một đám thân thể cự phách vẫn lạc vẫn còn thiêu đốt lấy trên đại địa, đầy đất đều là tử thi và máu tươi thì lửa giận liền tuôn ra từ mi tâm, nhuộm hồng cả mảng trời. Quả thực lật trời rồi. Lại dám đánh chết nhiều cự phách của Xâm La Điện như vậy. Những tu sĩ tà đạo vẫn còn chạy thục mạng kia sau khi trông thấy lão giả ngang trời mà đến thì sắc mặt đều vui vẻ, đình chỉ trốn chết, rất nhiều người đều lộ ra biểu lộ có chút hả hê. Đây là đệ cửu thái thượng trưởng lão, chính là sư tôn của đệ ngũ hộ pháp trưởng lão, đã đạt tới cảnh giới siêu cấp cự phách, giết Phong Phi Vân, như tàn sát heo chó vậy. Oanh! Kình Thiên Côn quất tới, chỉ một kích. Liền trực tiếp đánh cho vị thái thượng trưởng lão này rơi xuống khỏi tầng mây, đè chết trên mặt đất. Những tu sĩ tà đạo kia cả đám đều sợ tới mức run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả. Thái thượng trưởng lão cũng bị Phong Phi Vân một gậy áp chết rồi. Trên mảnh đại địa này, máu tươi đang thiêu đốt, bùn đất lây dính ma tính, biến thành màu đỏ như máu, không ngừng tuôn ra từng sợi khí lưu ăn mòn cỏ cây. Mấy tôn cự phách vẫn lạc ở đây. Khiến mảnh đại địa này có biến hóa không rõ, tự
tương lai tất nhiên sẽ thai nghén ra sinh vật tà ác, hóa thành một mảnh tánh mạng tuyệt địa. Những cổ cương nhân trong trung hình bộ lạc kia đều cực kỳ kinh hãi, từ trong cửa sổ nhìn ra, có thể chứng kiến huyết lãng trên bầu trời, hỏa chủng dưới đại địa, còn có nam tử đứng trong máu và lửa, trong tay cầm lấy một cây côn chống trời, giết người như tàn sát cọng rơm cái rác kia nữa. Xa xa bầu trời, ba đạo vầng sáng chói mắt bay đến, hào quang trên người sáng chói như mặt trời, đâm vào mắt người, không thấy rõ được hình dạng của bọn hắn, chung quanh thân thể mỗi người đều có linh khí vần quanh. Bọn hắn lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, khiến trời đêm biến thành ban ngày, nhiệt độ trong không khí chợt cấp tốc tăng vọt. Lại là ba vị thái thượng trưởng lão giá lâm. Ngoại trừ ba vị thái thượng trưởng lão này, trên đại địa, một trung niên văn sĩ mặc áo xanh chậm rãi đi đến, mi tâm trung niên văn sĩ này có một đoàn Phật quang, hào quang kia vậy mà còn bỏng mắt hơn cả Xích Lô Đại Nhật. Mà khí tức trên thân hắn cũng đặc biệt hùng hậu, phảng phất như biến thành trung tâm cả mảnh đại địa này, tất cả quy tắc thiên đạo đều tụ tập tới hắn. VIPVANDAN.VN Chương 1063, Rượu Thịt Hòa Thượng Phẫn Nộ. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng hắn, nhưng Phong Phi Vân vẫn nhận ra hắn, đúng là một trong Xâm La Điện tứ đại hành giả, sinh mệnh hành giả, thiên thu sinh. Tứ đại hành giả chính là bốn người cường đại nhất dưới tà hoàng, có được quyền lợi thật lớn. Thiên thu sinh rất xa đi đến, nhìn vết máu và thi ngấn trên đại địa, có chút nhíu mày, mới chỉ rời đi một hồi, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng rất nhanh lông mày hắn liền giãn ra, trong miệng thốt ra một mảnh linh khí du dương, nói. Thần vương đại nhân, hôm nay có phải đã làm hơi quá mức rồi không? Thiên thu sinh tuy rằng không biết Phong Phi Vân từ đâu có được lực lượng cường đại như thế, nhưng lại có thể cảm giác được cổ sát khí khiếp người kia, đặc biệt là cây gậy trong tay Phong Phi Vân, khiến hắn cảm giác được uy hiếp không nhỏ đến bản thân. Hôm nay toàn bộ thiên hạ đều cho rằng là Phong Phi Vân lấy đi Kim Tầm Kinh, nhưng Phong Phi Vân lại ở ngay chỗ này, cho dù tu vi của hắn có cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt đi hơn 10 vạn dặm được. Xem ra Tà Hoàng đại nhân suy đoán cũng không chính xác, Kim Tầm Kinh hẳn là bị người khác lấy đi rồi. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Ta làm quá phận, Xâm La Điện các ngươi làm được càng thêm quá phận, rõ ràng có người dám có cách nghĩ không an phận với Tuyết Tiên, giết mấy người này coi như còn ít, nếu để cho Rượu Thịt Hòa Thượng biết được việc này, chỉ sợ Xâm La Điện các ngươi còn chết nhiều hơn nữa đấy. Thiên Thu Sinh nghe được danh tự Rượu Thịt Hòa Thượng sắc mặt hơi đổi. Nhìn bị nữ tử tuyệt sắc đang vô cùng suy yếu bị Phong Phi Vân ôm trong ngực, nữ tử này hắn vẫn còn có chút ấn tượng, một mực đi theo bên người Rượu Thịt Hòa Thượng, thập phần hoạt bát, nhưng bây giờ hơi thở đang cực kỳ suy yếu, tùy thời đều có thể hương tiêu ngọc vẫn. Thiên Thu Sinh trực tiếp nhíu mày thành chữ xuyên, sao lại xảy ra loại chuyện này, rốt cuộc là tên khốn nạn nào lại dám động đến nàng, nếu thật sự chọc giận Rượu Thịt Hòa Thượng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Xâm La Điện cũng sẽ bị lật lên mất. Xâm La Điện đã bỏ ra cái giá lớn như thế, chuyện này nên dừng ở đây rồi, nếu thần vương đại nhân còn muốn ra tay, vậy thì ta cũng chỉ có thể cùng thần vương đại nhân đánh vài chiêu thôi. Thiên Thu Sinh nhẹ nhàng vuốt chòm râu dê trên cằm, muốn đỡ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao nếu kinh động ra Rượu Thịt Hòa Thượng, có lẽ Xâm La Điện sẽ trả một cái giá càng lớn hơn nữa. Sao có thể để chuyện như thế xảy ra được? Ba vị thái thượng trưởng lão lơ lửng trên thiên mạc đều cảm thấy không cam lòng, dù sao Phong Phi Vân đánh chết 6 vị cự phách, cộng thêm một vị siêu cấp cự phách của Xâm La Điện, chuyện này nếu cứ vậy dừng ở đây thì mặt mũi Xâm La Điện để đâu? Một vị thái thượng trưởng lão trong đó lạnh giọng nói. Sinh mệnh hành giả, việc này không thể cứ như vậy được, Phong Phi Vân phải chết, bằng không thì sau này Xâm La Điện lấy đâu ra uy nghiêm thống nhất tà đạo. Rất đúng, không chỉ Phong Phi Vân phải chết, mà nữ tử trong ngực hắn cũng phải chịu hình phạt tam phu lục xúc. Một vị thái thượng trưởng lão khác nói. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời kim vân cuồn cuộn, một Phật trưởng cự đại đánh xuống, sợ rằng có đến hơn vạn mét, trên bàn tay có bóng dáng giang hà hồ bạc, vòng quanh lấy vân ấn sơn xuyên địa lý, trực tiếp đánh cho hai tên thái thượng trưởng lão vừa lên tiếng rơi xuống mặt đất. Rượu Thịt Hòa Thượng giết tới, hai mắt trừng trừng, Phật bào trên người tung bay. Lộ ra hình xăm thanh long bạch hổ dữ tợn trên người, trong tay nắm một cây thiền trượng vàng chói, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lão tử chơi đại gia mày. Đại hòa thượng này trực tiếp nói tục, dáng vẻ này nào giống một hòa thượng đức cao vọng trọng, bộ dáng kia quả thực còn dọa người hơn cả đồ tể.
chân to của hắn mạnh mẽ giẫm xuống. Đừng! Thiên Thu Sinh muốn cầu tình, nhưng đã muộn, hai thái thượng trưởng lão bị đánh xuống khỏi bầu trời đã bị rượu thịt hòa thượng giết chết, thân thể bị giẫm ngang. Lại có hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, Sâm La Điện đêm nay xem như tổn thất lớn rồi. Thiên Thu Sinh cuối cùng vẫn nuốt nửa câu sau về, hít một hơi thật sâu, hai tay hợp lại, cung kính cúi đầu. Vãn bối, bái kiến. Bái con mẹ ngươi. Rượu thịt hòa thượng một tát đập bay Thiên Thu Sinh ra ngoài, trực tiếp đâm vào một tòa núi lớn, sinh tử không biết. Trong lòng rượu thịt hòa thượng giờ phút này như một đoàn hỏa, lúc này nhìn ai liền muốn giết người nấy, Nạp Lan Tuyết Tiên chính là mệnh căn của hắn, lúc nàng còn rất nhỏ đã bị hắn ôm ra Nạp Lan Sơn Trang, bởi vì hắn thật sự không biết chiếu cố Hải Nhi như thế nào, cho nên mới tạm thời giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho Phong gia nuôi. Hắn gửi nuôi Nạp Lan Tuyết Tiên ở Phong gia có ba mục đích, thứ nhất, Phong gia chính là một trong mấy gia tộc cao cấp nhất Nam Thái Phủ, có thể cho Nạp Lan Tuyết Tiên lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Thứ hai, nữ ma ở trong lòng đất Thương Sinh Tự tùy thời đều có thể xuất thế, cũng cần hắn trông coi, mà Thương Sinh Tự lại cách Phong gia không xa. Thứ ba, vị gia chủ đời thứ nhất của Phong gia đã chết đi nhiều năm kia, và thi hài Diêm Vương đều khiến hắn rất lo lắng, một khi Diêm Vương lần nữa xuất thế, thiên hạ nhất định sẽ nghênh đón một hồi sát kiếp vô cùng đáng sợ. Rượu thịt hòa thượng đối với hồi Phật môn đại kiếp nạn vào một vạn năm trước cũng có chút hiểu rõ, biết rõ người chung kết thời đại Phật tu chính là Diêm Vương, mà thi thể Diêm Vương lại bị Phong Mặc cướp đi. Rượu thịt hòa thượng rất sợ sau khi Phong Mặc luyện hóa thi thể Diêm Vương sẽ biến thành tôn Diêm Vương thứ hai. Cho nên nói gửi nuôi Nạp Lan Tuyết Tiên ở Phong gia, kỳ thật cũng có ý để nàng nằm vùng, đương nhiên rượu thịt hòa thượng không có khả năng thật sự để nàng đi làm chuyện nguy hiểm được. Rượu thịt hòa thượng trước khi xuất gia cũng là người của Nạp Lan Phiệt, tao ngộ của hắn rất giống với Nạp Lan Tuyết Tiên, đều khi còn bé mẫu thân phận hèn mọn, chính là thứ xuất, vừa bị xa lánh vừa bị làm khó dễ. Sau khi mẫu thân chết, thiếu chút nữa đã chết đói, may mắn được chủ trì Thương Sinh Tự ôm đi, bắt đầu tu luyện. Đương nhiên hắn thích tiểu Nạp Lan, không chỉ vì Nạp Lan Tuyết Tiên chính là hậu nhân Nạp Lan gia tộc, càng bởi vì trong thân thể Nạp Lan Tuyết Tiên có 6 khỏa xá lợi tử. Có thể kế thừa y bát của hắn, có thể nói Nạp Lan Tuyết Tiên chính là mệnh căn của hắn, hắn có thể cái gì cũng theo ý nàng, sợ nàng chịu ủy khuất. Lúc hắn suy tính ra Nạp Lan Tuyết Tiên gặp nguy hiểm liền lập tức từ thần đô đuổi đến, vượt qua mấy người vạn dặm, ai dám động đến Nạp Lan Tuyết Tiên, hắn liền giết người đó. Oanh! Phía trên thiên mạc, một vị thái thượng trưởng lão cuối cùng cũng bị rượu thịt hòa thượng đánh bay ra ngoài, tựa đập một con muỗi vậy. VIPVANDAN.VN Chương 1064, Tà Hoàng Thiếu Chủ lần đầu lộ diện. 1. Ngay một sát na khi rượu thịt hòa thượng đuổi đến, Diêm Vương liền nhanh chóng rút đi, che giấu vào trong sống lưng, dùng trạng thái của hắn hiện giờ, nếu bị loại cường giả cấp bậc như rượu thịt hòa thượng phát giác được, nhất định sẽ bị gạt bỏ. Rượu thịt hòa thượng nộ khí đằng đằng, đi về phía Phong Phi Vân, mỗi một bước đều chấn khiến đại địa rung rung. Nhìn nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên hấp hối, vươn tay liền cướp đi Nạp Lan Tuyết Tiên trong ngực Phong Phi Vân, hung hăng trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, nói. Nếu không phải vì ngươi, nàng căn bản sẽ không xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi về sau tốt nhất cách xa nàng một chút, bằng không thì. Lão tử giết ngươi. Rượu thịt hòa thượng ôm Nạp Lan Tuyết Tiên đi, không nói nhảm thêm với Phong Phi Vân một câu, liền bay lên không mà đi. Phong Phi Vân trầm mặc không nói, rượu thịt hòa thượng nói đúng. Nếu không phải vì mình, Tuyết Tiên tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may, có lẽ để rượu thịt hòa thượng mang Tuyết Tiên đi, nàng sẽ sống tốt hơn, dùng tu vị của rượu thịt hòa thượng, nhất định có thể bảo trụ mạng của nàng. Phong Phi Vân đột nhiên cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt, rất mệt a, toàn thân đều khó nhấc lên được một tia khí lực, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ khi mượn nhờ lực lượng Diêm Vương sao? Phong Phi Vân vội vàng cho vào miệng một hạt tam phẩm linh đan vừa vào liền tan. Thân thể có chút khá hơn một chút, có thêm vài phần lực lượng, liền tranh thủ thả vô sắc vô tương bị cột trên cây gỗ xuống, vô sắc vô tướng cũng bởi vì tổn thương quá nặng nên đã hôn mê, Phong Phi Vân cũng cho hắn ăn vào một hạt tam phẩm linh đan. Phong Phi Vân thật giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực, ngồi trên mặt đất, đại não hỗn loạn, mặc dù tiêu hóa một hạt tam phẩm linh đan cũng không khiến trạng thái thân thể tốt hơn bao nhiêu. Xôn xao. Trên bầu trời. Xuất hiện một mảnh vầng sáng tuyết trắng, vô cùng thánh khiết thần thánh, rơi xuống đạo đạo quang điểm, lập tức liền tinh lọc tất cả sát khí và oan hồn,
mặt đất vốn biến thành khô cằn lập tức tản mát ra sinh cơ vô tận, từng cọng cỏ non sinh trưởng lên, phiến lá bích lục óng ánh. Dưới mảnh tánh mạng chi lực kia gột rửa, Phong Phi Vân cảm giác mình cũng khôi phục được vài phần lực lượng, thân thể cũng không khó chịu như trước nữa. Trong vầng sáng thánh khiết, một nữ tử tuyệt mỹ đi tới, ngọc thể thướt tha, tóc dài tới eo, áo bào màu bạc bao thân, dung nhan càng hoàn mỹ, không tì vết, nàng mới rơi xuống mặt đất, liền khiến sinh cơ một mảnh đại địa kia bắt đầu khởi động, vậy mà sinh trưởng ra một mảnh cây cối xanh tươi tốt. Một ít cổ cương nhân trong bộ lạc thấy được một màn này, vô luận là cổ cương hán tử khổ người cường tráng, hay là lão già gầy còm tóc trắng đều kích động không thôi, quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Thần nữ nương nương hiển linh rồi. Thần nữ nương nương hiển linh rồi. Có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân, đại địa sinh hoa, và xinh đẹp thánh khiết như thế, vậy thì chỉ có thiên vu thần nữ thôi. Phong Phi Vân tự nhiên nhận ra nữ tử từ trên không bay xuống kia, đúng là thần nữ tiên tử bên trong băng cung kia, nàng mỹ diệu tuyệt luân, thân thể ôn nhu, cánh tay như ngó sen lộ ra bên ngoài trường bào, vòng quanh lấy đường cong động lòng người. Chỉ mới nhìn nàng một cái, Phong Phi Vân tựa hồ lại nhớ đến đôi đùi ngọc thon dài mà chặt chẽ kia. Không nghĩ đến lại gặp lại nàng nhanh như vậy, Phong Phi Vân ngược lại có chút xấu hổ, hắn còn chưa từng vì ngủ qua với một nữ tử mà cảm thấy xấu hổ bao giờ, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Ta xấu hổ làm gì chứ, muốn xấu hổ cũng là nàng xấu hổ mới đúng. Rất nhanh Phong Phi Vân liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng, nhưng vị thiên vu thần nữ này lại giống như không trông thấy Phong Phi Vân vậy, coi hắn như không khí, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn, rơi xuống trước tòa nhà gỗ kia. Lại bị nàng bỏ qua, nàng rõ ràng ngay cả mắt cũng không liếc lấy mình một cái. Phong Phi Vân có chút không phục, dù nói thế nào cũng từng có quan hệ xác thịt, sao có thể vô tình như vậy được. Thiên vu thần nữ tùy ý vung tay lên, liền xóa đi trận pháp trên nhà gỗ, sau đó dẫn La Ngọc Nhi trong nhà gỗ ra, nói vài câu với những cổ cương nhân kia, sau đó liền muốn rời đi. Cung kính thần nữ nương nương. Cung kính thần nữ nương nương. Những cổ cương nhân kia đều cung kính nàng như thần minh, thập phần thành kính. Chẳng lẽ trong mắt nàng mình ngay cả những cổ cương nhân kia cũng không bằng. Phong Phi Vân rốt cục không nhẫn được nữa, lần đầu tiên có một loại cảm giác thất bại, kêu lên. Này, cũng nên lưu lại tên chứ. Đầu tiên quay đầu lại chính là La Ngọc Nhi, đôi mắt dễ thương sóng gợn, lông mi rung rung, mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn nhìn Phong Phi Vân, lại nhìn thiên vu thần nữ một chút. Nàng biết rõ người mà Phong Phi Vân gọi hẳn là vị tỷ tỷ này. Thiên vu thần nữ trên người linh quang dịu dàng, cũng không xoay người, thản nhiên nói. Người cũng đã tìm được, có nhiều thứ là họa không phải phúc, lưu lại trên người chỉ tổ tăng thêm tai nạn. Nàng nói rất nhẹ nhàng, thanh âm khiến người cảm giác như nước chảy ngày xuân, nàng không hề dừng lại, tựa hồ theo nàng thấy thì đã sớm thanh toán xong với Phong Phi Vân, căn bản đều không cần phải nhìn Phong Phi Vân thêm nữa. Mang theo La Ngọc Nhi rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong không khí chỉ lưu lại hương thơm nhàn nhạt khiến người mê say kia. Phong Phi Vân không đuổi theo, giờ phút này hắn cũng không còn khí lực đuổi theo nữa. Xem ra nàng đã biết rõ ta lấy đi Kim Tầm Kinh, câu cuối cùng mà nàng nói chính là muốn nói với ta Kim Tầm Kinh cũng không phải phúc, mà là họa. Nàng đây là đang quan tâm ta sao? Có lẽ chỉ là vì không muốn tranh đoạt Kim Tầm Kinh mà sanh linh đổ thán thôi. Mặc kệ nàng nói lời này có mục đích gì, Phong Phi Vân rõ ràng hơn bất kỳ ai nếu hiện giờ giao Kim Tầm Kinh ra, đó mới là chỉ còn đường chết, cho dù biết rõ là họa, Phong Phi Vân cũng không thể không lưu trên người, căn bản không có lựa chọn nào khác. Thiên vu thần nữ đời trước đã trở về, lấy vô thượng tu vị của nàng, muốn thống nhất cổ cương tộc quả thật chỉ là chuyện đơn giản. Hơn nữa an nguy của La Ngọc Nhi cũng không cần hắn phải lo lắng nữa. Phong Phi Vân phó thác vô sắc vô tướng cho một vị tộc lão trong bộ lạc. Vị tộc lão này thấy Phong Phi Vân tựa hồ có chút giao tình với thần nữ nương nương liền rất nhiệt tình nhận lấy vô sắc vô tướng. Sau đó bọn hắn liền rời tộc, rời khỏi nơi đầy điểm xấu này, muốn đi chỗ khác làm nơi cư trú cho bộ lạc. Phong Phi Vân kéo lấy thân thể mỏi mệt, liền bỏ chạy vào trong thập vạn Hà Sơn. Tất cả tu sĩ các đại tiên môn, gia tộc thần Tấn Vương Triều, Bắc Minh Phiệt, Tử Minh Thi Động, thần Linh Cung, tất cả đại tiên môn cổ giáo, chỉ sợ đều đã đến cổ cương phủ, nếu rơi vào trong tay bọn hắn, cho dù trên người Phong Phi Vân không có Kim Tầm Kinh cũng sẽ bị bọn hắn gạt bỏ, mà hy vọng sinh tồn duy nhất chính là thập vạn Hà Sơn.
VIPVANDAN.VN. Chương 1065, Tà Hoàng thiếu chủ lần đầu lộ diện. 2. Những người này nếu dám đuổi vào, Phong Phi Vân nhất định sẽ khiến bọn hắn trả một cái giá cực lớn. Rượu thịt hòa thượng mang Nạp Lan Tuyết Tiên về ngự thú trai, dưới sự cứu trị của một vị Phật tôn tinh thông y đạo trong ngự thú trai, Nạp Lan Tuyết Tiên tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng lại mất đi 400 năm thọ nguyên, cực kỳ già yếu, chỉ mới qua 3 ngày mà tóc đã bạc trắng, da thịt trên người cũng đã mất đi sáng rọi. Rượu thịt hòa thượng bưng một chén linh dược, còn chưa đi vào đã bị người ở bên trong ngăn cản, Nạp Lan Tuyết Tiên dùng mền che kín cả người lại, gắt gao đè lấy cửa, nức nở nghẹn ngào nói. Ta không muốn gặp ai hết, không muốn gặp ai hết. Rượu thịt hòa thượng con mắt có chút ướt át, nói. Tuyết Tiên, nếu ngươi không uống linh dược chỉ sẽ già nhanh hơn thôi. Ta không cần ngươi lo, ngươi đi đi. Thực xin lỗi, hòa thượng ta nói sai rồi, không nên ở trước mặt ngươi nói ra chữ kia. Rượu thịt hòa thượng vội vàng quạt lấy hai bàn tay mình, sau đó lại nói. Tuyết Tiên, ngươi gần kề chỉ là thiếu đi 400 năm tu vị hôi, chỉ cần ngươi chịu theo ta tu luyện, dùng thiên tư của ngươi, rất nhanh sẽ gia tăng rất nhiều thọ nguyên, sẽ trở nên xinh đẹp lại thôi. Thật sao? Nạp Lan Tuyết Tiên nói. Rượu thịt hòa thượng vội vàng vỗ ngực lồng ngực cam đoan nói. Người xuất gia không nói dối, sau khi người trở nên càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp, khẳng định sẽ mê chết tiểu tử Phong Phi Vân kia, hắn khẳng định ước gì được đi theo sau người. Chỉ ngắm nhìn mình ngươi, những nữ nhân khác hắn không thèm liếc lấy một cái. Thật vậy chăng? Nạp Lan Tuyết Tiên mở cửa ra một tia. Rượu thịt hòa thượng rốt cục thở ra một hơi, chỉ cần cô nàng này không muốn tìm chết, vậy thì tất cả vẫn còn hy vọng, trong lòng lại mắng tên vương bát đản Phong Phi Vân kia một trận, nếu không phải vì hắn, Tuyết Tiên sao lại biến thành bộ dáng hiện giờ chứ? Thật sự, trước tiên ngươi uống chén linh dược này đi đã. Rượu thịt hòa thượng biết rõ Nạp Lan Tuyết Tiên hiện giờ người nào cũng không muốn gặp, vì vậy liền để chén trên mặt đất, sau đó âm thầm lặng lẽ thối lui, trốn ra xa xa, thẳng đến khi trông thấy Nạp Lan Tuyết Tiên vụng trộm cầm lấy chén trong lòng mới thở dài một hơi. Thật sự là nghiệt duyên a hát, rượu thịt hòa thượng trong lòng có chút hối hận lúc trước đã đưa Nạp Lan Tuyết Tiên đến Phong gia, bằng không thì nàng cũng sẽ không gặp phải một hồi đại kiếp nạn như vậy, càng sẽ không nhớ mãi không quên tên lãng tử Phong Phi Vân kia. Xâm La Điện bản bộ. Trong Tà Hoàng cung bao phủ một tầng khắc nghiệt nhàn nhạt, phàm là tà đạo hung nhân tiến vào trong cung giờ phút này đều câm như hến, cả đám đều đứng nghiêm, động cũng không dám động một cái, sợ hơi chút động sẽ gặp phải tai nạn. Mặc dù là những hộ pháp trưởng lão, thái thượng trưởng lão kia, giờ phút này sắc mặt đều khó chịu nổi, chỉ cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Vài ngày trước, Xâm La Điện vẫn lạc 6 vị cự phách, 4 vị siêu cấp cự phách. Chuyện này huyền náo xôn xao trong Xâm La Điện, nhận được Tà Hoàng chỉ lệnh, mỗi người đều dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến Tà Hoàng cung, sợ đến muộn một bước, sẽ trở thành đối tượng để Tà Hoàng phát tiết lửa giận. Tà Hoàng an vị ở vị trí trên nhất, lộ ra thập phần bình tĩnh an tường, tựa như một lão giả hiền lành vô hại, ánh mắt quét qua mọi người một lần, sau đó thản nhiên nói. Cả đám đều làm sao vậy, không phải chỉ là một hồi đánh cờ sao, thua thì thua, chết mấy người thôi. Chẳng lẽ Xâm La Điện lại không thua nổi sao? Một ít tà đạo bá chủ ở bên dưới đều thầm thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó, Tà Hoàng lại nói một câu. Ai có thể nói cho ta biết, Phong Phi Vân mới chỉ là thiên mệnh đệ lục trọng sơ kỳ mà thôi, vì sao có thể đánh chết thái thượng trưởng lão thiên mệnh đệ bát trọng không? Tất cả tà đạo bá chủ lại vội vàng cúi đầu xuống, tâm tư càng thêm chĩu nặng, lúc này không ai dám nói loạn cả. Tà Hoàng nói. Mích Khâu. Người đã từng là đệ nhất chí sư Xâm La Điện đệ tam điện A, hơn nữa Phong Phi Vân còn đang muốn tìm cháu gái của ngươi Bích Tiên Tiên, muốn lấy huyết cấm huyền trạc trên người nàng, xem ra bọn hắn tựa hồ có chút quan hệ, ngươi nói cho ta biết là vì sao đi. Một lão giả khẽ ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào Tà Hoàng, tuy rằng trên mặt lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang không ngừng run rẩy, nói. Huyết cấm huyền trạc trên người Tiên Tiên chính là Nam Cung Hồng Nhan gieo xuống. Nàng và Phong Phi Vân không có nửa điểm quan hệ. Người đây là đang trả lời vấn đề của ta sao? Thanh âm Tà Hoàng có chút rét run. Lão giả gọi là Bích Khâu kia lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất, líu lo thưa dạ nói. Phong Phi Vân chính là người không thể suy tính. Việc này, Huyền vệ,
mau kéo hắn ra giết, đưa cháu gái kia của hắn trực tiếp đưa đi dục nô cung. Thanh âm Tà Hoàng thập phần bình thản. Một nam tử toàn thân đều bị áo giáp màu đen bao trùm liền đi tới chỗ Bích Khâu đang quỳ trên mặt đất. Bích Khâu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng không ngừng dập đầu trên mặt đất, đầu cũng sắp vỡ ra, nói. Bích Khâu vô năng, muôn lần chết không hết tội, chỉ cầu Tà Hoàng khai ân bỏ qua cho tiên tiên, ngàn vạn không thể đưa nàng đi dục nô cung. Cầu Tà Hoàng khai ân. Toàn bộ người trong Tà Hoàng cung không ai dám nói hộ một câu, thậm chí có không ít tà đạo bá chủ còn lộ ra vài phần cười lạnh. Bích tiên tiên đã từng là đệ nhất mỹ nhân Xâm La Điện đệ tứ điện, nếu bị đưa đi dục nô cung, vậy mình cũng sẽ được nếm thử tư vị rồi. Huyền vệ kéo lấy một chân Bích Khâu, liền bước ra ngoài Tà Hoàng cung. Tà đạo bá chủ hai bên cả đám đều tự động tách ra một con đường, biểu hiện thập phần lạnh lùng, thật giống như huyền vệ đang kéo một con chó vậy. Đúng lúc này, ngoài Tà Hoàng cung truyền đến một thanh âm hết sức trẻ tuổi. Dừng tay! Tất cả mọi người cả kinh, lúc này còn có người vì Bích Khâu cầu tình, chẳng lẽ muốn chết sao? Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào từ bên ngoài đi đến, toàn thân đều bao phủ vầng sáng màu trắng, đôi tay thon dài mà tinh tế tỉ mỉ. Quả thực còn tinh tế hơn rất nhiều thiếu nữ, thân thể của hắn tuấn dật, trên người tản ra uy thế nhàn nhạt, trên mặt mang một mặt nạ quỷ màu bạc, tuy rằng không thấy rõ mặt hắn, nhưng chỉ thấy đôi mắt kia của hắn, cũng đã khiến rất nhiều tà đạo bá chủ không kìm lòng được cúi đầu xuống. Thì ra là thiếu chủ trở về rồi. Huyền vệ nói như thế, có chút khom người với nam tử trẻ tuổi trước mắt này, tạm thời thả Bích Khâu ra. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc kia đi tới trung ương Tà Hoàng cung. Duỗi ra đôi tay tinh tế tỉ mỉ, cúi đầu với Tà Hoàng, nói. VIPVANDAN.VN Chương 1066, Hổ Lạc Đồng Bằng 1. Sư Tôn, đối với chuyện về Phong Phi Vân Bích trưởng lão quả thật không biết rõ tình hình, Bích Khâu trưởng lão trí lực cao thâm, chính là nhân tài hiếm có của Xâm La Điện, tuyệt đối không thể giết, ta muốn thay lão nhân ra ông ta cầu tình, mặt khác chuyện Phong Phi Vân, ta nghĩ mình biết vì sao. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc kia vừa đi đến, hào khí trong Tà Hoàng cung lập tức trở nên không giống trước. Tà Hoàng cẩn thận nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc kia một chút nói. Người bị thương. Chút tổn thương thôi, không có trở ngại. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tà Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó phất phất tay, thiết khải nam tử vốn kéo lấy Bích Khâu chợt lui về. Nếu thiếu chủ đã cầu tình cho ngươi. Vậy thì cái đầu này của ngươi tạm thời gửi lại trên cổ vậy. Bích Khâu cuối cùng thở dài một hơi, cái mạng này xem như giữ được rồi, may mắn thiếu chủ kịp thời đuổi tới, bằng không thì không chỉ hắn, mà ngay cả toàn bộ Bích thị nhất tộc kết cục đều sẽ rất bi thảm. Bích Khâu chợt tràn đầy cảm kích với vị thiếu chủ này. Bích Khâu cảm tạ ân không giết của Tà Hoàng, cái mạng này của Bích Khâu sau này sẽ là của Tà Hoàng và thiếu chủ. Nói xong lời này liền vội vàng lui về chỗ cũ. Trong lòng rất nhiều tà đạo bá chủ ở đây đều lộ vẻ thất vọng, nhưng lại không ai biểu hiện ra ngỏ ai, Tà Hoàng không dễ chọc, Tà Hoàng thiếu chủ sao lại dễ chọc chứ? Nếu Tà Hoàng thiếu chủ đã cầu tình cho Bích Khâu, ai còn dám đối nghịch với Tà Hoàng thiếu chủ nữa? Phong Phi Vân sở dĩ có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy, có lẽ là có chút quan hệ với Diêm Vương trong truyền thuyết. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc nói. Nghe được danh tiếng Diêm Vương. Rất nhiều tà đạo bá chủ ở đây đều phát lạnh, không kìm lòng được nghĩ tới một loại truyền thuyết. Diêm Vương, là người phương nào? Tà Hoàng có chút cau mày. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc lại nói. Diêm Vương chỉ là một bộ hài cốt, là bị tổ tiên tử Minh Thi Động đào ra từ trong vũ hóa mộ nguyên, thời gian khai quật đã không thể khảo cứu. Nhưng chuyện chân chính khiến danh tự Diêm Vương khiếp sợ thiên hạ phát sinh vào 1.500 năm trước. Đến lúc đó mọi người mới biết được sự tồn tại của Diêm Vương, mà lúc đó Sư Tôn đã tiến vào Đồng Lô Sơn, tự nhiên không biết truyền thuyết về Diêm Vương. Nghe đến đây, Tà Hoàng cũng nổi lên hứng thú, tu vị đạt tới loại cảnh giới như hắn, đã rất ít thứ có thể khiến bọn hắn cảm thấy hứng thú, nói. Chỉ là một bộ hài cốt có thể đáng sợ thế nào, ngược lại có chút ý tứ. Một giọt hủ huyết của Diêm Vương liền có thể giết chết một vị cự phách. Diêm Vương mặc dù đã chết đi, như vẫn là tồn tại vô cùng khủng bố. Tà Hoàng cũng có chút động dung, nhìn sắc mặt tái nhợt của đám tà đạo bá chủ bên dưới, rất hiển nhiên những người này cũng biết truyền thuyết về Diêm Vương, một giọt máu tươi có thể giết chết một vị cự phách, thật không đơn giản, nói.
vậy Diêm Vương kia sao lại nhắc lên quan hệ với Phong Phi Vân? Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc nói. Mấy năm trước, Vạn Tượng Tháp ra một vị tiên tài cấp bậc sử thi kinh tài tuyệt diễm, lúc độ địa kiếp đưa tới 13 đầu nham tương, được phong làm đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều từ trước tới nay, mà sau khi hắn độ kiếp thành công, lại bị Tử Minh Thi Động ám toán, trúng một giọt Diêm Vương hủ huyết. Vốn dùng tu vị thiên mệnh đệ nhất trọng của hắn, một khi trúng Diêm Vương hủ huyết liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng qua mấy năm sau, mọi người phát hiện hắn vẫn còn sống rất tốt, lại trở nên càng thêm cường đại. Thiên tài cấp bậc sử thi này chính là Phong Phi Vân. Tà Hoàng nói. Nam tử mang theo mặt nạ quỷ màu bạc nhẹ gật đầu, nói. Một giọt Diêm Vương hủ huyết liền cự phách cũng có thể giết chết, lại không thể giết chết Phong Phi Vân lúc ấy chỉ mới là thiên mệnh đệ nhất trọng, ở trong đó vốn đã có cố quái rất lớn, ta hoài nghi hắn rất có thể đã nhận được truyền thừa của Diêm Vương, hoặc là dung hợp một bộ phận thi cốt của Diêm Vương, có thể vào lúc nguy cơ sinh tử mượn nhờ một bộ phận lực lượng của Diêm Vương. Diêm Vương. Tà Hoàng nhẹ nhàng niệm hai chữ như vậy, sau đó liền nhắm đôi mắt già nua lại bắt đầu suy tính, nhưng sau nửa ngày cũng chỉ có thể suy tính ra vụn vặt, căn bản không cách nào suy tính ra lai lịch của Diêm Vương. Càng như thế, Tà Hoàng lại càng là cảm thấy tầm quan trọng của thi cốt Diêm Vương, trình độ chân quý thậm chí không dưới Kim Tầm Kinh. Đúng lúc này, phía dưới, một lão giả tóc hoa râm bờ môi nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Động tác của hắn, Tà Hoàng tự nhiên đều thấy trong mắt, nói. Đệ nhất điện chủ, người tựa hồ có lời gì muốn nói sao? Xâm La Điện đã dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai chỉnh hợp thập đại điện trước kia, nhưng vẫn bảo trì lại xưng hô thập điện, chỉ là điện chủ thập điện hiện tại cũng phải nghe theo lệnh Tà Hoàng. Có thể nói, hôm nay Xâm La Điện, ngoại trừ Tà Hoàng thiếu chủ và bốn vị hành giả, quyền lợi lớn nhất, địa vị cao nhất chính là 10 vị điện chủ. Mỗi người đều có chiến uy kinh thiên động địa, có thể một mình đảm đương một phía, luận chiến lực của một ít điện chủ không hề dưới tứ đại hành giả. Đệ nhất điện chủ vội vàng đi ra, trong đôi mắt ám tụ thần hoa, bộ pháp mang theo quy tắc và vận luật, mặc dù ở trước mặt Tà Hoàng vẫn biểu hiện cực kỳ thong dong, nói. Hồi bẩm Tà Hoàng đại nhân, 1.500 năm trước, đệ nhất điện từng tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt thi cốt Diêm Vương, đoạt được 3 căn xương sườn. Ba căn xương sườn của Diêm Vương. Lời này vừa nói ra, tà đạo bá chủ ở đây cả đám đều hai mặt nhìn nhau, Diêm Vương chính là tồn tại trí tà trí ác trong truyền thuyết, không nghĩ tới trong Xâm La Điện vậy mà lại có 3 căn xương sườn của hắn. Rất nhanh 3 căn xương sườn đã được mang ra, mang đến Tà Hoàng Cung, một cổ khí tức rét lạnh mà âm lãnh tràn ngập toàn bộ cung điện, mặc dù là đám tà đạo bá chủ tu luyện công pháp tà đạo này cũng có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Hàn khí đang không ngừng khởi động trong thân thể. 3 căn Diêm Vương xương sườn, bị phong ấn trong 3 khẩu quan tài thanh đồng, ngay một khắc khi quan tài được mở ra, một cổ chí tà chi khí bừng lên, biến thành một mảnh đám mây màu đen, ngưng tụ thành một bóng dáng màu đen, trực tiếp cuốn lấy 2 tà đạo bá chủ cách đó không xa vào. 2 tà đạo bá chủ này đều có tu vị nửa bước cự phách, nhưng giờ phút này đều không có lực phản kháng, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên gầy gò khô quắt. Hừ, Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong thân thể cũng sinh ra một cổ tà khí khổng lồ, trực tiếp đánh tan tà khí trên Diêm Vương xương sườn, 2 tà đạo bá chủ kia chợt rơi xuống trên mặt đất, huyết nhục trên người cũng đã bị hút hơn phân nửa, thân thể tràn đầy nếp nhăn, thật giống như chỉ có một lớp da dán ở trên người, sinh cơ trong thân thể ngay cả một lão đầu tử sắp chết cũng không bằng. VIPVANDAN.VN Chương 1067, Hổ Lạc Đồng Bằng 2. Những tà đạo bá chủ khác nhìn thấy 2 người khô quắp trên mặt đất đều cảm thấy sợ, liên tiếp lui về phía sau, không dám đến gần quan tài thanh đồng kia. Tà Hoàng ngồi ở phía trên, trực tiếp cách không duỗi ra một tay ra, trực tiếp thăm dò vào trong quan tài thanh đồng, trào lên một căn xương cốt tản ra màu đen nồng đậm, bên trong xương cốt kia tản mát ra khói đen nồng đậm, tựa như một lỗ đen thôn phệ tất cả vầng sáng. Tà Hoàng nắm Diêm Vương xương sườn ở trong tay, lần nữa nhắm mắt lại. Tiến hành suy tính, lúc này rất nhanh đã có kết quả, đôi mắt già nua mở ra, tản mát ra vầng sáng chiếu sáng cả thiên địa chiếu sáng, nói. Thì ra Diêm Vương chính là người chung kết thời đại Phật tu, một sinh linh vô cùng khủng bố, nếu có thể mượn nhờ tà khí trên thi cốt hắn để tu luyện tà công, ta mới có thể ở trên mảnh đại địa thần tấn vương triều này tấn cấp đến cảnh giới cao hơn nữa.
Tà Hoàng thả Diêm Vương xương sườn lại vào trong quan tài thanh đồng, trong mắt sáng tối luân chuyển, nói. Truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào thu thập Diêm Vương thi cốt. Trên người Phong Phi Vân có lẽ có một đoạn Diêm Vương thi cốt, trước tiên thu hồi đoạn thi cốt trên người hắn đi. Thân thể Phong Phi Vân vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả linh khí bên trong đan điền cũng không thể vận chuyển, lúc này tùy tiện đến một tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng có thể lấy mạng hắn. Phong Phi Vân rất muốn té trên mặt đất ngủ một giấc, nhưng hắn biết rõ lúc này hắn tuyệt đối không thể ngủ, không biết có bao nhiêu truy binh đã chạy đến bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, một khi hắn dừng lại, thì tất sẽ bị bọn chúng đuổi theo. Tuy rằng những người này đều không thể suy tính ra vị trí cụ thể của Phong Phi Vân, nhưng lại có thể thông qua một ít dấu vết để lại tìm kiếm được lộ tuyến Phong Phi Vân chạy trốn, một khi bị bất cứ người nào trong bọn họ bắt được, vậy thì tử kỳ của hắn cũng đến rồi. Huống chi nơi này chính là bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, dị thú và hung cầm khắp nơi đều có, nếu hắn ngã trên mặt đất, nói không chừng không đến nửa canh giờ là đã bị mãng xà, địa ngạc, hắc tham lang đi qua nuốt vào trong bụng, vậy thì chết càng thêm oan uổng rồi. Trạng thái Phong Phi Vân hiện giờ tuy rằng không tốt lắm, nhưng trên người vẫn mang theo khí tức vạn thú chiến thể, có thể uy hiếp dị thú bình thường, khiến chúng nó không dám đến gần, mà một khi hắn ngã xuống, vậy thì sẽ khác rồi. Đã có ba đầu dị thú chú ý tới Phong Phi Vân, một đầu xích hổ cực lớn, cao chừng 4 mét, dài hơn 8 mét, trên đỉnh đầu còn lóe lên hỏa diễm nhàn nhạt, không xa không gần đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Đầu thứ hai là một đầu kền kền màu đen, đôi cánh triển khai ra rộng đến 10 mét, bay thẳng đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, một khi Phong Phi Vân ngã xuống, nhất định sẽ lập tức mổ xuống, gặm lấy hắn. Đầu thứ ba là một đầu mãng xà dài hơn 7 mét. Thân thể còn to hơn cả thân cây, bò qua trên mặt đất làm lưu lại một vết hằn sâu, lưỡi rắn vừa nhổ ra, một gốc đại thụ cũng lập tức héo rũ, thân cây trở nên đen kịt. Hôm nay thật đúng là hổ lạc đồng bằng, thậm chí ngay cả ba đầu dị thú cũng muốn ăn thịt ta. Phong Phi Vân nắm thiên tủy binh đảm trong tay, một bên cảnh giác những dị thú này, một bên lướt qua trong rừng rậm. Nhưng trời còn chưa có tối mà khí lực trên người Phong Phi Vân đã như dùng hết, mí mắt càng ngày càng nặng. Thậm chí ngay cả thiên tủy binh đảm trong tay cũng không nắm vững, hắn không thể không dừng lại, đặt mông ngồi trên đồng cỏ ướt át, lại dùng một hạt linh đan, bắt đầu điều tức. Ba đầu linh thú kia cũng bồi hồi cách Phong Phi Vân chừng 10 trượng, khi thì thăm dò chụp về phía Phong Phi Vân một phát, phát hiện Phong Phi Vân mở to mắt, chúng liền lại lập tức lui về. Muốn đạt được lực lượng cường đại, nhất định phải trả giá một cái giá cực lớn, trong tà hồn của ta ẩn chứa lực lượng tà khí thật sự quá nặng. Mặc dù trong thân thể ngươi có được yêu ma chi huyết, thậm chí tu luyện ra hai khối phượng cốt, như vẫn không chịu nổi cổ tà khí tinh thuần này. Kinh mạch và huyết mạch đều phá hư nghiêm trọng, cho dù ngươi mỗi ngày đều nuốt linh đan, cũng cần 3 tháng mới có thể chữa trị được, đây là vì thể chất của ngươi đặc thù, nếu đổi thành người khác, mặc dù là thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng, nếu dám tiếp thu lực lượng của ta, vận hành trong thân thể thì hiện giờ đã chết rồi. Thanh âm Diêm Vương truyền ra. Phong Phi Vân sau khi ăn vào linh đan, hiệu quả cũng không lớn lắm, thân thể đã thập phần không còn chút sức lực nào, toàn thân không chỗ nào không đau nhức, nói. 3 tháng, ta căn bản không đợi được 3 tháng, nhiều nhất 3 ngày, người những thiên môn đại giáo kia nhất định sẽ tìm được dấu vết ta lưu lại lúc tiến vào Thập Vạn Sơn Hà, một khi để bọn hắn một đường truy tung tới, vậy thì ta chỉ còn đường chết. Phong Phi Vân tuy rằng trên đường đi đều tận lực che giấu dấu vết, nhưng nhất định không thể gạt được cường giả chân chính, trừ phi Phong Phi Vân có thể khôi phục thực lực, mới có thể xóa đi tất cả dấu vết, thậm chí không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc kia vừa đi đến, hào khí trong Tà Hoàng cung lập tức trở nên không giống trước. Tà Hoàng cẩn thận nhìn nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc kia một chút nói. Người bị thương. Chút tổn thương thôi, không có trở ngại. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tà Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó phất phất tay, thiết khải nam tử vốn kéo lấy bích khâu chợt lui về. Nếu thiếu chủ đã cầu tình cho ngươi, vậy thì cái đầu này của ngươi tạm thời gửi lại trên cổ vậy. Bích khâu cuối cùng thở dài một hơi, cái mạng này xem như giữ được rồi, may mắn thiếu chủ kịp thời đuổi tới, bằng không thì không chỉ hắn, mà ngay cả toàn bộ bích thị nhất tộc kết cục đều sẽ rất bi thảm, bích khâu chợt tràn đầy cảm kích với vị thiếu chủ này. Bích khâu cảm tạ ân không giết của Tà Hoàng. Cái mạng này của Bích Khê sau này sẽ là của Tà Hoàng và thiếu chủ.
Nói xong lời này liền vội vàng lui về chỗ cũ. Trong lòng rất nhiều tà đạo bá chủ ở đây đều lộ vẻ thất vọng, nhưng lại không ai biểu hiện ra ngỏ ai, tà hoàng không dễ chọc, tà hoàng thiếu chủ sao lại dễ chọc chứ? Nếu tà hoàng thiếu chủ đã cầu tình cho Bích Khâu, ai còn dám đối nghịch với tà hoàng thiếu chủ nữa? Phong Phi Vân sở dĩ có thể bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy, có lẽ là có chút quan hệ với Diêm Vương trong truyền thuyết. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc nói. Nghe được danh tiếng Diêm Vương, rất nhiều tà đạo bá chủ ở đây đều phát lạnh, không kìm lòng được nghĩ tới một loại truyền thuyết. Diêm Vương, là người phương nào? Tà hoàng có chút cau mày. Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc lại nói. Diêm Vương chỉ là một bộ hài cốt, là bị tổ tiên tử Minh Thi Động đào ra từ trong vũ hóa mộ nguyên, thời gian khai quật đã không thể khảo cứu, nhưng chuyện chân chính khiến danh tự Diêm Vương khiếp sợ thiên hạ phát sinh vào 1.500 năm trước. Đến lúc đó mọi người mới biết được sự tồn tại của Diêm Vương, mà lúc đó Sư Tôn đã tiến vào Đồng Lô Sơn, tự nhiên không biết truyền thuyết về Diêm Vương. Nghe đến đây, Tà Hoàng cũng nổi lên hứng thú, tu vị đạt tới loại cảnh giới như hắn, đã rất ít thứ có thể khiến bọn hắn cảm thấy hứng thú, nói. Chỉ là một bộ hài cốt có thể đáng sợ thế nào, ngược lại có chút ý tứ. Một giọt hủ huyết của Diêm Vương liền có thể giết chết một vị cự phách. Diêm Vương mặc dù đã chết đi, như vẫn là tồn tại vô cùng khủng bố. Tà Hoàng cũng có chút động dung, nhìn sắc mặt tái nhợt của đám tà đạo bá chủ bên dưới, rất hiển nhiên những người này cũng biết truyền thuyết về Diêm Vương, một giọt máu tươi có thể giết chết một vị cự phách, thật không đơn giản, nói. Vậy Diêm Vương kia sao lại nhắc lên quan hệ với Phong Phi Vân? Nam tử đeo mặt nạ quỷ màu bạc nói. Mấy năm trước, Vạn Tượng Tháp ra một vị thiên tài cấp bậc sử thi kinh tài tuyệt diễm. Lúc độ địa kiếp đưa tới 13 đầu nham tương, được phong làm đệ nhất thiên tài của thần tấn vương triều từ trước tới nay, mà sau khi hắn độ kiếp thành công, lại bị Tử Minh Thi Động ám toán, trúng một giọt Diêm Vương hủ huyết. Vốn dùng tu vị thiên mệnh đệ nhất trọng của hắn, một khi trúng Diêm Vương hủ huyết liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng qua mấy năm sau, mọi người phát hiện hắn vẫn còn sống rất tốt, lại trở nên càng thêm cường đại. Thiên tài cấp bậc sử thi này chính là Phong Phi Vân. Tà Hoàng nói. Nam tử mang theo mặt nạ quỷ màu bạc nhẹ gật đầu, nói. Một giọt Diêm Vương hủ huyết liền cự phách cũng có thể giết chết, lại không thể giết chết Phong Phi Vân lúc ấy chỉ mới là thiên mệnh đệ nhất trọng, ở trong đó vốn đã có cố quái rất lớn, ta hoài nghi hắn rất có thể đã nhận được truyền thừa của Diêm Vương, hoặc là dung hợp một bộ phận thi cốt của Diêm Vương, có thể vào lúc nguy cơ sinh tử mượn nhờ một bộ phận lực lượng của Diêm Vương. Diêm Vương. Tà Hoàng nhẹ nhàng niệm hai chữ như vậy, sau đó liền nhắm đôi mắt già nua lại bắt đầu suy tính, nhưng sau nửa ngày cũng chỉ có thể suy tính ra vụn vặt, căn bản không cách nào suy tính ra lai lịch của Diêm Vương. Càng như thế, Tà Hoàng lại càng là cảm thấy tầm quan trọng của thi cốt Diêm Vương, trình độ chân quý thậm chí không dưới Kim Tầm Kinh. Đúng lúc này, phía dưới, một lão giả tóc hoa dâm bờ môi nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Động tác của hắn, Tà Hoàng tự nhiên đều thấy trong mắt, nói. Đệ nhất điện chủ, người tựa hồ có lời gì muốn nói sao? Xâm La Điện đã dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai chỉnh hợp thập đại điện trước kia, nhưng vẫn bảo trì lại xưng hô thập điện, chỉ là điện chủ thập điện hiện tại cũng phải nghe theo lệnh Tà Hoàng. Có thể nói, hôm nay Xâm La Điện, ngoại trừ Tà Hoàng thiếu chủ và 4 vị hành giả, quyền lợi lớn nhất, địa vị cao nhất chính là 10 vị điện chủ. Mỗi người đều có chiến uy kinh thiên động địa, có thể một mình đảm đương một phía, luận chiến lực của một ít điện chủ không hề dưới tứ đại hành giả. Đệ nhất điện chủ vội vàng đi ra, trong đôi mắt ám tụ thần hoa, bộ pháp mang theo quy tắc và vận luật, mặc dù ở trước mặt Tà Hoàng vẫn biểu hiện cực kỳ thong dong, nói. Hồi bẩm Tà Hoàng đại nhân, 1.500 năm trước, đệ nhất điện từng tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt thi cốt Diêm Vương, đoạt được 3 căn xương sườn. Ba căn xương sườn của Diêm Vương. Lời này vừa nói ra, tà đạo bá chủ ở đây cả đám đều hai mặt nhìn nhau, Diêm Vương chính là tồn tại trí tà trí ác trong truyền thuyết, không nghĩ tới trong Xâm La Điện vậy mà lại có 3 căn xương sườn của hắn. Rất nhanh 3 căn xương sườn đã được mang ra, mang đến tà hoàng cung, một cổ khí tức rét lạnh mà âm lãnh tràn ngập toàn bộ cung điện, mặc dù là đám tà đạo bá chủ tu luyện công pháp tà đạo này cũng có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Hàn khí đang không ngừng khởi động trong thân thể. 3 căn Diêm Vương xương sườn, bị phong ấn trong 3 khẩu quan tài thanh đồng, ngay một khắc khi quan tài được mở ra,
một cổ chí tà chi khí bừng lên, biến thành một mảnh đám mây màu đen, ngưng tụ thành một bóng dáng màu đen, trực tiếp cuốn lấy hai tà đạo bá chủ cách đó không xa vào. Hai tà đạo bá chủ này đều có tu vị nửa bước cự phách, nhưng giờ phút này đều không có lực phản kháng, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên gầy gò khô quắt. Hừ! Tà hoàng hừ lạnh một tiếng, trong thân thể cũng sinh ra một cổ tà khí khổng lồ, trực tiếp đánh tan tà khí trên Diêm Vương xương sườn, hai tà đạo bá chủ kia chợt rơi xuống trên mặt đất, huyết nhục trên người cũng đã bị hút hơn phân nửa, thân thể tràn đầy nếp nhăn, thật giống như chỉ có một lớp da dán ở trên người, sinh cơ trong thân thể ngay cả một lão đầu tử sắp chết cũng không bằng. Những tà đạo bá chủ khác nhìn thấy hai người khô quắp trên mặt đất đều cảm thấy sợ, liên tiếp lui về phía sau, không dám đến gần quan tài thanh đồng kia. Tà hoàng ngồi ở phía trên, trực tiếp cách không duỗi ra một tay ra, trực tiếp thăm dò vào trong quan tài thanh đồng, trào lên một căn xương cốt tản ra màu đen nồng đậm, bên trong xương cốt kia tản mát ra khói đen nồng đậm, tựa như một lỗ đen thôn vệ tất cả vầng sáng. Tà hoàng nắm Diêm Vương xương sườn ở trong tay, lần nữa nhắm mắt lại, tiến hành suy tính, lúc này rất nhanh đã có kết quả, đôi mắt già nua mở ra, tản mát ra vầng sáng chiếu sáng cả thiên địa chiếu sáng, nói. Thì ra Diêm Vương chính là người chung kết thời đại Phật tu, một sinh linh vô cùng khủng bố, nếu có thể mượn nhờ tà khí trên thi cốt hắn để tu luyện tà công, ta mới có thể ở trên mảnh đại địa thần tấn vương triều này tấn cấp đến cảnh giới cao hơn nữa. Tà hoàng thả Diêm Vương xương sườn lại vào trong quan tài thanh đồng, trong mắt sáng tối luân chuyển, nói. Truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào thu thập Diêm Vương thi cốt. Trên người Phong Phi Vân có lẽ có một đoạn Diêm Vương thi cốt, trước tiên thu hồi đoạn thi cốt trên người hắn đi. Thân thể Phong Phi Vân vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả linh khí bên trong đan điền cũng không thể vận chuyển, lúc này tùy tiện đến một tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng có thể lấy mạng hắn. Phong Phi Vân rất muốn té trên mặt đất ngủ một giấc, nhưng hắn biết rõ lúc này hắn tuyệt đối không thể ngủ, không biết có bao nhiêu truy binh đã chạy đến bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, một khi hắn dừng lại, thì tất sẽ bị bọn chúng đuổi theo. VIPVANDAN.VN Chương 1069, Lục Nhân Nhân 1. Nếu không cút xa ta ra thì đừng trách ta không khách khí. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, vẽ trong hư không một cái, một đầu kền kền cực lớn bay trên không 100 mét ngã xuống dưới, bị phanh thây thành hai nửa. Những dị thú kia cũng đã tu luyện mấy trăm năm, đã có một tia trí tuệ, thấy Phong Phi Vân không dễ chọc, cả đám đều nhanh chóng tán loạn, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Phong Phi Vân cũng không hề dừng lại, liền tranh thủ thu thập sạch sẽ dấu vết trên mặt đất, liền lập tức chạy thục mạng vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà, nơi này mới chỉ là vài trăm dặm bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, những tu sĩ muốn cướp đoạt Kim Tàm Kinh tùy thời đều có thể đuổi đến, chỉ có trốn vào chỗ càng sâu hơn trong Thập Vạn Sơn Hà mới có thể đạt được càng nhiều sinh cơ hơn nữa. Trước khi đêm đến, ba đạo nhân ảnh ở trong rừng nối đuôi nhau mà ra, đến chỗ đêm qua Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, dừng lại, một nữ tử chừng 20 trong đó trong mắt trái bay ra một khối thủy tinh màu xanh ra trời, tựa hồ là một kiện thiên tài địa bảo, có chút chiếu qua trên mặt đất, sau đó liền lại cất thủy tinh vào, bay trở về trong mắt. Nữ tử này da thịt thập phần trắng nõn, bờ môi mang theo một vòng khiêu gợi hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt long lanh kia lại mang theo vài phần màu sắc trang nhã, nói. Trên mặt đất có lưu lại khí tức của Phong Phi Vân, đêm qua hắn từng dừng lại ở chỗ này. Suốt một ngày, Phong Phi Vân mới chạy được 300 dặm đường, nói rõ trong khi hắn quyết đấu với Sâm La Điện đã bị trọng thương, hắn khẳng định không đi xa đâu, tiếp tục đuổi. Lục Lân đại khái chừng 40 tuổi, nhưng tuổi thật đã vượt qua 200 tuổi, nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt luân vừa nói chuyện, đặc biệt dừng lại trên lưng ngọc mảnh khảnh của nàng mấy giây, sâu trong đồng tử hiện lên vài phần dị sắc. Lục Nhân Nhân một đôi lông mày lá liễu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể mềm mại đáng yêu, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần lạnh như băng, răng trắng môi hồng, nói. Tam thúc, Phong Phi Vân cũng không phải loại đơn giản, 6 vị cự phách, một vị siêu cấp cự phách của Sâm La Điện đều chết trong tay của hắn, cho dù hắn bị trọng thương, chúng ta muốn đối phó hắn cũng cần chú ý cẩn thận, bằng không rất có thể sẽ bị hắn ám toán. Lục Nhân Nhân đang mặc thanh sam, như một cây hoa tường vi tú lệ, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia của nàng luôn tản ra lam mang nhàn nhạt, giống như một vịnh lam nguyệt thủy đàm vậy. Nữ tử mê người như thế, tuyệt đối là tình nhân trong mộng trong mắt vô số nam nhân,
người theo đuổi nhiều vô số kể, nhưng tu vi của nàng rất cao, hơn nữa lai lịch cũng rất lớn, nam tử bình thường rất khó được nàng để vào mắt. Lục Lân chính là tam thúc của Lục Nhân Nhân, đi theo còn có một trung niên nhân nữa, người trung niên này khí độ bất phàm, mi tâm vậy mà ngưng tụ lấy một ấn ký tia chớp, chính là nhị ca của Lục Lân, Lục Kim Hâm, cũng là nhị thúc của Lục Nhân Nhân, là người tu vị cao nhất trong ba người. Nhân Nhân nói đúng, Phong Phi Vân quỷ kế đa đoan, am hiểu ẩn nấp, nếu không phải Nhân Nhân có U Lam Linh Nhãn, chúng ta căn bản không có khả năng tìm được tung tích Phong Phi Vân nhanh như vậy. Lục Kim Hâm hiển nhiên ổn trọng hơn Lục Lân nhiều lắm, bên người đi theo một đầu linh điểu màu xanh, duỗi ra hai đôi cánh, trong ánh mắt lộ ra kim hồng sắc song sắc, hai cái điểu chảo bám trên mặt đất, cao chừng hơn một người. Có thể thu phục một đầu linh thú, bởi vậy có thể thấy được tu vị Lục Kim Hâm này cường đại thế nào. Lục Lân nhẹ gật đầu, cung kính nói. Nhị ca nói đúng, nhưng tên Phong Phi Vân này đáng giận đến cực điểm, thù của Ly Vi chúng ta không thể không báo a hát. Một khi cướp lấy kim tàm kinh, nhất định phải nghiền xương tên vương bát đản Phong Phi Vân kia thành cho. Nhắc đến Ly Vi, sắc mặt Lục Nhân Nhân lập tức phát lạnh, hận ý đối với Phong Phi Vân cũng tăng đến cực hạn. Lục Ly Vi chính là muội muội của nàng, vốn ở Xâm La Điện đệ thập điện tu luyện, nhưng lại bị Phong Phi Vân ô nhục, sau khi trở lại Phổ Đà Sơn chưa từng cười qua, càng chủ động đưa ra yêu cầu tiến vào vong hồn động phủ bế quan, đã 3 năm vẫn chưa đi ra. Vốn sau khi tin tức Kim Tàm Kinh truyền đến Phổ Đà Sơn, chỉ có Lục Lân và Lục Kim Hâm bị điều động đi, nhưng Lục Nhân Nhân vì báo thù cho muội muội mình, cũng đưa ra yêu cầu muốn cùng đi, bởi vì nàng có được U Lam Linh Nhãn, có được năng lực vạn dặm truy tung, cộng thêm Lục Lân cực lực khuyên bảo, Lục Kim Hâm tuy rằng rất không muốn Lục Nhân Nhân đi ra mạo hiểm, nhưng sau khi nghĩ đến năng lực đặc thù của nàng, cuối cùng vẫn đã đáp ứng. Giờ sắc trời đã không còn sớm nữa, đêm xuống, bên trong thập vạn sơn hà sẽ trở nên dị thường khủng bố và hung hiểm, chúng ta tối nay sẽ tạm thời ở lại chỗ này một đêm, sáng sớm ngày mai toàn lực truy kích Phong Phi Vân, tin tưởng dùng tốc độ của chúng ta, đuổi theo Phong Phi Vân bị trọng thương chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau khi Lục Kim Hâm nói xong, liền thả linh điểu màu xanh kia ra ngoài, dò xét tình huống chung quanh, mà hắn thì lại bắt đầu bố trí trận pháp trên mặt đất. Một khi tiến vào thập vạn sơn hà, vô luận tu vị ngươi cao bao nhiêu, đêm xuống đều phải ngoan ngoãn co đầu rút cổ lại, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Lục Nhân Nhân tìm được một khối đá sạch sẽ, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, trên người vần quanh lấy một tầng hạ úy mờ mịt, tựu như tiên cơ trong mây, so với muội muội nàng Lục Ly Vi càng tăng thêm vài phần thành thục và khí chất vũ mị. Chợt, Lục Nhân Nhân mở ra đôi mắt đẹp, cảm giác được có người đang nhìn chăm chú lên mình, vội vàng quay đầu, lại phát hiện sau lưng chính là tam thúc Lục Lân. Lục Lân đang điều tra địa hình chung quanh, một khi gặp phải dị thú vây công cũng có thể tùy thời rút lui đi. Chẳng lẽ là ảo giác? Lục Nhân Nhân tự nhiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng tam thúc mình sẽ nhìn mình, vì vậy liền không quan tâm nữa, có nhị thúc và tam thúc ở đây, chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi với nàng sao? Ngày hôm nay, Phong Phi Vân tổng cộng chạy đi hơn 6.000 dặm đường, so với hơn 300 dặm đường ngày trước nhanh hơn rất nhiều. Khi lần nữa đêm xuống, Phong Phi Vân cũng ngừng lại, trên người khắp nơi đều là vết máu, tuy rằng hắn trên đường đi đã tận lực né tránh địa bàn những linh thú cường đại kia, nhưng vẫn bị hơn 10 đầu dị thú cường đại công kích, trong đó có 2 lần Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã chết trong miệng dị thú. Hắn hiện giờ tu vị còn không chưa hoàn toàn khôi phục, đừng nói linh thú, chỉ một ít dị thú cường đại cũng đã có thể lấy mạng há rồi. Phong Phi Vân tìm một tiểu sơn cốc để ở lại qua đêm, tiểu sơn cốc này rất trống trải. Có 2 con đường có thể đi ra ngoài, cho dù một đường trong đó bị linh thú phá hỏng thì vẫn còn một đường khác để ra ngoài. VIPVANDAN.VN Chương 1070, tu luyện Kim Tàm Kinh. Giờ phút này sắc trời cũng đã càng lúc càng tối, dãy núi chung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng hô của dị thú, chấn khiến sông núi Đại Nhạc đều run rẩy. Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm kêu khổ, đêm xuống. Các loại sinh vật cổ quái và dị thú bên trong thập vạn sơn hà đều sẽ chạy ra, đến lúc đó sẽ càng thêm nguy hiểm, hiện giờ Phong Phi Vân đã bất chấp những tu sĩ tùy thời có thể đuổi tới kia rồi, có thể vượt qua đêm nay được hay không còn rất khó nói. Phong Phi Vân không đi vào trong thập vạn sơn hà nữa, dừng lại ở ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả sơn động cũng lười tìm, dùng một chút khí lực không còn nhiều lắm trong thân thể chôn dưới mặt đất 9 khối linh thạch, vây quanh minh ở giữa trung ương linh thạch.
Khắc lục trên mặt đất một trận pháp phòng hộ đơn giản, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng phòng ngự một ít dị thú không ra hồn vẫn không thành vấn đề. Đến khi làm xong tất cả, mồ hôi trên người Phong Phi Vân cũng đã làm ướt đẫm áo, ngón tay trở nên run rẩy, gian nan bò dậy, con mắt đã không thể mở lên được nữa, đại não cũng hỗn loạn, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân cắn chặt đầu lưỡi, khiến mình bảo trì một tia thanh tỉnh, sau đó đặt kim Phật bảy tấc ở trước người, bản thân cũng khoanh chân, mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào tầm đồ sau lưng kim Phật, dưới kim mang mờ mịt của kim Phật chiếu rọi, Phong Phi Vân cảm giác thân thể vậy mà không còn mỏi mệt nữa, bắt đầu toàn tâm tìm hiểu bức tầm đồ đầu tiên. Bức tầm đồ đầu tiên, chỉ là một cái tầm noãn màu vàng. Cái tầm noãn này thập phần thật nhỏ, nhưng mỗi khi liếc nhìn sang, lại có hình dạng bất đồng. Tổng cộng có 1.800 loại hình thái, có 1.800 biến số. Phong Phi Vân lực lĩnh ngộ kinh người, mặc dù đây là Phật môn Thánh Điển, Bác Đại Tinh Thâm, nhưng dù sao chỉ là bước nhập môn đồ đầu tiên, hắn rất nhanh đã tìm được chỗ đột phá, một đêm qua đi đã tìm hiểu được hơn 700 loại hình thái của tầm noãn đồ. Phong Phi Vân chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, lòng bàn tay không ngừng tuôn ra kim quang, câu thông với tử phủ linh khí trong đan điền. Chậm rãi huẩn dưỡng di chứng nghiêm trọng trên người. Đến khi Phong Phi Vân mở to mắt thì đã là sáng sớm hôm sau, bên tai có tiếng chim kêu to, thanh thúy dễ nghe, xa xa vân khai vụ tán, hơi nước bốc lên, chỉ qua một đêm, Phong Phi Vân cảm giác giác quan thứ 6 của mình rộng mở, thậm chí có một loại cảm giác như lão tăng ngồi thiền, nhạt xem chúng sinh. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác trong nháy mắt, rất nhanh Phong Phi Vân đã trở lại với hiện thực. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, cảm giác được thân thể tựa hồ hơi khá hơn một chút, tuy rằng vẫn không nhấc nổi bao nhiêu lực lượng, nhưng trong kinh mạch lại có một tia kim mang nhàn nhạt đang lưu chuyển, không ngừng chữa trị thân thể nghiền nát. Hơn nữa thân thể cũng không hề đau đớn, cũng không hề mỏi mệt như trước nữa, tinh thần cũng trở nên tốt hơn nhiều. Kim Tàm Kinh quả nhiên thần kỳ, mới chỉ tu luyện một đêm đã có kỳ hiệu như vậy, một khi tu luyện tới cảnh giới nào đó, quả thực có thể bách bệnh bất xâm, vạn độc bất tổn, thân thể bất diệt. Khó trách thiên hạ lại có nhiều người tranh đoạt như vậy, đoán chừng đan dược dùng kim tầm Phật khí ngưng tụ thành còn hữu hiệu hơn vô số linh đan. Phong Phi Vân ngày hôm qua uống liền 3 viên tam phẩm linh đan cũng không thể khiến thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng mới chỉ tu luyện kim tàm kinh một đêm, trong thân thể mới chỉ có một tia kim tầm Phật khí đã khiến thân thể khôi phục không ít rồi. Chỉ là chữa thương thì kim tầm Phật khí tuyệt đối còn hữu hiệu hơn cả tam phẩm linh đan, đây mới chỉ tu luyện bức tầm đồ đầu tiên thôi. Thuộc về kim tầm Phật khí sơ cấp nhất. Nếu kiên trì tu luyện kim tàm kinh, nói không chừng thật có thể đủ trong vòng 3 ngày, khiến mình khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Phong Phi Vân nhìn chung quanh mình, phát hiện trên mặt đất để lại rất nhiều dấu chân dị thú, xem ra tối hôm qua ở đây rất không bình tĩnh, đến không dưới 10 đầu dị thú, nhưng cũng không cường đại lắm, bị trận pháp thủ hộ ngăn cản lại. Phong Phi Vân hiện giờ coi như đã khôi phục được một ít tu vị. Cũng không e ngại những dị thú này nữa, hắn đào 9 miếng linh thạch chôn dưới lòng đất lên, 9 miếng linh thạch này đã tiêu hao chừng 1/3, nhỏ đi không ít, cái này chỉ có thể nói rõ buổi tối hôm qua những dị thú kia công kích tuyệt đối rất hung mãnh, bằng không thì không có khả năng tiêu hao nhiều linh thạch như vậy được. Ngoại trừ 3 đầu dị thú ngày hôm qua vẫn một mực đi theo Phong Phi Vân ra, chung quanh lại thêm hơn 10 đầu dị thú, trên bầu trời cũng có mấy chục đầu dị cầm cực lớn đang bồi hồi. Hiển nhiên đều là đuổi tới vào tối qua, thịt Phong Phi Vân có lực hấp dẫn cực lớn với bọn chúng. Ngày hôm qua Phong Phi Vân đối với mấy đầu dị thú này còn chút phòng bị, nhưng hôm nay đã hoàn toàn khác rồi, trực tiếp tế ra thiên tủy binh đảm, biến thành một thanh phi kiếm chói mắt, chém đầu lão hổ cao 4 mét kia thành 2 đoạn, kiếm khí thập phần hung lệ, khiến những dị thú khác đều bị dọa hoảng sợ, nhao nhao lui về sau. Nếu không cút xa ta ra thì đừng trách ta không khách khí. Phong Phi Vân thu hồi thiên tủy binh đảm, vẽ trong hư không một cái, một đầu kền kền cực lớn bay trên không 100 mét ngã xuống dưới, bị phanh thây thành 2 nửa. Những dị thú kia cũng đã tu luyện mấy trăm năm, đã có một tia trí tuệ, thấy Phong Phi Vân không dễ chọc, cả đám đều nhanh chóng tán loạn, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Phong Phi Vân cũng không hề dừng lại, liền tranh thủ thu thập sạch sẽ dấu vết trên mặt đất, liền lập tức chạy thục mạng vào sâu trong thập vạn Sơn Hà. Nơi này mới chỉ là vài trăm dặm bên ngoài thập vạn Sơn Hà, những tu sĩ muốn cướp đoạt kim tàm kinh tùy thời đều có thể đuổi đến, chỉ có trốn vào chỗ càng sâu hơn trong thập vạn Sơn Hà mới có thể đạt được càng nhiều sinh cơ hơn nữa. Trước khi đêm đến,
ba đạo nhân ảnh ở trong rừng nối đuôi nhau mà ra, đến chỗ đêm qua Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, dừng lại, một nữ tử chừng 20 trong đó trong mắt trái bay ra một khối thủy tinh màu xanh ra trời, tựa hồ là một kiện thiên tài địa bảo, có chút chiếu qua trên mặt đất, sau đó liền lại cất thủy tinh vào, bay trở về trong mắt. Nữ tử này da thịt thập phần trắng nõn, bờ môi mang theo một vòng khêu gợi hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt long lanh kia lại mang theo vài phần màu sắc trang nhã, nói. Trên mặt đất có lưu lại khí tức của Phong Phi Vân, đêm qua hắn từng dừng lại ở chỗ này. Suốt một ngày, Phong Phi Vân mới chạy được 300 dặm đường, nói rõ trong khi hắn quyết đấu với Sâm La Điện đã bị trọng thương, hắn khẳng định không đi xa đâu, tiếp tục đuổi. Lục Lân đại khái chừng 40 tuổi, nhưng tuổi thật đã vượt qua 200 tuổi, nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt luân vừa nói chuyện, đặc biệt dừng lại trên lưng ngọc mảnh khảnh của nàng mấy giây, sâu trong đồng tử hiện lên vài phần dị sắc. VIPVANDAN.VN Chương 1071, Chân Mệnh Thiên Tử 1. Nhân nhân, ngươi và mẹ ngươi lớn lên thật giống nhau, ngươi có biến mẹ ngươi năm đó vốn là vị hôn thê của ta, lại vì thiên tư cha ngươi cao hơn ta, tu vị mạnh hơn ta, vậy mà hoành đao đoạt ái, cướp đi tố y, ta hận a hát. Ta thật sự rất hận, vào ngày bọn hắn đại hôn, ta một người trốn ở trong phòng uống rượu, uống đến thiếu chút nữa say chết. Nhưng lại không ai biết. Ngươi nói bậy, cha ta và mẹ ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Lục nhân nhân không biết vì sao đột nhiên cảm giác vị tam thúc trước mắt này trở nên thập phần lạ lẫm đến có chút không rõ, lạ lẫm giống như một con sói, con mắt lửa nóng, trần trụi trắng trợn nhìn chằm chằm vào mình. Ngân ngân, lưỡng tình tương duyệt, ta đã sớm không tin vào cái lưỡng tình tương duyệt chó má gì đó rồi, nhân nhân. Ngươi biết ta vì sao lại cầu nhị ca cho ngươi cùng đi Thập Vạn Sơn Hà không? Bởi vì ngươi và mẹ ngươi thật sự rất giống, mẹ ngươi thiếu nợ ta, ta phải đòi lại ở trên người ngươi. Ha ha! Thanh âm Lục Lân trở nên có chút rồn rập, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành của Lục Nhân Nhân, yết hầu trở nên khô khốc, giờ khắc này hắn không biết đã tưởng tượng trong đầu bao nhiêu lần, nhưng ở Phổ Đà Sơn hắn không dám làm, đi tới Thập Vạn Sơn Hà thì hắn có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lục nhân nhân nào ngờ tam thúc vậy mà lại đột nhiên tập kích mình, càng muốn xâm phạm mình, nàng bị Lục Lân đánh trúng vào tử phủ đan điền, mấy cái đại mạch vận chuyển linh khí trong thân thể cũng bị đánh nát, căn bản không ngưng tụ ra được chút lực lượng, lại nói, cho dù nàng không bị Lục Lân đánh lén, lấy tu vị thiên mệnh đệ ngũ trọng của hắn cũng không phải là đối thủ của Lục Lân. Khó tự trách lúc trước khi mình đưa ra yêu cầu muốn đi theo đuổi giết Phong Phi Vân, tam thúc lại tích cực đáp ứng như vậy. Chỉ sợ hắn đã sớm có phần tâm tư này rồi, chỉ là ở Phổ Đà Sơn hắn không dám biểu hiện ra, tiến vào Thập Vạn Sơn Hà hắn liền không còn gì cố kỵ nữa rồi. Xoẹt xẹt, Lục nhân nhân bị Lục Lân trấn áp, không hề có lực lượng phản kháng, mảng lớn quần áo trên người bị kéo xuống, quần áo còn dính lấy máu chảy ra từ miệng vết thương, cùng thân thể tinh khiết hoàn mỹ của nàng tạo thành nét đối lập rõ rệt. Ba đầu linh thú kia đều thập phần cường đại, nhị ca hiện giờ chỉ sợ đã chết trận. Nhân nhân, ngươi chỉ có đi theo ta mới ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà, ngươi yên tâm tam thúc sẽ đối tốt với ngươi mà. Lục Lân đã có chút điên cuồng, nhìn thấy bộ dáng Lục Nhân Nhân phảng phất như nhìn thấy bộ dáng mẫu thân nàng vậy, khiến tà hỏa trong thân thể hắn thiêu đốt khắp toàn thân. Lục Nhân Nhân cắn chặt hàm răng, hai tay che lấy vị trí áo bảo bị xé rách, nói. Lục Lân, nếu ngươi dám đụng vào ta, tất nhiên sẽ bị Phổ Đà Sơn đuổi giết. Lực lượng Phổ Đà Sơn ngươi có lẽ nên rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nàng không hề gọi tam thúc nữa, mà trực tiếp gọi là Lục Lân, theo nàng thấy thì Lục Lân hiện giờ đã thuộc cùng loại với Phong Phi Vân, thậm chí còn buồn nôn hơn cả tên ác đồ Phong Phi Vân kia nữa. Ha ha, chờ ta giết chết Phong Phi Vân, đoạt được Kim Tàm Kinh, đến lúc đó tu vị tất sẽ đột nhiên tăng mạnh, một khi tu luyện thành công Kim Tàm Kinh, cho dù người Phổ Đà Sơn không đến tìm ta, ta cũng sẽ giết bằng được. Trước hết là giết cha ngươi, sau đó đoạt lại mẹ ngươi, đúng rồi, còn cả muội muội ngươi nữa, đến lúc đó một nhà bốn người sẽ là chúa tể trên phiến đại địa này. Lục Lân ánh mắt nóng rực, tiếng cười càng vô cùng càn rỡ. Tên điên, tên điên. Trong mắt Lục Nhân Nhân lộ vẻ tuyệt vọng, muốn điều động linh khí trong thân thể, tự tán sinh mệnh lực, cho dù chết, cũng không thể bị Lục Lân làm bẩn được. Nàng thập phần cẩn thận, bởi vì một khi bị Lục Lân phát giác, nàng liền cơ hội tự sát cũng sẽ không có. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt nàng cứng lại, chỉ thấy một đạo vầng sáng bạch sắc hiện lên trước mắt, sau một khắc, đầu Lục Lân đã bay ra ngoài,
trong cổ lao ra huyết tuyển cao hơn 3 thước, sau đó ầm ầm té trên mặt đất. Vốn Lục Nhân Nhân đã chuẩn bị tốt tự sát, lại không nghĩ đến lại phát sinh biến cố như thế, sau khi thi thể Lục Lân ngã xuống, lộ ra một thân ảnh nam tử xuất khí anh tuấn, nam tử này toàn thân đều tản ra bảo quang nhàn nhạt, lông mi rậm rạp chỉnh tề, đôi mắt tràn đầy mị lực. Ở nơi hoang vắng như Thập Vạn Sơn Hà này vậy mà gặp được một nam tử như vây, hơn nữa khí tức trên người nam tử này lại đặc biệt thuần khiết, khiến người cảm thấy hết sức thoải mái. Nàng lại không biết, đây đều là do Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, nếu vào 2 ngày trước, nàng nhìn thấy Phong Phi Vân, nhất định sẽ bị cổ tà khí và sát khí trên người Phong Phi Vân hù sợ ngay. Tu vị Lục Lân đã đạt đến nửa bước cự phách đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cảnh giới cự phách, tuy rằng trong khi quyết đấu với linh thú đã bị thương không nhẹ, nhưng Phong Phi Vân cũng chỉ có thể thông qua đánh lén mới có thể một kích tất sát hắn. Hừ, muốn truy sát ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế, sau đó mới rời ánh mắt đến trên người Lục Nhân Nhân đang núp trong lá cây, muốn nhổ cỏ tận gốc, làm thịt luôn cả nữ tử này. Nhưng ngay khi ánh mắt Phong Phi Vân vừa tiếp xúc với nữ tử này liền hơi sững sờ, đây cũng không phải vì mỹ mạo của Lục Nhân Nhân, mà càng nhiều là cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ ta đã gặp nàng ở nơi nào rồi sao? Đúng rồi. Trong đầu Phong Phi Vân nhớ lại một người, nữ tử này lớn lên rất giống với một yêu nữ của Sâm La Điện, yêu nữ kia tựa hồ gọi là Lục Ly Vi, đệ nhất mỹ nhân Sâm La Điện đệ thập điện, người con gái trước mắt này khẳng định có quan hệ với Lục Ly Vi. Đối với Lục Ly Vi, Phong Phi Vân cũng không có cảm tình gì, theo hắn thấy chẳng qua chỉ là một yêu nữ tà đạo yêu nữ thôi. Một ít tà đạo yêu nữ, tuy rằng mỹ mạo tuyệt trần, nhưng vì tác dụng phụ khi tu luyện công pháp tà đạo nên cần không ngừng hấp thụ dương nguyên của nam tử, không biết đã ngủ qua biết bao nhiêu nam nhân, cho nên Phong Phi Vân ngủ với một yêu nữ, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Lúc ấy một đời tuổi trẻ Sâm La Điện và Vạn Tượng Tháp giao phong, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp bị tà nhân Sâm La Điện trà đạp, Phong Phi Vân hắn cũng không phải chính nhân quân tử, ngủ 2 tà đạo yêu nữ thì đã sao? Bị người khi dễ đến trên đầu còn có thể nhẫn, đó chính là bọn hèn nhát, người khác đối đãi ta như thế nào, ta liền phải trả lại gấp bội. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Về phần nữ tử này có quan hệ thế nào với Lục Ly Vi, Phong Phi Vân cũng không muốn biết, theo hắn thấy đã dám tới đuổi giết mình, vậy thì nhất định là muốn cướp lấy Kim Tàm Kinh, loại người này tuyệt đối không thể lưu. VIPVANDAN.VN Chương 1072, Chân Mệnh Thiên Tử 2. Ngay khi Phong Phi Vân muốn gạt bỏ Lục Nhân Nhân thì đột nhiên nghĩ đến trên cổ tay Lục Ly Vi cũng có một cái huyết cấm huyền trạc, bên trong có một giọt huyết dịch của Hồng Nhan, giọt huyết dịch kia Phong Phi Vân nhất định phải thu hồi lại. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân vốn đã nổi lên sát ý liền thu lại. Cái kia, đa tạ ân cứu mạng. Lục Nhân Nhân sau nửa ngày mới phản ứng lại, vừa rồi mình lại bị cổ khí chất trên người hắn hấp dẫn, nhìn mê mẩn, ông trời. Đây là làm sao vậy? Trên mặt Lục Nhân Nhân sinh ra một vòng đỏ ửng, liền tranh thủ thu ánh mắt về, vậy mà hồn nhiên quên mất nơi này là Thập Vạn Sơn Hà, một nam tử lạ lẫm sao lại xuất hiện ở đây được. Lục Nhân Nhân sau nửa ngày cũng không thấy đối phương nói chuyện, có chút ngẩng đầu, mới phát hiện thì ra hắn đang nhìn chằm chằm vào cằm mình. Đúng lúc này nàng mới phát hiện áo bào trên người mình đã sớm rách mướp, lại bị Lục Lân xé nát một khối lớn, quả thực chính là áo rách quần manh, mặc dù có ý dùng 2 tay che chắn, nhưng vẫn có một nửa ngực ngọc lộ ra ngoài. A hát! Nàng hét lên một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Nếu vào lúc khác, có nam nhân dám nhìn chằm chằm vào nàng như thế, nàng đã sớm chém nam tử kia thành 8 khối, nhưng đối mặt với nam tử xa lạ vừa cứu mạng mình này, nàng vậy mà. Lại thẹn thùng. Chẳng lẽ là vì cổ khí tức chỉ trên người hắn mới có kia sao? Phong Phi Vân lại có chút buồn bực, nữ tử vừa nhìn tu luyện chính là công pháp tà đạo, với tư cách là một vị đệ tử tà đạo tu vị không kém sao lại sợ bị người nhìn chứ? Bất quá nữ nhân này quả thật cũng rất đẹp, không kém muội muội nàng bao nhiêu, thậm chí có nhiều chỗ còn phát dục tốt hơn muội muội, càng thêm mê người, khó trách tam thúc nàng cũng động tâm với nàng, nữ tử như vậy chính là vưu vật trên giường mà nam nhân tha thiết ước mơ. Ngay cả Phong Phi Vân vừa rồi cũng có chút động tâm. Nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là lúc chơi nữ nhân, không biết có bao nhiêu cường giả đã tiến nhập Thập Vạn Sơn Hà, hơn nữa tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, một khi giao phong với cường giả chân chính, chỉ sẽ bị chết đến ngay cả xương cốt cũng không còn.
thực xin lỗi, vừa rồi, vừa rồi. Phong Phi Vân cũng không biết nói gì cho phải, liền trực tiếp xoay người qua, thở ra một hơi thật sâu. Sau nửa ngày, Lục Nhân Nhân đã đổi lại một kiện linh ti sa la màu xanh, cột lấy một đai lưng bích ngục, mà ngay cả vết máu trên mặt cũng bị nàng tây đi, bọt nước lan xuống trên gương mặt tinh tế, tựa như một gốc thanh liên chớm nở vậy. Ta, gọi là Lục Nhân Nhân, đến từ Lục Gia Phổ Đà Sơn. Lục Nhân Nhân trông thấy bóng lưng Phong Phi Vân lỗi lạc mà đứng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy lên bịch bịch, loại cảm giác này thật sự rất cổ quái, trước kia chưa từng gặp qua, khiến cho nàng có chút bàng hoàng, có chút không kềm chế được, đối với nam tử trước mắt này cũng tràn ngập tò mò. Có thể một kiếm đánh chết Lục Lân, tu vi của hắn khẳng định rất cao, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như thế, sợ rằng không quá 30 tuổi, đây là một nam tử kiệt xuất bực nào chứ? Lục Nhân Nhân chưa từng nghĩ qua. Nam tử trước mắt này chính là Phong Phi Vân mà nàng hận đến muốn nghiền xương thành tro. Theo nàng thấy thì Phong Phi Vân chính là một tên hèn mọn bỉ ổi tặc mi thử nhãn. Hơn nữa Phong Phi Vân còn là yêu ma chi tử, nói không chừng lớn lên nửa người nửa thú, khủng bố dữ tợn, căn bản không thể so sánh với nam tử tiêu sái trước mặt này được. Hơn nữa, nam tử này còn vào lúc nàng tuyệt vọng nhất từ trên trời giáng xuống, cứu được mạng nàng, thậm chí nàng cũng hoài nghi. Nam tử này có phải chính là chân mệnh thiên tử trong đời nàng không nữa, tất cả mọi việc đã được định từ trong tối tăm. Nàng lại không biết, nam tử này một khắc trước trong lòng còn nghĩ đến việc gạt bỏ nàng. Phổ Đà Sơn, chẳng lẽ ngươi chính là đệ tử của Phổ Đà Sơn sao? Phong Phi Vân lộ vẻ giật mình. Phổ Đà Sơn, chỉ chính là một trong hai sơn trong nhất điện lưỡng sơn tam vực của tà đạo. Trước khi tà hoàng chưa quay lại, Xâm La thập điện chưa sáp nhập. Phổ Đà Sơn vẫn là đứng đầu tà đạo, bá chủ vô thượng, bài danh trên thần tấn vương triều đại thế lực rất gần với triều đình. Cho dù hôm nay Xâm La Điện đã sáp nhập, tà hoàng đã quay về, nhưng luận thực lực, cũng chưa chắc có thể đè ép Phổ Đà Sơn. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai Nô Lệ Tràng, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung trước kia cũng chỉ là thế lực cấp dưới của Phổ Đà Sơn thôi. Nàng thấy nam tử trước mắt này sau khi nghe được mình chính là đệ tử Phổ Đà Sơn vậy mà chỉ hơi hơi giật mình. Có thể thấy tâm trí hắn không phải cao bình thường, Lục Nhân Nhân đối với hắn lại xem trọng thêm vài phần, nói. Ân công, không cần phải khẩn trương, Phổ Đà Sơn chúng ta gần đây làm việc ân oán rõ ràng, không hề giống với bên ngoài đồn đãi đâu. Phong Phi Vân vội vàng nói. Đừng gọi ta ân công, gọi ta, vô tướng A. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói ra tên thật của bản thân, vì vậy liền dùng danh tự vô sắc vô tướng ra thay thế một chút. Vô tướng, sao lại giống pháp danh của đệ tử cửa Phật thế? Trong lòng Lục Nhân Nhân có chút siết chặt, ngay cả nàng cũng không biết sao mình lại khẩn trương, thật giống như rất không hy vọng Phong Phi Vân chính là đệ tử cửa Phật vậy. Sau khi nàng thấy đầu tóc dài kia của Phong Phi Vân, lại âm thầm thở dài một hơi, hắn hẳn không phải là đệ tử cửa Phật. Phong Phi Vân nói, ta đã từng được một vị cao nhân Phật môn chỉ điểm, đã trở thành tục gia đệ tử của Phật môn, vô tướng. Đây là pháp danh mà sư tôn đặt cho, để tỏ lòng tôn trọng với lão nhân gia ông ta nên đến nay ta cũng không dám đổi tên. Thì ra chỉ là tục gia đệ tử. Lục Nhân Nhân lại thở dài một hơi, nhưng trong đầu nàng chợt một hồi mê muội, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, trước khi nàng ngã trên mặt đất liền ôm lấy eo nàng, tay đặt trên cổ tay nàng, kiểm tra tình trạng thân thể một chút, phát hiện trên người của nàng không chỉ bị linh thú đả thương. Hơn nữa mấy đại kinh mạch vận chuyển linh khí đều bị đánh nát, bởi vì thương thế quá nặng nên mới đột nhiên hôn mê. Cứu, hay không cứu đây? Phong Phi Vân ôm thân thể mềm mại trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao cho phải, để nàng lại chỗ này, vậy thì nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu mang theo nàng cũng lên đường, vậy thì Phong Phi Vân càng là đang tìm chết. Không biết có bao nhiêu cường giả đã tiến nhập vào Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân vốn đã khó bảo toàn bản thân, nếu còn mang theo một nữ nhân, đây không phải đang tìm chết thì là gì. Huống chi nữ tử này một khi biết được thân phận chân thật của hắn, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay với hắn ngay. VIPVANDAN.VN Chương 1073, Phong Phi Vân tên ác ma kia. 1. Một khi hỏi được nơi hạ lạc của Lục Ly Vi và vị trí Phổ Đà Sơn liền trực tiếp ném nàng vào trong Thập Vạn Sơn Hà. Để nàng tự sinh tự diệt vậy. Phong Phi Vân cũng không phải là người tốt, hơn nữa ở tu luyện giới, người tốt bình thường đều khó mà sống lâu. Xa xa,
Chuyện đến thanh âm khủng bố, chấn khiến cây cối lay động, khí tức linh thú cũng đặc biệt hung hãn, mặc dù cách ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo kia. Nơi này không thể ở lâu a, chiến đấu cấp bậc linh thú, động tĩnh quá lớn, rất nhanh sẽ hấp dẫn những tu sĩ kia qua. Trong lòng Phong Phi Vân cũng đang âm thầm bội phục nhị thúc của Lục Nhân Nhân, giao thủ với ba đầu linh thú, vậy mà có thể đánh lâu như vậy, đây tuyệt đối không phải là cự phách bình thường có thể làm được. Phong Phi Vân lấy ra một quả nhị phẩm liệu thương linh đan cho Lục Nhân Nhân ăn vào, sau đó ôm lấy nàng, liền vội nhanh chóng chạy vào chỗ càng sâu trong thập vạn sơn hà, rời xa mảnh chiến trường linh thú kia, một hơi chạy ra khỏi 7.000 dặm, đến vào trong hoang lâm càng thêm nguyên thủy, ở đây cây cối thiên kỳ bách quái. Toàn bộ đều là cổ mộc che trời, dây leo trên cây cũng to như thùng nước, đại thụ cành lá che trời, khi thì còn có thể chuyện đến thanh âm của sinh vật không biết. Trên đời này sinh vật thiên kỳ bách quái, rất nhiều chủng loại, chỉ cần có linh khí ẩn dưỡng, thậm chí một bông hoa, một cọng cỏ, một giọt nước, một khối thạch cũng có thể tu luyện ra trí tuệ. Nhưng Phong Phi Vân không e ngại lắm, chỉ cần không gặp phải một ít linh thú cường hoành, hắn tự nhận là muốn bảo vệ tánh mạng vẫn không thành vấn đề. Ân, Lục Nhân Nhân tỉnh lại, phát hiện thân thể nóng hầm hập, còn không ngừng sóc này, hơn nữa chóp mũi còn ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt, phần lưng và chân của mình đều bị một bàn tay lớn ôm lấy, xúc giác thập phần mẫn cảm, trong lòng chợt nhảy dựng, mở choàng mắt, liếc thấy gương mặt kia của Phong Phi Vân. Lại bị hắn, ôm vào trong ngực. Phong Phi Vân tự nhiên cũng phát giác được nàng đã tỉnh lại, vì vậy dừng lại, buông nàng xuống. Sau khi phục dụng linh đan, thân thể nàng đã tốt hơn nhiều, có thể tự mình điều động linh khí, tu dưỡng thương thế. Chỉ là giờ phút này trái tim nàng không ngừng nhảy lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng vân về mái tóc, trên mặt lộ ra hai đạo dạng mây đỏ mê người, ấp úng nói. Ngươi vừa rồi, ôm ta rồi sao? Ôm! Phong Phi Vân rất thản nhiên nói, nghĩ nghĩ, lại nói. Vừa rồi mảnh kia địa vực kia có mấy cường giả đang đại chiến. Mà ngươi lại bị thương hôn mê bất tỉnh, ta chỉ có thể ôm ngươi rời khỏi nơi nguy hiểm kia. Mình vậy mà lại trọng thương hôn mê, mà hắn thậm chí ngay cả góc áo mình cũng không đụng vào, Lục Nhân Nhân đối với mỹ mạo của mình vẫn cực kỳ tự tin, dáng người càng có lồi có lõm, nam tử theo đuổi nàng thật sự nhiều vô số kể, mỗi người đều muốn thu nàng vào giường, nhưng ở nơi sơn lĩnh hoang sơn này, lại là cô nam quả nữ, hắn rõ ràng lại không động tâm với mình. Lục Nhân Nhân tuy rằng đây là lần đầu tiên đi ra Phổ Đà Sơn, nhưng dù sao cũng sinh ra ở tà đạo, đối với mấy chữ nhân tâm hiểm ác vẫn có chỗ lý giải, nhưng mình đã hôn mê, hắn rõ ràng lại không làm gì mình. Trong lòng nàng có một tia thất vọng, nhưng đồng thời hình tượng Phong Phi Vân trong lòng nàng lại cao lớn một đoạn, nàng trước kia vẫn không tin trên đời này có chính nhân quân tử, hiện giờ nàng đã tin tưởng, nàng cảm thấy nam tử trước mắt này chính là người đó. Nhưng nàng lại không biết. Phong Phi Vân cũng không phải không có cảm giác với nàng, cũng không phải bởi vì đạo đức tình cảm sâu đậm cao thượng, mới không đụng nàng, mà là vì tu vị Phong Phi Vân hiện giờ vẫn chưa khôi phục, truy binh lại một bó to, nào còn tâm tư nghĩ đến nữ nhân nữa chứ. Lục Nhân Nhân đột nhiên biến sắc, nói. Vậy nhị thúc ta thế nào rồi? Cái này ta không rõ lắm, lúc ta ôm ngươi rời đi, ba đầu linh thú kia vẫn đang kịch chiến với nhị thúc ngươi, hiện giờ cho dù ngươi chạy về. Chiến đấu khẳng định cũng đã xong rồi. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Nếu nàng muốn chạy trở về, Phong Phi Vân tuyệt sẽ không ngăn cản nàng, đương nhiên chắc chắn sẽ không trở về với nàng rồi. Hắn có thể đã lừa gạt Lục Nhân Nhân, đó là bởi vì Lục Nhân Nhân lần đầu tiên đi lịch lãm rèn luyện, hơn nữa lại vừa hay cứu nàng, cho nên nàng hẳn là rất có hảo cảm với mình, bởi vậy nên lừa gạt nàng cũng rất dễ dàng. Nhưng lại tuyệt đối không lừa gạt được nhân vật như nhị thúc nàng. Lục Nhân Nhân nhíu chặt đôi mi thanh tú, nàng đang do dự có nên trở về không, nếu trở về, gặp ba đầu linh thú kia phải làm thế nào bây giờ, tu vi của nàng tuy rằng không kém, nhưng chỉ cần một kích tùy ý của linh thú liền có thể đơn giản giết chết nàng, hơn nữa nàng cũng không muốn để nam tử từng cứu mạng nàng này cũng mạo hiểm theo mình. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này một đạo ngọc chỉ từ trên bầu trời bay đến, là một ngọc phi phù, trên ngọc phù phía còn dính lấy vết máu. Sau khi Lục Nhân Nhân nhận lấy ngọc phi phù thì trên mặt vui vẻ, nói. Nhị thúc vậy mà thoát khỏi vòng vây của tam đại linh thú, chỉ là hắn cũng bị trọng thương, đã trốn ra khỏi thập vạn sơn hà, đang dưỡng thương ở một mật địa. Phong Phi Vân trong lòng hơi động một chút, nhị thúc kia của nàng thật không đơn giản,
thậm chí ngay cả ba đầu linh thú cũng không giết được hắn, ít nhất cũng là nhân vật cự phách hậu kỳ, thậm chí có khả năng đạt tới cấp bậc siêu cấp cự phách. Lục Nhân Nhân rất nhanh liền thu hồi sắc mặt vui mừng, ngược lại có chút thẹn thùng nhìn Phong Phi Vân, khuôn mặt có chút nóng lên, cả buổi mới cố lấy dũng khí, nói. Phô tướng, tu vi của ngươi cao như vậy, có thể đưa ta ra ngoài được không? Thấy Phong Phi Vân không nói chuyện, nàng lại nói. Ta bị thụ thương rất nặng, hơn nữa bên trong Thập Vạn Sơn Hà lại nguy hiểm như vậy, nếu ngươi có thể đưa ta ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà, ta khẳng định sẽ có thâm tạ. Kỳ thật nàng còn có một câu chưa nói ra. Nếu ngươi có thể đưa ta trở lại Phổ Đà Sơn, vậy thì tốt hơn. Nàng dùng ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nàng chưa từng nghĩ qua mình lại có lúc tâm thần bất định bất an như thế, mình chính là thiên chi kiều nữ tà đạo, giết người cũng không nháy mắt lấy một cái, lúc nào trong lòng cũng sẽ lo được mất như vậy rồi, vạn nhất hắn cự tuyệt thì sao đây, vạn nhất hắn ghét bỏ ta là đệ tử tà đạo thì làm sao bây giờ. Phong Phi Vân nhìn đôi mắt đầy chờ mong kia của Lục Nhân Nhân, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, Nhân Nhân cô nương, ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài được, ta tiến vào Thập Vạn Sơn Hà có chuyện cực kỳ trọng yếu, một lát cũng không được phép trì hoãn, nếu không phải thấy ngươi bị tam thúc ngươi. VIPVANDAN.VN Chương 1074, Phong Phi Vân tên ác ma kia. 2. Không cần nói nữa, ta đã biết rồi. Lục Nhân Nhân cắn chặt hàm răng, nhưng lại không lộ ra mặt yếu đuối của mình, sắc mặt cũng trở nên càng lúc càng lạnh, nói xong liền quả quyết rời đi, bước ra ngoài Thập Vạn Sơn Hà. Tổn thương trên người nàng ít nhất còn cần tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, hơn nữa lấy tu vị thiên mệnh đệ ngũ trọng, muốn bình yên vô sự đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà quả thật khó hơn lên trời, nhưng nàng lại không hề tiếp tục cầu Phong Phi Vân, cho dù cầu được, cũng chỉ là người khác bố thí cho. Phong Phi Vân đột nhiên nói. Trời đã sắp tối rồi, lưu lại đêm nay đi. Nghe được lời của Phong Phi Vân, trong lòng nàng liền thầm vui vẻ, hắn quả thật vẫn quan tâm đến ta, lưu lại một đêm. Chẳng lẽ hắn muốn? Trong lòng Lục Nhân Nhân có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại. Màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên. Sơn dã chung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng dị thú rít rào đinh tai nhức óc vang lên, cách chốc lát. Lại có thể nghe được sinh vật khổng lồ di chuyển trên mặt đất, chấn khiến đất rung núi chuyển, chạy như điên mà qua. Đã xâm nhập vào hơn vạn dặm trong Thập Vạn Sơn Hà, đêm xuống, trở nên càng thêm không bình tĩnh. Lục Nhân Nhân ngồi ở bên bờ một dòng suối nhỏ thanh tịnh, ánh trăng nhàn nhạt rơi vãi trên người nàng, chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ kia, trên da thịt tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ngươi lại biết bố trí trận pháp sao? Biết một chút. Phong Phi Vân chôn miếng linh thạch thứ 18 vào lòng đất, sau đó, dùng bùn đất chôn chặt, tiếp theo liền duỗi ra một ngón tay, giữa ngón tay giật tán ra đạo đạo linh mang, không ngừng khắc ra đường vân phức tạp trên mặt đất, kết nối với từng khôi linh thạch chôn dưới đất. Nghe nói chỉ có ngũ đại huyền sư mới hiểu được trận pháp chi đạo, trong đó lại dùng tầm bảo sư và luyện khí sư là có nghiên cứu về trận pháp sâu nhất, ta thấy trận pháp mà ngươi bố trí quả thực cao thâm. So với nhị thúc ta bố trí còn lợi hại hơn, ngươi là tầm bảo sư hay là luyện khí sư thế? Lục Nhân Nhân đối với Phong Phi Vân càng lúc càng bội phục, không chỉ trẻ tuổi xuất khí, hơn nữa tu vị lại cao, nhân phẩm tốt, còn tinh thông trận pháp chi đạo, tuyệt đối là một gã cao cấp huyền sư, nếu có thể khiến hắn đầu nhập Phổ Đà Sơn Lục gia, cha và gia gia có lẽ đều hết sức cao hứng. Bất quá hắn ưu tú như thế, nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử ưa thích. Lục Nhân Nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi tối sầm lại, hắn nhất định đã có người yêu rồi, bằng không sao lại lãnh đạm với ta vậy chứ. Người vẫn nên mau chóng dưỡng thương đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải tách ra, tu vị như ngươi vốn không nên xông loạn Thập Vạn Sơn Hà, nếu thương thế chưa khỏi hẳn, người sợ rằng không thể ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà, sẽ rơi vào miệng hung thú thôi. Phong Phi Vân vẫn đang khắc lục trận pháp, tốc độ cực nhanh, một tòa tứ cấp phòng ngự đại trận. Dĩ nhiên đã được khắc lục ra không sai biệt lắm, nếu để cho nhị thúc của Lục Nhân Nhân trông thấy tốc độ Phong Phi Vân khắc lục trận pháp thì chỉ sợ nhị thúc nàng cũng sẽ cả kinh nói không ra lời. Hừ, mục đích ta tiến vào Thập Vạn Sơn Hà căn bản là không như ngươi. Trong mắt Lục Nhân Nhân sinh ra vài phần hàn khí, mang theo sát khí đầm đặc, so với bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng vừa rồi, quả thực như hai người khác nhau vậy. Ngươi biết mục đích ta tiến vào Thập Vạn Sơn Hà sao? Phong Phi Vân kinh ngạc.
Ngươi khẳng định cũng là vì cướp lấy kim tàm kinh trong tay tên tà ma Phong Phi Vân kia, đối với Phật tu giả các ngươi mà nói, kim tàm kinh quả thực chính là báu vật vô giá, ngươi đừng nói đó không phải mục đích của ngươi đấy chứ. Lục Nhân Nhân đôi mắt dễ thương gợn sóng, chăm chú nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ hận ý với ta không phải lớn bình thường a. Phong Phi Vân cười cười, nói. Vậy mục đích của ngươi là gì? Nghe được Phong Phi Vân chấp nhận suy đoán của mình, Lục Nhân Nhân có chút tự đắc nói. Ta là đến giết chết tên ác ma Phong Phi Vân kia, nghiền xương hắn thành tro, báo thù cho muội muội ta. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phong Phi Vân thản nhiên nói, đồng thời cũng đã hiểu rõ, xem ra mình suy đoán quả không sai, nàng có lẽ chính là tỷ tỷ của Lục Ly Vi. Muội muội bị người chà đạp, tỷ tỷ đến báo thù, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là theo Phong Phi Vân thấy, nếu luận thông minh tài trí, tỷ tỷ này lại xa xa không bằng muội muội, muốn báo thù chỉ sợ là xa xa không hẹn. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong khi hắn kịch chiến với cường giả Xâm La Điện đã bị trọng thương, nếu không phải chúng ta gặp phải ba đầu linh thú vây công, ta nhất định có thể đánh chết hắn. Lục Nhân Nhân hết sức nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt cũng mang theo lãnh ý mãnh liệt. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, nói. Cho dù hắn bị trọng thương, nhưng nếu hắn cố ý ẩn nấp, thập vạn sơn hà lớn như vậy, người cũng không tìm thấy hắn. Trên mặt Lục Nhân Nhân lộ ra một dáng cười dí dỏm, che giấu nói. Người khác tìm không thấy ta lại có thể tìm thấy, chỉ cần thương thế hắn chưa lành thì nhất định sẽ lưu dấu vết trên mặt đất, dù chỉ là chút dấu vết để lại, ta cũng có thể tìm ra hắn. Phong Phi Vân trong lòng giật mình, còn chưa chờ hắn hỏi ra, Lục Nhân Nhân đã chủ động nói cho hắn biết, còn mang theo vài phần thần sắc đắc ý, cười nói. Bởi vì trong mắt trái ta có một quả U Lan Linh Thạch, tu luyện ra U Lan Linh Nhãn, trong vòng ngàn dặm, chỉ cần Phong Phi Vân để lại một tia dấu chân, ta đều có thể dễ dàng tìm ra được hắn. Khó trách người Phổ Đà Sơn có thể đuổi đến nhanh như vậy, thì ra nàng đã luyện thành U Lan Linh Nhãn, cái này cũng không kỳ quái. U Lan Linh Thạch là một loại linh thạch cực kỳ hy hữu, xếp hạng thứ 15 trong thập bát phẩm linh thạch, so với ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch còn chân quý hơn vài phần. Một khối U Lan Linh Thạch, có thể đổi được 1.000 khối chân diệu linh thạch, tuyệt đối là một số tài phú lớn, mà ngay cả cự phách cũng phải động tâm. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ, nữ nhân này thật là ngốc, ta và nàng chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng rõ ràng không chút giữ lại nói mọi chuyện cho ta biết, may mắn nàng gặp phải chính là ta, nếu đổi thành một vị cường giả cấp bậc cự phách khác, khẳng định đã mang nàng ra tiền dâm hậu sát, sau đó đảo đi U Lan Linh Thạch trong mắt trái nàng. 1.000 khối linh thạch, đã đủ để khiến thân huynh đệ phản bội, thậm chí còn phát sinh chuyện thí sư giết cha các loại. Nếu trên người Phong Phi Vân hiện giờ thiếu khuyết linh thạch tu luyện thì nói không chừng hắn cũng đã đánh chết Lục Nhân Nhân, cho dù không giết nàng, cũng đảo đi mắt trái nàng, chỉ có điều Phong Phi Vân hiện giờ trên người có đến vài chục vạn miếng linh thạch, căn bản khinh thường vì U Lan linh thạch trị giá 1.000 miếng linh thạch mà giết người. Nói đến, chỉ cần nữ nhân này không tận lực chọc tới hắn, Phong Phi Vân cũng không phải một nam nhân là thủ tồi hoa. Lục Nhân Nhân lại không biết một mảnh thẳng thắn thành khẩn của mình, ở trong lòng Phong Phi Vân lại đổi được hai chữ ngu xuẩn. Phong Phi Vân hảo tâm nhắc nhở. Xem ra ngươi là lần đầu tiên rời núi lịch lãm rèn luyện, còn không hiểu nhân tâm hiểm ác, loại chuyện ngươi có được U Lan Linh Nhãn về sau đừng nên nhắc đến trước mặt người khác, bằng không thì đối với ngươi không có chút chỗ tốt nào đâu. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện kim tàm kinh thì khí chất đại biến, hơn nữa cũng đã khôi phục được bộ phận tu vị, hoàn toàn có thể che giấu tất cả dấu vết mình lưu lại, cho dù Lục Nhân Nhân có được U Lan Linh Nhãn, cũng không có khả năng nhìn thấu được hắn. Lục Nhân Nhân thấy bộ dạng Phong Phi Vân nghiêm túc, không não còn mừng, nói. Bí mật U Lan Linh Nhãn này, ngoại trừ mấy vị thúc thúc, ta cũng chỉ nói qua với mình ngươi thôi, bởi vì ta biết rõ ngươi nhất định không phải là một người tham lam. Ngân ngân. Phong Phi Vân nở nụ cười hai tiếng, trong lòng càng thêm cảm thấy Lục Nhân Nhân dại dột buồn cười, mình mới chỉ biết nàng có một ngày thôi, nàng rõ ràng lại hoàn toàn không chút phòng bị mình, nếu để nàng biết rõ mình chính là tà ma Phong Phi Vân trong miệng nàng thì chỉ sợ nàng về sau nói chuyện cũng không được tự tin vậy nữa rồi. Phong Phi Vân không hề để ý tới nàng, cũng ngồi xếp bằng bên cạnh một dòng suối nhỏ. Chắp tay trước ngực, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, đắm chìm 39 đạo thần thức vào trong thân thể,
lưu lại một đạo thần thức thời khắc chú ý đến Lục Nhân Nhân, phòng bị tà đạo yêu nữ này thừa dịp chính mình tu luyện, đột nhiên ra tay với mình. Rất nhiều nữ nhân đều có thiên phú biểu diễn, các nàng nếu giả vờ rất tốt, coi như là thánh nhân cũng có thể bị lừa gạt, Phong Phi Vân đối với Lục Nhân Nhân tự nhiên cũng có đề phòng. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ được hoàn toàn 1.800 loại biến hóa của bước đầu tiên tầm noãn đồ, hiện giờ bắt đầu chuyển hóa tử phủ linh khí trong thân thể thành kim tầm Phật khí. Một khi hoàn toàn chuyển hóa, vậy thì Phong Phi Vân có thể lập tức trở lại trạng thái đỉnh phong, coi như là cự phách đuổi đến, cũng có thể đánh một trận. Ánh trăng nhô lên, dòng suối nhỏ chảy dài. Phật khí màu vàng xuyên thẳng qua trong không khí, dung nhập dòng suối nhỏ, khiến nước suối cũng sinh ra một tầng kim mang nhàn nhạt. Trên mặt nước tựa hồ như nở nộ ra hoa sen màu vàng. Lục Nhân Nhân an vị ở chỗ cách Phong Phi Vân không xa, hai tay nâng má, mắt không nháy lấy một cái dõi xem hắn, lại có chút xem đến ngây dại, hồn nhiên quên mất mình cũng bị thương, nhưng nàng hiện giờ không thể nào tĩnh tâm tu luyện chữa thương được, chỉ muốn hảo hảo nhìn hắn, bởi vì nàng biết rõ đến sáng mai, há sẽ rời đi, có lẽ đời này cũng không thể nào gặp lại được nữa. Nàng cũng không hoài nghi Phong Phi Vân tu luyện chính là Kim Tàm Kinh. Dù sao Kim Tàm Kinh xuất thế mới chỉ mấy ngày thôi, coi như là lão tăng Phật môn có được thiên tư nghịch thiên cũng khó có khả năng trong vòng vài ngày liền lĩnh ngộ được loại Phật môn thánh điển Kim Tàm Kinh này, nam tử này trước mắt này còn trẻ như vậy, lại càng thêm không có khả năng. Nàng chỉ cho rằng đây là một loại công pháp Phật môn nào đó Phong Phi Vân đã tu luyện từ nhỏ, cho nên Phật khí trên người mới mãnh liệt như thế. Một đêm qua rất nhanh đi, Lục Nhân Nhân vậy mà nâng cái má cứ vậy ngủ đi. Khóe miệng còn treo một tia độ cong nhàn nhạt, tựa hồ như đang gặp mộng đẹp gì đó. Phong Phi Vân tỉnh lại từ trong tu luyện, tinh khí thần cả người đều không giống lúc trước, tuy rằng ngồi ở chỗ kia, nhưng lại lộ ra không hề bận tâm, hồn nhiên tự nhiên, cho người một loại cảm giác yên lặng nói không nên lời. Hắn đã triệt để chuyển hóa tử phủ linh khí trong cơ thể thành kim tầm Phật khí, trong thân thể vàng chói, chung quanh thân thể Phật quang mờ mịt. Mà ngay cả yêu ma chi huyết vẫn một mực dục dịch cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể hễ quét là sạch, tuy rằng suốt cả đêm đều tu luyện, nhưng tinh thần lại tốt đến thần kỳ. Phong Phi Vân thu liếm Phật quang trên người, sau đó đứng lên, trong đan điền kim quang sáng lạn, Phật quang phổ chiếu, tựa như một mảnh hải dương màu vàng vậy. Thiên mệnh đệ lục trọng trung kỳ. Phong Phi Vân trong lòng vui vẻ. Không nghĩ đến sau khi chuyển hóa tử phủ linh khí thành kim tầm Phật khí thì tu vị càng tiến một bước, đạt đến thiên mệnh đệ lục trọng trung kỳ, phải biết rằng sau khi đạt tới thiên mệnh đệ lục trọng, mỗi khi tiến thêm một bước đều dị thường gian nan, rất nhiều người hao phí trăm năm khổ tu, cũng chỉ có thể có một chút tiến bộ. Phong Phi Vân đột phá đến thiên mệnh đệ lục trọng mới chỉ được vài ngày, không chỉ tu vị đã củng cố, lại có tiến thêm được một bước, đạt đến thiên mệnh đệ lục trọng trung kỳ. Có thể thấy Kim Tàm Kinh thật sự không phải công pháp tu luyện bình thường. Tiếp theo chính là lĩnh ngộ bước thứ hai ấu tầm đồ, bước tầm đồ này cao thâm hơn rất nhiều, chỉ riêng Phong Phi Vân quan sát được thôi thì hình thái biến hóa đã đạt hơn 7.000 loại, nhưng đó chỉ mới là một bộ phận biến hóa của tầm đồ thôi. Ồ, nàng rõ ràng ngủ rồi. Phong Phi Vân trông thấy Lục Nhân Nhân ngủ hai tay chống lấy má, tư thế ngủ lười biếng, trong ngây thơ lại có vài phần mị thái, ngủ ngược lại có chút đáng yêu. Thân là một tà đạo đệ tử, lại có thể ngủ trước mặt một nam tử xa lạ, Lục Nhân Nhân này quả thật không phải là thần kinh không ổn định bình thường, chỉ bằng nàng lại muốn nói báo thù cho muội muội. Phong Phi Vân khôi phục thực lực, hơn nữa cảnh giới còn có chỗ đột phá, tâm tình thật tốt, đi tới, tiếng bước chân khiến Lục Nhân Nhân bừng tỉnh, nàng hai tay mềm nhũn, cái cằm rớt xuống đất, khiến cái cổ tuyết trắng hết sức nhỏ nhắn lóe lên một cái, sau đó liền vội vàng ngẩng đầu lên. Mình lại ngủ thiếp đi. Tu vi của nàng cũng là thiên mệnh đệ ngũ trọng, tuyệt đối xem như cường giả, tính cảnh giác cực cao, sao có thể ngủ quên ở chỗ này được, đã xong, lần này khứu đại phát, không biết là lúc ngủ có nói mớ gì không nữa. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, vuốt vuốt con mắt còn đang buồn ngủ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, chỉ dám từ trong khe hở ngón tay liếc nhìn Phong Phi Vân, sau khi nhìn thoáng qua, trên mặt liền lập tức hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Nếu để cho một ít tà đạo đệ tử Phổ Đà Sơn kia nhìn thấy bộ dáng này của Lục Nhân Nhân, chỉ sợ nguyên một đám đều sẽ rớt cả cằm xuống đất, cái này làm gì giống với lãnh diễm tà la sát của Phổ Đà Sơn chứ? Phong Phi Vân dùng kim tầm Phật khí ngưng tụ ra một quả đan dược ánh vàng rực rỡ, đưa cho Lục Nhân Nhân, nói. Nhân Nhân cô nương, đây là một quả Phật đan, sau khi ngươi ăn vào,
thương thế trên người có lẽ sẽ khỏi hẳn, bởi vì tại hạ thật sự có chuyện quan trọng trên người, không thể không chạy vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà, bởi vậy không thể cùng Nhân Nhân cô nương rời núi rồi. Nếu lần này may mắn không chết, tương lai ta có lẽ sẽ đến Phổ Đà Sơn bái phỏng một lần. Phong Phi Vân cũng không lo lắng có người nhận ra được Kim Tằm Phật khí, dù sao Kim Tằm Kinh cũng đã thất truyền hơn một vạn năm, không ai biết rõ Kim Tằm Phật khí là dạng gì nữa rồi. Coi như là Vu Thanh Họa Ngự Thú Trai tu luyện Kim Tằm Kinh tàn quyển, cũng chỉ là từ trong cốt cảnh một vị tiền bối Phật môn tu luyện Kim Tằm Kinh suy tính ra được, căn bản không sánh được với Kim Tằm Kinh chính thức. Kim Tằm Phật khí tu luyện ra cũng xa xa không tinh thuần bằng Kim Tằm Phật khí trong cơ thể Phong Phi Vân, vốn không phải cùng cấp bậc. Lục Nhân Nhân nhận lấy quả Phật đan màu vàng kia, lớn chừng long nhãn, sáng chói chói mắt, Phật khí tinh thuần đến cực điểm, trên đan dược tựa hồ còn ấn lấy vài đạo huyễn văn, hắn còn là một vị đan dược sư, hơn nữa hắn nói chỉ cần ăn vào viên thuốc này liền có thể khiến thương thế trên người mình khỏi hẳn. Điểm này nàng tự nhiên không tin. Nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai tình trạng của mình, thương thế thật sự quá nặng, coi như là một quả tam phẩm linh đan cũng không thể khiến mình lập tức khỏi hẳn được, nàng cũng không tin nam tử trẻ tuổi trước mắt này lại có thể luyện chế ra linh đan siêu việt tam phẩm. Nhưng phần tình này nàng lại một mực ghi tạc trong lòng, ngón tay nắm thật chặt Phật đan, hết sức cảm động, dù sao mình và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn không chỉ cứu mình, còn bỏ đi một viên thuốc, người như vậy thiên hạ chỉ sợ rất khó tìm được người thứ hai. Ngươi thật sự sẽ đến Phổ Đà Sơn sao? Lục Nhân Nhân có chút khẩn trương. Phong Phi Vân có chút nhíu mày, nói. Chỉ là còn không biết Phổ Đà Sơn ở nơi nào. Phổ Đà Sơn ở ngay trong phía Nam Hải giao giới giữa Bắc Cương Phủ và Địa Tử Phủ. Lục Nhân Nhân thật giống như sợ Phong Phi Vân không tìm thấy đường, vội vàng từ bên hông lấy ra một khối lệnh phù, cúi đầu, có chút ngượng ngùng giao cho Phong Phi Vân, nói. Ngươi đến bên bờ Nam Hải. Chỉ cần đeo khối lệnh phù này ở bên hồng, ở bất cứ nơi có người nào chạy qua một vòng thì nhất định sẽ có người tìm đến ngươi, đến lúc đó ngươi cứ nói là đến tìm ta, bọn hắn tự nhiên sẽ mang ngươi đến Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không khách khí, huyết cấm huyền trạc trên người Lục Ly Vi phải thu hồi, Phổ Đà Sơn tất nhiên phải đi, hắn cầm khối lệnh phù kia nhìn nhìn, đây là do một loại hàn ngọc đặc thù tế luyện thành, trên đó đan xen vài đạo đường vân thần bí, ấn lấy ấn ký của một vị trí cường. Căn bản không ai có thể nhái được, ở trung ương đường vân có một chữ lục mạnh mẽ hữu lực, hiển nhiên đại biểu chính là lục gia của Phổ Đà Sơn. Sau khi cất kỹ lệnh phù, Phong Phi Vân cũng không tiếp tục lưu luyến nữa, thập phần kiên quyết, trực tiếp bước vào sâu trong Thập Vạn Sơn Hà. Lục Nhân Nhân mím miệng thật chặt, nhìn xem bóng lưng kiên quy ít lúc Phong Phi Vân rời đi, trong lòng chua xót nói không nên lời, mình làm sao vậy, mình và hắn chỉ mới biết nhau có một ngày thôi, sao lại không bỏ như thế chứ? Thẳng đến khi thân ảnh Phong Phi Vân biến mất ở sâu trong tùng lâm, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn đan dược màu vàng trong tay, tuy rằng Phong Phi Vân nói viên đan dược này có thể khiến thương thế của nàng khỏi hẳn, nhưng nàng lại không tin, nếu thật là linh đan như vậy thì nhất định sẽ vô cùng trân quý, sao hắn có thể đưa cho mình được. Ăn vào viên thuốc này tuy rằng không thể khỏi hẳn thương thế, nhưng có lẽ cũng đỡ hơn được một chút. Lục Nhân Nhân uống vào viên Phật đan kia. Sau khi Phật đan vào miệng liền biến thành một đạo khí lưu kim sắc, bộc phát ra một tia khí tức hơi mát, tựa như một đạo thanh tuyền trong sa mạc vậy, có chút hơi ngọt. Oanh! Phật khí màu vàng ở trong cơ thể càng chạy càng nhanh, vầng sáng cũng càng lúc càng sáng chói, tựa như có một vòng thần dương màu vàng đang chiếu rọi trong thân thể vậy, chuyển động, thiêu đốt, sau nửa ngày, Phật quang mới thu liễm lại. Lục Nhân Nhân kinh dị không hiểu, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm nói không nên lời. Thật giống như tất cả kinh mạch được tẩy rửa một lần, thương thế nghiêm trọng trong thân thể, dĩ nhiên trong thời gian ngắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ông trời, đây là linh đan cấp bậc gì, tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm. Lục Nhân Nhân điều động linh khí trong thân thể, ống tay áo vung lên, một đạo thần luyện từ lòng bàn tay bay ra, nghiền áp mảnh lớn tùng lâm, một khối cự thạch mấy chục vạn cân cũng lập tức biến thành bột mịn, mấy trăm khỏa cự mộc che trời biến thành mảnh gỗ vụn thiêu đốt. Tu vị lần nữa đột phá, đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Lục Nhân Nhân trong lòng nhảy dựng, khó có thể bình tĩnh, đây là một quả linh đan giá trị phi phàm, tuyệt đối là do vô số bảo dược luyện chế thành, là một vật báu vô giá, 10 tòa thành trì cũng chưa hẳn đổi được một quả, nhưng hắn lại tặng cho mình, chẳng lẽ nói. Hắn đối với ta cũng có ý, chỉ là hắn tính cách nội liếm, không biểu đạt ra ngoài.
Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền nhảy lên cực nhanh, tựa như chiêng trống ẩm vang vậy. Lục Nhân Nhân vội vàng tế ra U Lan Linh Nhãn, muốn tìm được dấu vết của Phong Phi Vân, đuổi theo hắn hỏi thăm cho rõ ràng, nếu lần này bỏ lỡ, tương lai khó mà gặp lại hắn, nhưng nàng nhìn qua trong vòng ngàn dặm cũng không thể tìm ra được một tia tung tích của Phong Phi Vân, Lục Nhân Nhân trong lòng có chút thất lạc, hắn. Đây là đang cố ý tránh né ta. Nàng phát hiện trong lòng của mình đã có chút không quên được Phong Phi Vân, nếu trở lại Phổ Đà Sơn, nhất định phải phát huy tất cả lực lượng tìm cho được hắn. Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, triển khai luân hồi tật tốc, tựa như một đạo tia chớp kim sắc bay đi trong rừng rậm. Hắn cũng không phải một người vô tâm, tự nhiên không thể không nhìn ra Lục Nhân Nhân đã có hảo cảm với hắn, tuy rằng còn chưa tính là ưa thích, nhưng cũng không kém gì nhiều, bất quá Phong Phi Vân đối với nàng lại không có cảm giác quá lớn. Nếu không phải muốn từ trong miệng của nàng dọ thám ra phương vị của Phổ Đà Sơn thì hắn căn bản đã không nhiều lời với nàng ta một câu, dù sao hiện giờ có vô số người đang đuổi giết hắn, tình huống thập phần nguy cấp, cũng không phải lúc dây dưa không rõ với một nữ nhân. Tuy rằng lợi dụng nàng, nhưng Phong Phi Vân cũng không nợ nàng, đã cứu nàng hai lần, lại tặng nàng một quả Phật đan do kim tầm Phật khí ngưng tụ thành, thương thế của nàng khẳng định đã khỏi hẳn, cộng thêm nàng có được U Lan Linh Nhãn. Có thể quan sát được hung hiểm trong vòng ngàn dặm, lấy tu vị thiên mệnh đệ ngũ trọng của nàng, muốn đi ra khỏi thập vạn Sơn Hà cũng không phải không có khả năng, dù sao mới chỉ vào sâu trong thập vạn Sơn Hà hơn vạn dặm, chỉ là ở vùng ngoại vi, cách chỗ hung hiểm chính thức vẫn còn rất xa. Ngoại vi thập vạn Sơn Hà có hơn 10 vạn dặm, ta hiện giờ mới xâm nhập vào trong thập vạn Sơn Hà chừng 2 vạn dặm, còn thuộc về bên ngoài ngoại vi. Phong Phi Vân đã cảm giác được từng đạo thần thức vô cùng cường hoành đảo qua bên cạnh mình, may mắn hắn mặc ẩn tầm xa la, bằng không tuyệt đối sẽ bị những siêu cấp cường giả kia phát giác ra, trong đó có hai đạo thần thức đặc biệt cường đại, bao trùm mấy vạn dặm, bất luận từng cọng cây ngọn cỏ nào đều không thể gạt được người này, coi như là thần thức của siêu cấp cự phách cũng không được mạnh như vậy. Phàm là người dám sử dụng thần thức trong thập vạn Sơn Hà đều là nhân vật cường đại đỉnh tiêm chân chính. Một cự phách bình thường nếu dám sử dụng thần thức dò xét, thần trí của hắn một khi bị linh thú phát hiện ra, lập tức sẽ lọt vào linh thú công kích. Phàm là linh thú đều đã tu luyện ngoài ngàn năm, linh giác thập phần minh duệ, chỉ cần thần thức cự phách quét đến trên người của bọn nó liền sẽ bị bọn nó cảm ứng được, sẽ trực tiếp chọc giận những linh thú này, dù sao thập vạn Sơn Hà chính là địa bàn của linh thú, nhân loại xông vào, chính là đang khiêu khích địa vị vương giả của chúng. Người Phổ Đà Sơn bị ba đầu linh thú vây công, cũng là bởi vì Tam Thúc Lục Nhân Nhân sử dụng thần thức tìm kiếm Phong Phi Vân, kết quả thần trí của hắn bị ba đầu linh thú chung quanh phát giác được, đồng thời tiến đến công kích bọn hắn, bị ba đầu linh thú vây công, coi như là siêu cấp cự phách cũng khó mà chịu nổi. Linh thú cũng có phân ra cao thấp, có linh thú chiến lực chỉ có thể tương đương với cự phách, có linh thú mang theo huyết mạch thái cổ thánh thú có thể sánh với nửa tôn chân nhân. Đương nhiên đây còn chưa tính đến linh thú vương giả đã tu luyện ngoài 2.000 năm, đó đều là tồn tại cấp bậc chân nhân, ở ngoại vi toàn bộ thập vạn Sơn Hà cũng chỉ có vài đầu vương giả thôi. Cho nên phàm là người dám sử dụng thần thức trong thập vạn Sơn Hà đều tương đối tự tin về tu vị của mình. Oanh! Trên bầu trời, một đạo liệt diễm chiến kiếm bay qua, dài chừng hơn 130 thước, thân kiếm chừng hơn 10 mét khối, mang theo khí tức khủng bố tuyệt luân. Khiến bùn đất trên đại địa bên dưới đều nhấc lên tầng tầng, khiến dị thú ở chung quanh toàn bộ đều cả kinh phủ phục trên mặt đất. Một đầu điện ưng dài hơn 30 thước bay giữa không trung trốn tránh không kịp liền bị kiếm khí đơn giản xuyên thủng, chém thành hai khúc, máu tươi phiêu tán, lông vũ màu đen tứ tán, cuối cùng bị xoắn thành bột mịn. Trên thân liệt diễm chiến kiếm cực lớn đứng một lão giả râu bạc trắng, râu ria dài chừng hơn 1 mét, mặc một bộ đạo bào, trên đầu đội bạch vũ đạo quan, lộ ra tóc bạc mặt hồng hào. Thân thể đứng thẳng trên chiến kiếm bay nhanh, trên mặt không chút gợn sóng, có một loại uy thế sắc bén coi rẻ chúng sinh. Đây là một vị tuyệt đỉnh cường giả, bay qua trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Thân thể Phong Phi Vân ẩn trong một hốc cây, thu liếm tất cả khí tức trên người, cảm giác được trong không khí lưu động lấy khí lưu trầm trọng, một đám khí lưu tựa như một đầu giang hà, khiến người có chút thở không nổi, tuy rằng đang mặc ẩn tầm xa la, nhưng Phong Phi Vân vẫn cảm giác có chút không an toàn. Dù sao đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói, chỉ cần một tia khí tức tản ra cũng sẽ bị thần trí của bọn hắn nhạy cảm phát hiện. Khí tức còn khủng bố hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão Xâm La Điện, chẳng lẽ là một vị danh túc đạo môn? Thẳng đến khi thanh liệt diễm chiến kiếm cực lớn kia bay xa, Phong Phi Vân mới đi ra,
chỉ thấy xa xa có mấy ngọn núi bị đè ép, đều là bị xê kiếm khí cường hoành vừa rồi chặt đứt, biến thành bằng phẳng, nửa ngọn núi lăn xuống, áp sụp một mảnh tùng lâm, lộ ra thập phần nhìn thấy mà giật mình. Cũng chỉ có loại cường giả cấp bậc này mới dám phi hành trên thập vạn sơn hà, người khác nếu dám cản rỡ như thế, sớm đã bị linh thú một quyền đánh rơi xuống, đánh thành thịt vụn rồi. Sức hấp dẫn của Kim Tàm Kinh lại lớn như thế, khiến nhân vật bực này cũng bị kinh động. Đúng lúc này, sắc mặt Phong Phi Vân đại biến, một cổ mây đen so kiếm khí vừa rồi càng thêm khủng bố đè xuống, cổ âm hàn chi khí kia khiến tim người như muốn cu ứng lại, thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp trốn vào lòng đất, một mực chìm vào vài trăm mét sâu trong lòng đất, trong lòng mới hơi chút an tâm. Oanh! Ngay nháy mắt khi Phong Phi Vân trốn vào lòng đất, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở trên không, toàn bộ thiên mạc đều tối xuống, dĩ nhiên là một tòa phần mộ cự đại, so với một tòa núi cao còn lớn hơn, trên phần mộ lộ ra vách đá, cổ tùng, ngọn núi, tạo thành một loại địa mạo hiểm tiếu, trước phần mộ dựng thẳng một khối thần bi cao đến 300 mét, trên đó có khắc bốn chữ to Bắc Minh Cầu Kiếm. Chữ viết còn sắc bén hơn cả kiếm. Tòa đại mộ này dựng trên thiên mạc, trong phần mộ khổng lồ truyền ra khí tức khủng bố tuyệt luân, một đạo thần niệm lao ra, khiến ngàn năm linh thú ở chung quanh đều bị hù sợ. Là khí tức của một trong đạo môn tam đại tán nhân, Ký Nhất Bắc. Trong đại mộ kia truyền đến khí tức xa xưa mà cổ xưa, tràn đầy vận luật lịch sử, khiến người mơ màng có phải là một vị thánh hiền cổ xưa trong lịch sử vùi ở bên trong không. Bắc Minh Phá Thiên đứng trên tấm mộ bi kia, lưng đeo cự kiếm, thân thể lỗi lạc, khinh thường trời cao, nói. Lão tổ, đạo môn tán nhân chẳng lẽ cũng có hứng thú với Kim Tàm Kinh sao? Ngân ngân, đâu chỉ là đạo môn tán nhân, ngay cả thần linh cung cũng đã điều động thập đại cường giả đến thập vạn sơn hà, những người này có lẽ không chỉ vì Kim Tàm Kinh, nói không chừng có người còn đánh chủ ý vào yêu tộc thần tàng trong Đồng Lô Sơn nữa. Trong thanh âm u oán kia mang theo vài phần âm hàn. Nghe nói Nam Thái Phủ Phong gia cũng có người tiến đến, chẳng lẽ là đến chợ Phong Phi Vân sao? Bắc Minh Phá Thiên cung kính nói. Trong phần mộ chuyện đến một tiếng hừ lạnh, nói. Phong Phi Vân hiện giờ chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang, hiện giờ không ai dám dính vào chút quan hệ với hắn, ước gì cách hắn càng xa càng tốt, mà ngay cả triều đình cũng không dám điều động người đến chợ hắn, sợ bị người trong thiên hạ vây công. Phải bỏ qua hắn, huống chi là Phong gia, bất quá Phong Mặc lão hồ ly kia tính toán thâm sâu, không ai biết rõ hắn đến cùng đang đánh chủ ý gì. Nghe nói Phong gia lần này điều động đi là một tiểu cô nương, nếu có thể bắt lấy tiểu cô nương này, ngược lại là có khả năng bức Phong Phi Vân ra cũng nên. Chuyện này để ta. Bắc Minh Phá Thiên đối với Phong Phi Vân thù sâu như biển, có thù diệt tộc, hận không thể hiện giờ liều mạng với Phong Phi Vân. Không, chuyện này chúng ta giao cho người khác đi làm. Chúng ta chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được rồi, tạm thời chúng ta còn không cần thiết phải đắc tội Phong gia, đầu Phong Phi Vân và Kim Tàm Kinh mới là mục đích hàng đầu của chúng ta. Tòa phần mộ vô cùng khổng lồ kia bay đi, rất nhanh rời khỏi mảnh địa vực này, mỗi khi đến nơi nào, tất nhiên sẽ khiến những dị thú kia phải run rẩy. Khí tức thật cường đại, có một loại lực lượng chặt đứt âm dương quy tắc, Bắc Minh Phiệt lại có cả cường giả cấp bậc như thế. Phong Phi Vân lao ra khỏi bùn đất. Tuy rằng mặc ẩn tầm xa la, nhưng nếu vừa rồi hắn không lẻn vào bùn đất, tất nhiên sẽ bị người trong phần mộ kia phát giác. Tuy rằng ẩn tầm xa la có thể thu lại tất cả khí tức trên người Phong Phi Vân, nhưng thân thể của hắn vẫn tồn tại. Một khi tu vị đối phương cao đến có thể đụng vào thiên địa quy tắc thì vẫn có thể phát hiện ra hắn. Cổ mộc chung quanh cũng đã bị cổ hơi thở kia nghiền sập, dị thú cũng bị đánh chết, khắp nơi đều là cỏ cây tan hoang và thi cốt huyết tinh. Đây mới chỉ là một đạo khí tức của đối phương thôi. Nếu đối phương toàn lực ra tay, vậy sẽ khủng bố cỡ nào chứ? Phong gia vậy mà cũng điều động người đến thập vạn sơn hà, rốt cuộc là ai? Phương hướng bọn hắn rời đi chính là Đồng Lô Sơn, xem ra những người này không chỉ vì Kim Tàm Kinh, còn muốn lấy yêu tộc thần tàng bên trong Đồng Lô Sơn nữa. Phong Phi Vân nghĩ chút cũng thấy thoải mái, Tà Hoàng từ trong Đồng Lô Sơn chạy ra, đã nói lên Đồng Lô Sơn rất có thể xảy ra biến hóa. Nói không chừng ngay cả rất nhiều cấm khu và sát khu bên trong đều không còn khủng bố như trước, cũng chính vì nguyên nhân này, những cường giả này mới chọn ra tay vào lúc này. Cũng có khả năng là có ý người có ý cố ý tản tin tức, dẫn những người này tiến đến, tăng thêm vừa vặn truyền ra tin tức Kim Tàm Kinh xuất thế, hai chuyện ăn nhịp với nhau, vì vậy dẫn xuất ra vô số lão quái vật đã ẩn lui nhiều năm.
Rất nhiều tiên môn tài tuấn và trưởng lão cường đại cũng đã không ngừng liên tục đuổi đến, khiến đám dị thú và linh thú trong thập vạn Sơn Hà đều ẩn nấp đi, an bình hơn không ít, bắt đầu hội tụ tới địa bàn của một ít linh thú vương giả. Bên ngoài Đồng Lô Sơn hiện giờ khẳng định hội tụ rất nhiều tu sĩ, náo nhiệt này, ta ngược lại muốn đi gom góp một chút, bất quá trước tiên phải cải biến dung mạo mới được. Trên mặt Phong Phi Vân nổi lên vẻ vui vẻ, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay ngưng tụ ra vạn đạo kim mang, Phật Vân đan vào, lưu động khắp mỗi một làn da toàn thân, rất nhanh dung mạo Phong Phi Vân đã xảy ra biến hóa cực lớn, làn da trên mặt có chút rủ xuống, trên cằm sinh ra một chòm râu màu vàng kim nhạt, khóe mắt cũng nhiều ra vài đạo vân mảnh, hầu kết cũng trở nên càng thêm rõ ràng, vậy mà biến thành một trung niên nhân tuổi hơn 40, thân mang Phật quang, bảo tướng trang nghiêm, có vài phần thần tái thế ngoại cao nhân. Phong Phi Vân nhẹ nhàng nắn vuốt chòm râu dê trên cằm, trên mặt nổi lên dáng cười nhàn nhạt. Tu luyện kim tàm kinh đệ nhất bước, tàm noãn đồ lĩnh ngộ 1.800 loại biến hóa, hiện giờ tuy rằng ta không thể biến hóa ngư, trùng, điểu, thú, nhưng muốn biến hóa thành một người khác lại không thành vấn đề. Coi như đổi thành 1.800 loại dung mạo bất đồng, Phong Phi Vân cũng có thể làm được, nếu có thể tu luyện thành công kim tàm kinh đệ tam bước thành tàm đồ, Phong Phi Vân có thể biến hóa thành ngư, trùng, điểu, thú, hơn nữa không có bất kỳ một tia sơ hở nào cả. Đây chính là một trong những chỗ huyền diệu của kim tàm kinh, kim tàm hóa hình. Phong Phi Vân lại cởi quần áo trên người ra, bởi vì trên quần áo lây dính khí tức trước kia của hắn, sẽ bị một ít người linh giác mạnh mẽ phát giác ra, hắn đổi lại một kiện trường bào màu xanh sạch sẽ, hôm nay coi như là người cực kỳ thân cận với Phong Phi Vân cũng không thể nhận ra hắn được. Còn kém một kiện binh khí, dùng để che giấu tai mắt người. Phong Phi Vân từ giới linh thạch lấy ra một khối đồng thau, linh khí trên đồng thau cực thịnh, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đồng thau có đạo đạo kim ti đang lưu chuyển. Đây là linh đồng Phong Phi Vân từ trong phòng đấu giá Ngân Câu Phiệt mua được, bên trong thai nghén ra một khối kim ti linh thạch. Khối linh đồng này giá trị tuy rằng so ra kém kim ti linh thạch, nhưng vẫn là một khối luyện khí bảo tài, đã từng thai nghén qua loại vô thượng linh vật như kim ti linh thạch, linh tính đặc biệt kinh người. Phong Phi Vân lại hao tốn cả buổi, một bên bước về hướng Đồng Lô Sơn, một bên sử dụng tầm bảo thuật tìm kiếm khoáng thạch trong lòng đất. Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ 12 trong 40 phần của tiểu diễn chi thuật, năng lực cảm ứng đối với khoáng thạch rất mạnh, chỉ cần chân dẫm mạnh trên mặt đất, khoáng thạch dưới lòng đất liền sẽ tự động bay ra. Phong Phi Vân liên tiếp phát hiện ra 13 khối khoáng thạch, nhưng lại đều không hợp tâm ý, rất khó dung hợp với linh đồng trong tay. Thẳng đến Phong Phi Vân khi đi ra 3.000 dặm, mới ở trong một tòa núi lớn cảm ứng được quáng tàng mãnh liệt, mặc dù chỉ là một tiểu quáng nhỏ. Nhưng lại mang đến cho Phong Phi Vân một loại cảm giác kỳ lạ, thân thể thật giống như biến thành một khối nam châm, bị cái quáng tàng này hấp dẫn. Chẳng lẽ lại đào ra kim loại hiếm thấy gì sao? Trên bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ ra 9 đầu long hổ chi lực, đụng vào trong tòa núi lớn kia, thạch sơn cao tới hơn 1.000 mét lập tức chia 5 x 7, thạch đầu cứng rắn vỡ ra, trong khe giật tràn ra thanh mang nhàn nhạt, một khối kim loại màu xanh lộ ra một góc, chỉ riêng một góc lộ ra kia đã lớn như một tòa phòng ốc. Cao tới hơn 6 mét. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một khối kim loại, cũng không phải mỏ kim loại thạch, xem ra thật không phải là phàm phẩm. Lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ cường hoành có thể so được với linh thú, bắt lấy một góc kim loại kia, nhổ ra khỏi lòng đất, toàn bộ đại địa đều đang chấn động, đại địa chung quanh núi đá đang không ngừng vỡ ra, dùng lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ, vậy mà cũng cảm thấy cố hết sức. Ầm ầm. Khối kim loại màu xanh khổng lồ kia cuối cùng bị Phong Phi Vân nhổ ra. Wow, nặng đến 1.400 vạn cân. Lại còn là một khối thanh linh đồng tinh khiết, có thể dùng để tế luyện linh khí. Phong Phi Vân vốn chỉ muốn tùy tiện tế luyện một kiện binh khí, dùng để che giấu thân phận là được rồi, nhưng lại không nghĩ đến vận khí mình lại tốt như vậy. Rõ ràng đào ra một khối thanh linh đồng nặng đến 1.400 vạn cân, nếu để cho luyện khí sư thấy được, nhất định sẽ chảy nước miếng. Đây chính là linh tài luyện khí, lại có một khối lớn như vậy. Thanh đồng bình thường đều là do hồng đồng và một ít kim loại hiếm dung luyện thành, có thể nói là một loại kết hợp phẩm. Nhưng Phong Phi Vân đào ra chính là thanh linh đồng, thuộc về kim loại linh tính, cực kỳ thưa thớt, vốn không phải những thanh đồng kia có thể so sánh được. Đã có bảo tài như thế, Phong Phi Vân liền không muốn tùy tiện lãng phí, muốn hảo hảo dung luyện một phen, nếu vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể luyện ra một kiện linh khí cũng nên. Bỏ ra suốt 3 ngày,
Phong Phi Vân dung luyện khối thanh linh đồng khổng lồ kia cùng với đồng thau, tế đã luyện thành một khẩu thanh đồng trung cao tới 9 mét. Phong Phi Vân ở trên đại trung khắc ra 9 tòa trận pháp, ở mặt ngoài khắc ra 4 tôn Phật tượng, viết lấy mảnh lớn Phật văn, ở trên đại trung dung luyện ra một đầu thanh long dương nhanh múa vuốt, chung quanh thân thể thanh long Phật trung quấn quanh, mà vị trí lão đại vừa vặn ngay ở trên đỉnh Phật trung. Thanh long trông rất sống động, lân phiến và móng vuốt đều vô cùng sắc bén, tựa như một đầu thanh long chính thức vòng trên Phật trung, mang đến cho người một loại khí tức thần thánh mà uy áp. Bên trong thanh đồng trung ngưng tụ kim tầm Phật khí, một ít Phật văn ở vách trung đều có vầng sáng màu vàng đang lưu động, mà toàn bộ chuông đồng thì đều bị thanh mang bao lấy. Sau khi luyện hóa ra tạp chất trong thanh linh đồng, thanh đồng trung vẫn nặng đến 999.000 cân, không bàn mà hợp ý với cực sổ, chỉ có điều bên trong cũng không thai nghén ra khí linh, cũng không có linh tính, chỉ có thể coi là một kiện chuẩn linh khí, không tính là linh khí chính thức. Phong Phi Vân có chút nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, từ trong giới linh thạch lấy ra kim ti linh thạch, bên trong còn có hơn 60 sợi kim ti, những kim ti này linh tính đều vô cùng cường đại, chỉ cần dung nhập vào trong chuẩn linh khí một sợi kim ti, là có thể khiến chuẩn linh khí sinh ra khí linh, thoát biến thành linh khí. Phong Phi Vân rút ra một sợi kim ti sáp nhập vào trong thanh đồng Phật trung, không được bao lâu, thanh đồng Phật trung quả nhiên vầng sáng tăng vọt, tự động chấn động. Phát ra Phật âm khủng bố tuyệt luân. Vang vọng dãy núi, phảng phất có người đang đánh thần thiết trong thập vạn sơn hà. Nhất phẩm linh khí cấp thấp nhất. Phong Phi Vân nhìn Phật trung khổng lồ trước mắt, trên mặt hiện ra vài phần đắc ý, dù sao đây là lần đầu tiên hắn luyện khí sau khi trọng sinh, có thể tế luyện thành công một kiện linh khí, cái này cũng cực kỳ khó lường rồi, thành phần vận khí chiếm tỷ trọng rất lớn. Nếu không kiếm được linh tài như thành linh đồng, hoặc Phong Phi Vân không tu luyện kim tàm kinh, lại hoặc trên người Phong Phi Vân không có kim ti linh thạch, trong ba thứ này thiếu đi bất cứ cái nào, Phong Phi Vân đều khó có khả năng trong vòng mấy ngày tế luyện ra một kiện linh khí. Sau này gọi ngươi là Thanh Long Trung đi. Tuy rằng hiện giờ nhất phẩm linh khí Phong Phi Vân đã không để vào mắt, nhưng đây dù sao cũng do hắn tự mình tế luyện, có ý nghĩa không tầm thường, tương lai hắn cũng sẽ không dùng thiên tủy binh đảm luyện hóa Thanh Long Trung này, nếu gặp được người hữu duyên, ngược lại có thể tặng ra ngoài. Phong Phi Vân bước lên đường tiến về Đồng Lô Sơn, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều dị thú và linh thú cường đại, ngoại vị thập vạn sơn hà vậy mà trở nên thanh tịnh hơn, phảng phất những linh khí hung cầm khủng bố kia đều trong vòng một đêm bốc hơi mất, chỉ có một chút dị thú tu vị chưa đủ 500 năm vẫn còn hoạt động. Điểm này thật ra khiến Phong Phi Vân cực kỳ ngoài ý muốn. Phong Phi Vân không chỉ không vui mừng, ngược lại còn sầu lo, cảm thấy việc này không phải chuyện đùa, sẽ không bình tĩnh như mặt ngoài. Phong Phi Vân đã bay vào trong thập vạn sơn hà hơn 7 vạn dặm, cách Đồng Lô Sơn đã càng lúc càng gần, nhiệt độ trong không khí trở nên càng lúc càng cao, thảm thực vật trên mặt đất trở nên càng lúc càng thưa thớt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu, có nguyên một đám tu sĩ ngự không phi hành lướt qua. Lúc này lại có hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi bay đến, trên người bọn họ tản ra linh mang đẹp mắt, trong đan điền tử khí bắt đầu khởi động, ở dưới chân ngưng tụ thành một mảnh lưu vân màu tím. Hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi kia rất nhanh bay qua, bay dưới tầng mây, một nam tử tuấn lãng chừng hơn 20 nói. Đều nói thập vạn sơn hà vô cùng nguy hiểm, là tuyệt địa nhân loại, hôm nay thấy qua cũng không gì hơn cái này. Một thiếu niên trẻ tuổi phú quý, đầu đội lam tinh cổ quan khinh thường cười nói. Trưởng bối nói cũng không thể đều tin, bọn họ là càng già càng nhát gan, thường xuyên nói phi hành trong thập vạn sơn hà chính là đang tìm chết, nhưng chúng ta đã bay mấy vạn dặm. Lại một chút nguy hiểm cũng không có, thật sự là nói chuyện giật gân. Ha ha, sao lại không gặp nguy hiểm chứ? Trên đường đi chúng ta đã gặp hơn 10 lần dị thú công kích, bất quá đều bị một cây trường thương của ta quét ngang toàn bộ. Một nam tử tuổi hơi lớn dương lấy trường thương trong tay, trên mặt treo một tia ngạo nhiên. Một thiếu nữ tuổi nhỏ hơn, trên đầu cột búi tóc, đôi mắt dễ thương dịu dàng, trên mặt mang vài phần thần sắc lo lắng, nói. Đại sư huynh! Mấy vị sư thúc tổ tuyệt đối sẽ không nói bậy, chúng ta vẫn nên chú ý cẩn thận thì hơn. Thiếu nữ này dung mạo thanh lệ, mặt như lê hoa, lông mi thanh mặc, niên kỷ cũng chỉ chừng 16, 17 tuổi, nhưng trên da thịt lại lưu động lấy linh mang, trên đỉnh đầu lơ lửng khí tượng Vân Yên Tiên Cung, vậy mà đã đạt đến thiên mệnh đệ tam trọng, trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối xem như thiên tài đỉnh tiêm. Những tuổi trẻ tài tuấn kia trong mơ hồ đều lấy thiếu nữ này làm trung tâm.
Nam tử cầm trường thương kia hiển nhiên đối với lời thiếu nữ này nói không cho là đúng, Đàm Tiếu nói. Duệ Hâm sư muội, chẳng lẽ người đối với tu vị của đại sư huynh ta vẫn không yên tâm sao, nhìn chung cả một đời tuổi trẻ, ngoại trừ những người trên sử thi thiên tài bảng ra, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của Tiêu Thiên Nhạc ta. Mấy tuổi trẻ tài tuấn khác lại không cho là đúng, tuy rằng Tiêu Thiên Nhạc chính là đại sư huynh, nhưng luận chiến lực, bọn hắn cũng không thua Tiêu Thiên Nhạc. Ồ, các ngươi xem mặt đất có một người rõ ràng cầm một khẩu đại chung kia. Thật sự là một cái chung rất lớn, trên đó còn quấn lấy một đầu long điêu, tản ra vầng sáng màu xanh, phía trên còn lưu động Phật mang, đây không phải là một kiện linh khí đấy chứ. Hắn rõ ràng lại không dám phi hành trên bầu trời, nói rõ tu vị thường thường, nếu là một kiện linh khí, vậy thì người có đức nên được. Thiếu niên đầu đội lam tinh cổ quan chợt bay thấp xuống, thi triển thân pháp tuyệt diệu, thân thể để lại trong không khí bảy đạo tàn ảnh, sau một khắc đã đáp xuống trên mặt đất ngoài trăm dặm, ngăn ở trước mặt Phong Phi Vân. Thiếu nữ Duệ Hâm kia muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã không kịp, bởi vì hơn 10 người trẻ tuổi tài tuấn, kể cả đại sư huynh của nàng cũng đã bay xuống dưới, vây lấy Phong Phi Vân ở trung ương, tính tình những sư huynh này của nàng sao nàng lại không rõ, nhưng đây cũng không phải địa tử phủ. Mà là Thập Vạn Sơn Hà, phàm là người dám xông vào Thập Vạn Sơn Hà, có mấy ai đơn giản chứ? Phong Phi Vân tuy rằng cách những người này cả trăm dặm, nhưng lời bọn hắn nói lúc trước vẫn nghe được rõ ràng, trong lòng chỉ cười lạnh, những đệ tử trẻ tuổi này thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nếu không phải trong Thập Vạn Sơn Hà đã xảy ra biến cố, dị thú và linh thú cường đại đều biến mất vô tung, chỉ bằng vào tu vi như bọn hắn, còn dám phi hành trên bầu trời. Đã sớm chết đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn rồi. Nhưng khiến Phong Phi Vân không nghĩ đến chính là, bọn hắn rõ ràng dám đánh chú ý vào mình, thiếu niên đầu đội lam tinh cổ quan kia ngăn ở trước mặt hắn, vốn dùng một loại linh thuật nhãn thông nhìn Phong Phi Vân, phát hiện trên người Phong Phi Vân cũng không có khí tức cường đại gì, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, chậm rãi nói. Không biết các hạ đến từ tòa cổ miếu nào, tu luyện tựa hồ chính là công pháp Phật môn A. Tuy rằng tuổi Phong Phi Vân nhìn như hơn 40, nhưng thiếu niên này lại không chút tôn trọng, dù sao ở tu tiên giới so không phải ai lớn tuổi, mà là tu vị ai mạnh hơn, lão giả sống 300 tuổi, nhưng vẫn chỉ có tu vị thiên mệnh đệ nhất trọng cũng rất nhiều, đối với những lão giả tu vị thấp hơn mình này, chẳng lẽ mình còn phải gọi hắn một tiếng tiền bối sao? Ít nhất loại đệ tử sinh ra ở danh môn đại phái như bọn hắn sẽ không làm vậy, có thể gọi ngươi một tiếng các hạ đã là đủ tôn trọng rồi. Chợt lại có hơn 10 người trẻ tuổi tu vị không tầm thường bay thấp xuống, vây quanh ở bốn phía Phong Phi Vân, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ ở trên thanh long chung trên tay Phong Phi Vân, nguyên một đám chỉ trỏ, nghị luận nhao nhao. Linh tính thật cường đại, rất có thể thật là một kiện linh khí. Một khẩu Phật chung lớn như thế, sợ rằng nặng quá 30 vạn cân. Nếu ta có được khẩu Phật chung này, chiến lực có thể gia tăng gấp đôi. Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua trên người đa tuổi trẻ tài tuấn kia, liền do thám được rõ ràng tu vị của bọn hắn, đều là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh, trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối xem như tinh anh trong tinh anh, trong đó tu vị cao nhất vậy mà đạt đến thiên mệnh đệ tứ trọng, trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối xem như bá chủ. Đám tu sĩ trẻ tuổi này chỉ sợ lai lịch bất phàm, nói không chừng xuất từ tiên môn đại giáo nào đó, nhất định có cao nhân đi tới Đồng Lô Sơn, ngược lại không tiện đánh chết bọn hắn. Nhưng ý nghĩ này đều hiện lên trong nháy mắt, Phong Phi Vân biểu lộ hơi chất phác, nhẹ nhàng nắn vuốt tròn râu dê trên cằm, hòa thiện cười nói. Công tử thật sự là hảo nhãn lực a hát, tại Hạ Vân Phi Thiên, chính là mộ tán tu, khi còn bé từng được một vị cao nhân Phật môn chỉ điểm, đã học được một chút tu luyện chi pháp, lần này, nghe nói Phật môn Thánh Điển Kim Tàm Kinh đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân liền muốn đi thử vận khí xem sao. Sau khi nghe nói hắn chỉ là một tán tu, đám tuổi trẻ tài tuấn kia đều lộ ra một chút khinh thường. Chẳng qua chỉ là được một tu sĩ Phật môn chỉ điểm thôi, tu vị sao có thể sánh với đệ tử xuất thân từ cổ chi tiên giáo như bọn họ chứ? Chỉ bằng chút tu vị đó của ngươi còn muốn từ trong tay ma đầu Phong Phi Vân kia đoạt được Kim Tàm Kinh, thật sự là không biết lượng sức, ngươi đến cùng có biết Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu không? Đại sư huynh Tiêu Thiên Nhạc mang theo vài phần mỉa mai, trong lòng lại cảm thán, vừa nghe đến Kim Tàm Kinh xuất thế, thật sự là A Miêu A Cẩu gì cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, thật đúng là cho rằng mình vận khí bạo thiên, có thể dẫm vận khí cứt chó đạt được Kim Tàm Kinh sao. Những tuổi trẻ tài tuấn kia cũng đều lộ ra thần sắc như cười như không, trong lòng thầm nghĩ,
những tán tu này thật quá vô tri, không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cũng không có tin tức tình báo mau lẹ nhất, căn bản không biết tu vị Phong Phi Vân khủng bố cơ nào, chỉ bằng vào chút tu vị đó của hắn còn không đủ cho Phong Phi Vân nhét kẻ răng. Thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan kia rốt cuộc không có nửa phần khách khí nữa, dùng một loại ngữ khí thượng vị giả nói với hạ vị giả, nói. Khẩu Phật trung cấp bậc linh khí này của ngươi là từ đâu đến được? Đây chính là do vị tiền bối Phật môn từng chỉ điểm ta tu hành tặng, tên là Thanh Long Trung. Phong Phi Vân thành thành thật thật nói. Linh khí người có đức được, khẩu Thanh Long Trung này cùng ngươi vô duyên, đặt ở trên tay của ngươi, sẽ chỉ khiến Chu Ngọc bị long đong. Ngược lại có chút thân cận với ta, không bằng ngươi đưa nó cho ta đi, ta có thể phát huy ra uy năng vốn có của Thanh Đồng Trung, khiến nó tách ra hào quang, uy chấn một phương. Thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan kia thản nhiên nói. Cái gọi là người có đức được, kỳ thật chính là xem tu vị ai mạnh hơn thôi. Mấy tuổi trẻ tài tuấn tu vị cao tuyệt khác cũng đứng ra, nói. Người tu Phật các ngươi chú ý một chữ, duyên, ta tu luyện Thanh Long chiến khí. Cùng khẩu Thanh Long Trung này hữu duyên, chuyển tặng cho ta, mới sẽ không khiến người tài giỏi không được trọng dụng, Chu Ngọc bị long đong. Lại có mấy tuổi trẻ tài tuấn đứng ra, đều mơ tưởng đạt được Thanh Long Trung, không ai nhường ai, dĩ nhiên đã bỏ Phong Phi Vân qua một bên. Khẩu Thanh Đồng Trung này ta sẽ không tặng cho bất cứ kẻ nào, đây chính là một kiện linh khí, ta muốn giữ để mình dùng. Phong Phi Vân nói, lời kia vừa thốt ra. Đám tuổi trẻ tài tuấn vốn vẫn còn tranh chấp không ngớt liền đều dừng lại, thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan kia cười lạnh nói. Ngươi gọi Vân Phi Thiên đúng không? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đang cầu ngươi sao? Nhìn ngươi cũng sống một bó to tuổi rồi, thức thời một chút thì tự mình thả Thanh Long Trung xuống, sau đó xéo đi, nếu để cho ta động thủ. Ngân ngân, Lâm Tế Bách có chút nhìn thần sắc không vui của Duệ Hâm sư muội, trong lòng cười lạnh, tên đần Triệu Mộc Môn này. Rõ ràng ở trước mặt sư muội nói ra lời như vậy, sư muội chắc chắn sẽ không hảo cảm với hắn. Lâm Tế Bách sửa sang lại y quan, rất có phong độ cười nói với Phong Phi Vân. Vân tiền bối, Thanh Long Trung chính là linh khí chiến binh, rất nhiều bọn đạo trích đều đỏ mắt, đặt ở trên người của ngươi là họa không phải phúc, nếu ngươi có thể chuyển nhượng Thanh Long Trung cho ta, giá cả mặc ngươi mở. Ngươi muốn mua khẩu Phật Trung này sao? Phong Phi Vân nói. Đúng là như thế. Không bán. Phong Phi Vân quả quyết nói, biểu lộ thập phần cố chấp. Lâm Tế Bách không nghĩ đến mình vậy mà động vào một tên không thức thời, một tán tu nho nhỏ lại dám cự tuyệt hắn, nếu không phải Duệ Hâm sư muội ở một bên, hắn đã đạp tới một cước rồi. Thấy Phong Phi Vân lại cố chấp như thế, những tuổi trẻ tài tuấn ở đây cũng đã lộ ra sát ý. Tiên lễ hậu binh, nếu ngươi đã không thức thời, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan Triệu Mộc Ngôn kia nói, trên bàn tay phải ngưng tụ ra một mảnh điện mang, mỗi một đạo điện quang đều giống một thanh thiên đao xuyên thẳng qua trong không khí, mang theo tiếng sấm ầm ầm khủng bố, những tuổi trẻ tài tuấn kia đều liên tục biến sắc, không nghĩ đến tu vị Triệu Mộc Ngôn lại có đột phá. Chờ một chút, một thanh âm nữ tử thanh thúy dễ nghe vang lên. Kể cả Triệu Mộc Ngôn trong đó, cơ hồ tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều tự giác chân khải, nhượng xuất một con đường. Liễu Duệ Hâm dáng người nhu hòa, hắc kỳ cao ngất, cái cổ trắng ngọc thon dài, mặt phấn môi hồng, dáng người ôn nhu nói không nên lời, trên người mang theo một cổ mùi thơm thanh nhã. Duệ Hâm sư muội, khẩu Thanh Long Trung này không phải ta không ai có thể hơn, cho dù ngươi ngăn trở cũng không được gì đâu. Triệu Mộc Ngôn nói, Liễu Duệ Hâm tự nhiên cũng biết không ngăn cản được bọn hắn, tuy rằng bọn hắn đều hâm mộ nàng, nhưng một kiện linh khí hấp dẫn thật sự quá lớn. Bọn hắn khó ai có khả năng thu tay. Liễu Duệ Hâm đi đến trước mặt Phong Phi Vân, an ủi nói. Tiền bối, là đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo, một trong đệ tử Phủ Tam Đại Tiên Giáo, danh tự Nhật Nguyệt Tiên Giáo có lẽ ngươi đã nghe qua rồi chứ? Nàng muốn dùng tên tuổi Nhật Nguyệt Tiên Giáo khiến Phong Phi Vân khuất phục, khiến hắn chủ động buông tha Thanh Long Trung, vậy thì cũng bảo vệ được hắn một mạng, bằng không thì lấy đức hạnh các sư huynh kia của nàng, tất nhiên sẽ làm ra chuyện sát nhân đoạt bảo. Không ai có thể ngăn được. Nhưng khiến nàng thất vọng chính là tán tu trước mặt này thật sự rất cố chấp, hồn nhiên không để lời nàng nói vào mắt, ngược lại còn lẽ thẳng khí hùng nói. Nhật Nguyệt Tiên Giáo liền có thể dưới ban ngày ban mặt cường đoạt Phật Trung sao, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu. Nghe được lời này của hắn, tất cả tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều nở nụ cười,
nhìn hắn như nhìn người ngốc. Phong Phi Vân nghe qua Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đây là một tòa tiên giáo truyền thừa cổ xưa, có thể xưng hùng ở Địa Tử Phủ, luận nội tình, luận thực lực, cũng không yếu hơn tứ đại môn phiệt bao nhiêu, tuyệt đối không dễ chọc. Sau khi Thiên Tượng Quần Long Phệ Thiên xuất hiện, tam đại tiên giáo chính là đám thế lực đầu tiên thoát ly Thần Tấn Vương Triều, bởi vậy có thể thấy được thực lực cường đại thế nào. Quá không thức thời rồi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Triệu Mộc Ngôn đầu đội lam tinh cổ quan, trên năm ngón tay phải điện mang đan vào, điện quang giống như đao phong, phát ra thanh âm sét đánh, một đạo điện mang giật tản ra, trực tiếp đánh cho một gốc đại thụ bên ngoài hơn 10 trượng bốc lên khói đen, cuối cùng biến thành một đống cho tàn. Liễu Duệ Hâm cũng không khuyên nữa, u thán một tiếng, biết rõ không có khả năng khuyên nhủ Vân Phi Thiên buông tha cho Thanh Long Trung, vì vậy thản nhiên lui xuống, tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, điều này quá sức bình thường, mình đã hết sức, nếu hắn đã không chịu buông ta, cho dù không chết trong tay những sư huynh này của mình, cũng sẽ chết trong tay tu sĩ khác. Loại tu sĩ vì một kiện bảo vật mà bỏ mạng này nàng đã thấy quá nhiều rồi, không có thực lực còn muốn chiếm cứ bảo vật. Tất nhiên sẽ dẫn đến tai họa cho bản thân, một chút cũng không hiểu ẩn nhẫn chi đạo. Triệu Mộc Ngôn hai mắt mang theo hàn mang, lòng bàn tay bay ra một đạo điện quang, tốc độ cực nhanh, lập tức xuyên qua không khí, xuyên thẳng tới ngực Phong Phi Vân, thế đi hung mãnh, tựa như một đầu điện mãng. Liễu Duệ Hâm thấy Phong Phi Vân lại vẫn đang sững sờ, cũng không có trốn tránh, liền biết rõ đạo điện quang này rơi xuống, nhất định có thể bổ cho thân thể của hắn thành cho tàn, lần nữa khẽ lắc đầu. Trong mắt đẹp lộ vẻ tiếc hận, nếu hắn có thể nghe ta một lời, cũng sẽ không chết vô nghĩa vậy rồi. Bổ! Điện mang đánh vào lồng ngực Phong Phi Vân, rõ ràng phát ra một tiếng âm vang, thật giống như đánh lên thân một đồng nhân vậy, trong thân thể bộc phát ra kim mang chói mắt, hào quang dày chừng 3 mét, đánh tan đi tất cả điện mang. Loại biến hóa này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, khiến tuổi trẻ tài tuấn ở đây đều bị kinh sợ. Triệu Mộc Ngôn cũng hơi đổi sắc. Người khác không biết uy lực đạo điện quang này, nhưng hắn lại biết, một đạo điện mang bổ xuống, coi như là cự thạch mấy mươi vạn cân cũng có thể đánh chém nát, rõ ràng bị một đạo Phật quang phản chấn về. Triệu Mộc Ngôn muốn toàn lực ra tay, dẫn động trăm đạo điện mang, nhưng lúc này, khẩu Thanh Long Phật Trung kia đã va chạm qua, mang theo mảng lớn thanh mang, tiếng xé gió ầm ầm, khí thế thập phần khiến người sợ hãi. Đáng chết, một tên tán tu cũng dám chủ động công kích ta. Trong lòng Triệu Mộc Ngôn mắng to, dùng điện quang bao lấy hai cánh tay, đi đón đỡ Thanh Đồng Trung, theo hắn thấy thì Thanh Đồng Trung nhiều nhất chỉ 30 vạn cân, hắn còn có thể thuận thế túm lấy Thanh Đồng Trung. Nhưng cánh tay của hắn chỉ vừa chạm vào Thanh Đồng Trung liền cảm giác được không ổn, sắc mặt cuồng biến, muốn thu tay lại nhưng đã muộn. Răng rắc, thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên. Hai cánh tay Triệu Mộc Ngôn bị chấn thành mấy đoạn, lồng ngực bị một cổ lực lượng khổng lồ va chạm. Xương sườn nơi ngực cũng đụng nát một mảnh, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống tầm hơn 10 trượng, đụng gãy ba cây đại thụ, không ngừng kêu rên trên mặt đất. Phong Phi Vân vừa rồi chỉ dùng Thanh Long Trung quét qua trong không khí, còn chưa sử dụng linh khí, liền trực tiếp đánh bay Triệu Mộc Ngôn ra ngoài, gặp trọng thương, không ngừng thổ huyết. Một tán tu bình thường vậy mà đánh bay Triệu Mộc Ngôn tu vị đã đạt tới thiên mệnh đệ tam trọng đỉnh phong. Hừ! Rõ ràng lại dám đoạt Thanh Long Trung của ta, hôm nay chỉ trừng phạt nho nhỏ, đoạn hai tay ngươi, tha cho ngươi một mạng. Phong Phi Vân giơ lên một cái chuông lớn cao 9 mét, khí thế khinh người, chính nghĩa sặc sặc nói. Rõ ràng dám đả thương đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo ta thấy ngươi chán sống rồi. Đại sư huynh Tiêu Thiên Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên người chiến ý tăng vọt, sau lưng lao ra một đạo dị thú chiến hồn, cao tới 7 mét, giống như một đầu hắc lang, ánh mắt hung lệ. Răng nanh tựa như lợi kiếm. Tiêu Thiên Nhạc đã đạt đến thiên mệnh đệ tứ trọng, tay cầm một cây trường thương màu đen, một thương đâm ra, cùng dị thú chiến hồn kết hợp với nhau, dẫn tới huyết khí trong phạm vi vài trăm mét chung quanh đều bốc lên. Đây là một thương chưa từng có từ trước đến nay, so với Triệu Mộc Ngôn cường đại hơn không chỉ một lần. Bành! Phong Phi Vân quét ngang Thanh Long Trung ra ngoài, trực tiếp đánh bay Tiêu Thiên Nhạc, xương cốt trên người đã gãy 3-4 căn, miệng thổ huyết. Mà ngay cả trường thương trong tay hắn cũng bị đánh bay, ngược lại chọc vào trên mặt đất. Chỉ một kích, liền đánh bay tuổi trẻ tài tuấn thiên mệnh đệ tứ trọng. Bành! Tiêu Thiên Nhạc đập vào mặt đất, ném ra một cái hố to, cổ lực lượng vừa rồi thật sự quá cường đại, thiếu chút nữa đã đánh bay cả cánh tay hắn ra ngoài,
cả buổi mới run rẩy hai tay bò ra khỏi hố, liên tiếp khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Ngươi tu luyện chính là công pháp Phật môn bất bại kim thân. Ngân ngân, xem như tiểu tử ngươi có vài phần nhãn lực. Phong Phi Vân toàn thân đều là kim quang bắn ra bốn phía, giống như Phật quang phổ chiếu, hào quang thập phần cường thịnh. Có bốn người trẻ tuổi tài tuấn, muốn từ phía sau lưng đánh lén Phong Phi Vân, bọn hắn đồng thời tế ra bổn mạng pháp khí, muốn đánh cho Phong Phi Vân trở tay không kịp. Phong Phi Vân đột nhiên quay người, trong miệng hét lớn một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía, gào hu. Một tiếng giống to, trong miệng thốt ra kim mang vô tận, ngưng tụ thành một đầu thần sư màu vàng cao hơn 10 mét, đánh bay toàn bộ bốn tên tuổi trẻ tài tuấn đánh lén kia ra ngoài, bảo y trên người nghiền nát, tóc tán loạn, trên làn da nổi lên huyết châu, một người tu vi khá thấp trong đó thất khiếu đều đang đổ máu, thiếu chút nữa đã bị giống chết. Cái này, đây là Phật nộ sư tử hống. Liễu Duệ Hâm mặt mũi tràn đầy kinh dị, tán tu gọi là Vân Phi Thiên này vị quá cường đại, tuyệt đối là một vị cao nhân Phật môn, uổng thay vừa rồi mình còn muốn khuyên hắn vứt bỏ Phật chung đào mệnh, thật sự là buồn cười, cường giả như hắn, cho dù là sư tôn của mình ra tay cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phong Phi Vân tự nhiên không biết Phật nộ sư tử hống gì cả, bất quá chỉ là dùng kim tầm Phật khí ngưng tụ ra biểu hiện giả dối của sư tử hống thôi, hắn lạnh lùng nói. Đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo các ngươi thật sự quá đáng giận, vậy mà dưới ban ngày ban mặt cường đoạt linh bảo, cái này có khác gì với tà đạo đâu chứ? Nói xong Phong Phi Vân liền đi tới chỗ Tiêu Thiên Nhạc, dọa cho Tiêu Thiên Nhạc liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, líu lo thưa dạ nói. Ta, Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta có ba vị lão tổ đều đã đến ngoại vi Đồng Lô Sơn, nếu ngươi giết ta, cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Thấy Tiêu Thiên Nhạc bị dọa đến uất ức như thế, Liễu Duệ Hâm quả thực vô cùng thất vọng, từ sau khi Nhật Nguyệt Tiên Giáo đệ nhất thiên tài Triệu Tùng Dương chết trong tay Phong Phi Vân trong cuộc chiến phò mã, một đời tuổi trẻ Nhật Nguyệt Tiên Giáo thật sự không còn một thiên kiêu nào ra hồn nữa rồi. Vân tiền bối, chuyện này là Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta đã làm sai trước, Duệ Hâm xin lỗi ngươi, hy vọng tiền bối có thể tha cho bọn hắn một mạng. Liễu Duệ Hâm tuy rằng cũng có chút phản cảm với sư huynh này, nhưng bọn hắn dù sao chính là thiên tài cao cấp nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo, nếu chết ở chỗ này, đối với Nhật Nguyệt Tiên Giáo mà nói chính là tổn thất thật lớn. Phong Phi Vân có chút nhìn thiếu nữ này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thiếu nữ này mặt như lê hoa, phấn đại hồng trang, thanh y vân đái tung bay trong không khí, có một loại vẻ đẹp mềm mại, tựa như tiên nga bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Trên đầu của nàng cột lấy búi tóc thật dài, đen nhánh mà sáng bóng, cài một cây châm cổ xưa, đôi tai tuyết trắng đeo khuyên tai ngọc thạch màu son, khiến tuyết cơ chung quanh ánh thêm vài phần hồng nhuận phơn phớt. Trông thấy Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào mình, khiến cho nàng lập tức có chút khẩn trương, líu lo nói. Tiền bối. Không tệ, không tệ. Phong Phi Vân sờ lên chòm râu trên cằm, híp mắt cười cười, nói. Nếu cô nương ngươi đã cầu tình cho bọn hắn, vậy ta liền tha cho bọn hắn một mạng, nhưng nếu còn có lần sau thì đừng trách lão phu ra tay vô tình. Phong Phi Vân nói xong lời này, lại đánh giá ngọc thể Liễu Duệ Hâm một phen, lúc này mới cười một tiếng dài, ôm lấy thanh long Phật chung, chậm rãi rời đi. Thẳng đến khi xác định Phong Phi Vân đã đi xa, Liễu Duệ Hâm mở thở ra một hơi thật dài, ánh mắt Vân Phi Thiên này thật sự rất cổ quái, thật giống như có thể nhìn xuyên thấu áo bào nàng vậy, trực giác nói cho nàng biết, đây tuyệt đối không phải một người tốt, may mắn hắn đi rồi, bằng không thì rất khó đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Lão sắc quỷ. Thẳng đến khi Phong Phi Vân đi xa, Lâm Tế Bách mới tức giận nói. Vân Phi Thiên này quả thật quá ghê tởm, rõ ràng dám dùng ánh mắt khinh nhờn Duệ Hâm sư muội, chúng ta đến Đồng Lô Sơn, nhất định phải bẩm báo chuyện này cho mấy vị sư thúc tổ, để bọn hắn xuất đầu cho Duệ Hâm. Tiêu Thiên Nhạc hung ác nói. Vốn bọn hắn muốn cướp đoạt thanh long chung trong tay Phong Phi Vân, đã làm sai trước, nhưng bây giờ lại đổ tất cả chuyện ác lên trên người Phong Phi Vân. Hơn nữa lý do còn là Phong Phi Vân dùng ánh mắt tiết độc Liễu Duệ Hâm. Có thể tưởng tượng, sau khi bọn hắn tiến đến Đồng Lô Sơn, tất nhiên sẽ miêu tả Phong Phi Vân cực kỳ thối nát, cuối cùng bọn hắn mới không thể không ra tay giáo huấn tên vô sỉ Phong Phi Vân kia, nhưng tu vị đối phương rất cao, ngang ngược không nói đạo lý, đánh cho mấy sư huynh đệ bọn hắn đều trọng thương. Trưởng bối Nhật Nguyệt Tiên Giáo sau khi biết được chuyện này nhất định sẽ phẫn nộ nhảy ra, vì thể diện của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Cũng sẽ tìm tới Phong Phi Vân, hảo hảo giáo huấn hắn một phen, thậm chí trực tiếp chém giết.
chỉ có Liễu Duệ Hâm có chút nhíu mày, nếu thật sự để bọn hắn nói vậy, vậy thì thanh danh của nàng cũng sẽ bị phá hủy, bảo nàng về sau còn gặp người thế nào đây, cho dù trấn áp được Vân Phi Thiên kia, nàng cũng sẽ bị toàn bộ tu tiên giới chế nhạo. Đã đến biên giới Đồng Lô Sơn, tuy rằng Phong Phi Vân biết rõ, khẳng định có rất nhiều tu sĩ đuổi đến đây, nhưng lúc hắn đuổi tới, vẫn bị số lượng tu sĩ trước mắt dọa cho hoảng sợ. Không chỉ có cường giả đỉnh tiêm các đại tiên môn gia tộc, mà ngay cả tài tuấn một đời tuổi trẻ cũng đuổi đến không ít, còn có vô số trưởng giáo và đệ tử của môn phái nhỏ đều đến, nhân số đông đảo, tu sĩ khắp đi khắp đầy đất. Tu sĩ tà đạo, tăng nhân Phật môn, lão giả đạo môn, tài tuấn tiên giáo, những tu sĩ này đều tự động phân ra khu vực nhất định, thế lực giao hảo với nhau tụ tập một chỗ, mà thế lực có thủ oán cũng không đánh đập tàn nhẫn. Không chỉ có thần tấn vương triều, Phong Phi Vân còn thấy được cả tu sĩ cường đại đến từ Ngọc Càn Vương Triều và Thiên Long Vương Triều. Một nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp tuyệt luân ngồi trên một cái giường ngọc cao cao, vai nửa lộ, quyến rũ động lòng người, đám cường giả Thiên Long Vương Triều vậy mà đều coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, có mấy lão giả đứng ở sau lưng nàng. Là hắn. Phong Phi Vân rất xa nhìn ra xa, đặt tới hơn 10 dặm. Sau khi thấy được nữ tử thân thể mềm mại ôn nhu nằm trên giường ngọc kia lập tức có xúc động muốn chọc mù mắt mình, không nghĩ đến tên nhân yêu Long Thanh Dương chết tiệt kia cũng đến. Rõ ràng đến nhiều người như vậy. Khó trách ngay cả tu sĩ một đời tuổi trẻ của Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng có thể tiến vào Thập Vạn Sơn Hà, xem ra ngoại vi Thập Vạn Sơn Hà đã thật sự buông lỏng rất nhiều. Những người này đều tụ tập ở bên ngoài Đồng Lô Sơn, cũng không liều lĩnh, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Màn đêm buông xuống, liếc nhìn lại, tràn đầy ngọn đèn dầu, có rất nhiều tu sĩ nhóm lửa trong rừng cây, dựng lên lều vải, có đang ngồi xuống tu luyện, tay cầm linh thạch, mở ra mệnh huyệt, vầng sáng mở mịt, có ngồi ở bên cạnh đống nướng thịt dị thú, miệng lớn uống rượu, một bên đang bàn luận chuyện gì đó. Ánh mắt Phong Phi Vân chú ý tới một đống lửa ở cạnh vách núi, trên đống lửa đặt mấy khối gỗ to, hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ tràn đầy, ở bên cạnh đống lửa. Có một đám hán tử ăn mặc kỳ lạ cổ quái, có trên mặt có vết đao chém, có thiếu con mắt, có trên lưng còn quấn kim tuyến linh xà, trên người mang theo một loại khí tức hung hãn, thập phần dọa người. Binh khí trên người bọn họ đều thập phần thô ráp, có cầm đại khảm đao, có lưng cõng lang nha bổng, có cầm thiết chùy to nhu cối xay. Bọn hắn đang uống rượu ăn thịt, trong miệng lộ vẻ thô tục, những tu sĩ khác đều cách bọn họ rất xa, khinh thường ở cùng bọn hắn, đây là một đám người hồ đồ. Nhị đương gia, người nhìn ả đàn bà kia, thật làm dáng a hát. Trong tay Vu Cửu cầm một cái điều chảo màu vàng kim óng ánh, đã bị nướng chín, một bên gặm, một bên nhìn thẳng vào Long Thanh Dương nằm trên giường ngọc ở xa xa, tay đầy dầu mỡ, không ngừng lau lên áo. Bên cạnh, một tên đạo tặc dáng người nhỏ bé, lưng hùm vai gấu, mặt đen, mắt to, mặt mũi đầy râu tia tát một cái lên mặt hắn, mắng to. Không tiền đồ, thích thì cứ đến đi. Đạo tặc lớn lên rất giống đại tinh tinh này chính là nhị đương gia của Hoàng Phong Lĩnh. Ta chỉ nhìn em thôi. Phu Cửu hậm hực nói, con mắt vẫn nhìn chăm chú vào trên người Long Thanh Dương, bỗng dưng, Long Thanh Dương ở xa xa tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, cái cổ trắng ngọc mềm mại quay lại, nhu tình như nước cười cười với hắn, trong sóng mắt tràn đầy thu thủy. Bành! Phu Cửu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, điều chảo trong tay rơi trên mặt đất. Thân thể tựa như hóa đá vậy. 3. Nhị đương gia lại tát tới một cái, đánh cho Vu Cửu ngã xuống đất, đầu đâm vào trên tảng đá, mắng to. Không có tiền đồ. Nhị đương gia cũng nhìn thoáng qua nữ tử yêu mị ở phương xa, lập tức cũng co rút toàn thân, vội vàng thu hồi ánh mắt, thần thần bí bí nói. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là Phong Phi Vân, đây chính là đại đương gia phân phó, cũng không nên vì một người đàn bà mà làm lỡ đại sự. Đám đạo tặc này đúng là Hoàng Phong đại đạo, từ biên tùy Nam Thái Phủ bôn tập hơn 10 vạn dặm, đuổi đến Thập Vạn Sơn Hà. Yên tâm, hiện giờ tất cả mọi người đã tụ tập đến bên ngài Đồng Lô Sơn, Phong Phi Vân tất nhiên cũng sẽ đuổi đến góp náo nhiệt, đến lúc đó lão nương ta sẽ giáo huấn hắn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta quay về Hoàng Phong lĩnh. Một nữ tử lưng cõng thiết khung, mặc da thú ngắn, vỗ đùi, hào hùng trùng thiên nói. Cô gái này nhìn qua chỉ chừng 28, 29 tuổi, gọi là Tu Hoa Thập Tam Nương, lớn lên coi như rất có hàm xúc thục nữ, hai chân dưới da thú ngăn kia thập phần mười mà, co giãn mười phần, nhưng trên người lại mang theo phỉ khí đầm đặc,
3 năm trước mới gia nhập Hoàng Phong Lĩnh, đã trở thành vị đương gia thứ tư của Hoàng Phong Lĩnh. Nghe được lời của Tu Hoa Thập Tam Nương, đạo tặc ở đây lập tức đều cuồng tiếu, có người trêu chọc nói. Phong Phi Vân tuy rằng là dâm phỉ số một Hoàng Phong Lĩnh, nhưng lại cũng rất kén chọn, tứ đương gia nếu trẻ lại 200 tuổi, hắn đoán chừng sẽ để mắt đến ngươi, chỉ là hiện giờ nha. Bành! Đạo tặc vừa mới lên tiếng kia trực tiếp bị Tu Hoa Thập Tam Nương tát bay, đụng vào trong lòng núi, cả buổi mới từ bên trong bỏ ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, không dám cười thêm nữa. Tất cả đạo tặc đều câm như hến, sau nửa ngày mới có người nói. Đại đương gia đã rất nhiều năm không ra mặt rồi, không nghĩ đến lần này ra mặt dĩ nhiên là vì Phong Phi Vân, nhị đương gia, người nói Phong Phi Vân có phải là con riêng của đại đương gia không? Nhị đương gia rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Khả năng con riêng không lớn, nhưng khẳng định quan hệ không tầm thường, nghe lão Tam nói, trước đó lần đầu Phong Phi Vân đến Hoàng Phong Lĩnh, đại đương gia đã đi ra một lần, còn giao Hồng Loan yêu kiếm cho lão Tam, sau đó chuyển giao cho Phong Phi Vân. Đại đương gia Hoàng Phong Lĩnh thập phần thần bí, cơ hồ rất ít ra mặt, chỉ có nhị đương gia và tam đương gia mới gặp qua hắn mấy lần, người khác ngay cả hình dạng của hắn cũng không biết, chỉ biết hắn là một người cực kỳ hung ác. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, tai nghe tám hướng, mắt nhìn xung quanh, tự nhiên nghe không lọt một chữ nào, trong mắt sinh ra thần sắc hồ nghi. Hồng Loan yêu kiếm dĩ nhiên là từ trong tay Hoàng Phong Lĩnh đại đương gia truyền ra. Chẳng lẽ vị đại đương gia thần bí kia chính là cái thế yêu nhân trong truyền thuyết sao? Trước khi Hồng Nhan chết, để lại một phong thư, trên thư cũng nói đến cái thế yêu nhân, bí mật năm kiện thần y nàng cũng là từ trong miệng cái thế yêu nhân biết được, Hồng Loan hỏa thường trên người nàng cũng là cái thế yêu nhân truyền cho nàng. Cái thế yêu nhân này xem ra thật sự có quan hệ rất lớn với mình. Ngay khi Phong Phi Vân muốn tiến đến dò thám tin tức về Hoàng Phong Lĩnh đại đương gia thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận. Sư bá, chính là hắn đã thương đại sư huynh và triệu sư huynh bọn hắn, lại dùng ánh mắt tiết độc duệ hâm sư muội nữa. Một đám tuổi trẻ tài tuấn nhật nguyệt tiên giáo ôm lấy một trung niên nhân khí độ phi phàm, vây quanh lấy Phong Phi Vân ở giữa, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, chỉ có thiếu nữ gọi là duệ hâm kia mang theo vài phần ngượng ngùng. Một mực cúi đầu, theo sát sau lưng người trung niên kia. Người trung niên kia đánh giá Phong Phi Vân, khách khách khí khí nói. Tại hạ Nhật Nguyệt Tiên Giáo Mạnh Thu Nam, nghe nói các hạ tu vị không tầm thường, nhưng lại lấy mạnh khi yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, không chỉ đả thương đệ tử tiên giao ta, còn tiết độc con gái của Bạch Nguyệt Sứ giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Duệ Hâm Nhi, có phải nên cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta một cái công đạo không? Mạnh Thu Nam cũng không tận lực áp chế thanh âm của mình. Rất nhiều người đều nghe được lời hắn nói, rời ánh mắt qua, có người phát ra kinh hô. Là Nhật Nguyệt Tiên Giáo Mạnh Thu Nam, nghe nói vừa tấn chức nửa bước cự phách, trong Nhật Nguyệt Tiên Giáo đại bỉ không lâu trước đoạt được đệ nhất trong đệ tử đời thứ 18, phong mang cực thịnh, ai lại đuôi mù trêu chọc hắn vào lúc này thế. Nghe nói là một tán tu, tiết độc tiểu nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ Giả, Minh Châu lộng lẫy nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Liễu Duệ Hâm. Sát, tán tu này cũng quá nghiêu bức rồi. Rõ ràng ngay cả tiểu nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ Giả cũng dám đánh chủ ý, khó trách Mạnh Thu Nam tích cực như vậy, xem ra đây là đang muốn biểu hiện trước mặt Bạch Nguyệt Sứ Giả rồi. Nhật Nguyệt Tiên Giáo danh khí thật sự quá lớn, có rất ít người dám đối nghịch với bọn họ, nhưng bây giờ ra một tên không sợ chết, khiến rất nhiều người đều cười hì hì, cảm thấy có trò hay để nhìn. Long cô nương, Nhật Nguyệt Tiên Giáo đây rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì, một gã tán tu mà thôi. Có cần xuất động một vị nửa bước cự phách không? Một lão giả chậm rãi xuất hiện sau lưng Long Thanh Dương, thấp giọng nói. Long Thanh Dương trên mặt lộ ra nụ cười đáng yêu, kéo lấy sa y chảy xuống, đôi mắt mang theo sóng gợn, ôn nhu cười nói. Mạnh Thu Nam chính là một đồ đần, chuyện tổn hại đến danh tự Liễu Duệ Hâm như thế hắn cũng làm được, muốn đánh Mã Thí Tâng bốc Bạch Nguyệt Sứ Giả, nhưng lại đánh vào đùi ngựa rồi, ha ha, đúng rồi, người của chúng ta bố trí thế nào rồi? Lão giả kia nhìn ra thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trước mắt, còn có ngọc nhan tinh xảo tuyệt mỹ kia nữa, nhìn không được một hồi tâm viên ý mã, thầm nuốt nước miếng một cái, nói. Đã bố trí xong, nếu Phong Phi Vân xuất hiện, nhất định sẽ không giấu được tai mắt của chúng ta. Trên giường ngọc, Long Thanh Dương có chút ngồi dậy, uốn éo eo ngọc, lông mi run lên một cái, đôi mắt đẹp ngóng nhìn bốn phía, đôi mắt kia quả thực sáng ngời tựa như ngôi sao, cuối cùng có chút cau mày lại.
bộ dáng quả thực khiến bất luận nam nhân nào cũng phải phát điên, lắc đầu, nói. Ta có cảm giác, hắn đã đến. Cái gì, hắn đã đến, sao người của chúng ta lại không phát hiện được hắn? Lão già kia kinh ngạc nói. Phong Phi Vân nếu dễ dàng bị người phát hiện như vậy thì hắn cũng không phải là Phong Phi Vân rồi, yên tâm đi, người Bắc Minh Việt và Ngọc Càn Vương Triều còn sốt ruột hơn cả chúng ta trước không nên động thủ, chờ xem kịch vui là được. Long Thanh Dương Ngọc thể mềm mại, lại nằm xuống, cặp môi đỏ mọng óng ánh, tràn đầy xuân ý, mang theo một vòng tươi cười kỳ dị mà quyến rũ. Phong Phi Vân đã biết rõ người Nhật Nguyệt Tiên Giáo nhất định sẽ còn tìm đến hắn. Chỉ là không nghĩ đến bọn hắn lại đến nhanh như thế, cười cười, nói. Người là ta đánh không sai, Nhật Nguyệt Tiên Giáo các ngươi môn quy quá rời rạc, không quản tốt đệ tử, ta giúp các ngươi quản một chút, về phần khinh nhờn vị cô nương nọ, loại chuyện này ta ngược lại chưa từng làm, nếu các ngươi đã nói là ta làm, vậy thì ta cũng chỉ có thể nhận thôi. Tán tu này thật sự quá kiêu ngạo, nói chuyện cũng thập phần muốn ăn đòn. Thương thế trên người Tiêu Thiên Nhạc còn không chưa tốt. Cánh tay vẫn còn nhỏ máu, nhưng hiện giờ có Mạnh Thu Nam làm chỗ dựa, hắn liền không sợ hãi nữa, âm thanh lạnh lùng nói. Giáo quy Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta há ngươi có thể nói này nói no, sư bá, ta cảm thấy tên này chính là đang cố ý đang gây hấn với Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta. Lại bỏ thêm cho Phong Phi Vân một tội lớn. Mạnh Thu Nam sắc mặt tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu các hạ đã không để Nhật Nguyệt Tiên Giáo vào mắt như thế, vậy thì để ta xem thử Phật hiệu của ngươi mạnh thế nào. Oanh! Sau lưng Mãnh Thu Nam vọt lên một vầng sáng thần nguyệt, bao phủ thân thể, bao lấy toàn thân, trên hai tay không ngừng ngưng tụ ấn quyết, vầng sáng thần nguyệt càng lúc càng cường thịnh, bộc phát ra thần mang chói mắt, cơ hồ khiến người không mở mắt ra nổi. Đây là một loại bảo thuật khủng bố của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, tu luyện tới cực hạn, có thể thay trời đổi đất, có thể khiến cho ban ngày biến đêm tối. Cách đó không xa, những tu sĩ kia toàn bộ đều tế ra bổn mạng pháp khí, thủ hộ bản thân, sợ bị một chiêu này của Mạnh Thu Nam ngộ thương. Bành! Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, như là có người đang đánh Phật chung vậy. Đột nhiên, vầng sáng thần nguyệt tán đi, Mạnh Thu Nam miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài, ầm ầm rơi xuống đất, cắm vào trên mặt đất. Cái gì? Đây chính là một vị nửa bước cự phách, nhưng bây giờ lại cắm đầu vào đất, hai chân chỉ lên trời. Tựa như một nén nhang cắm ở đó vậy, rất không chân thật, nhưng giờ phút này lại không ai có thể cười được, mà đều nhìn chăm chú vào tán tu tay cầm Phật chung kia. Mọi người kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, nhân vật như Mạnh Thu Nam lại bị người một kích đánh bay, đây là tán tu cường thế từ nơi nào đến. Ở trong tán tu có thể xưng bá rồi. Trên một loại cổ xa và thiết hạm, có lão nhân tu vị cao nhìn chăm chú chằm chằm vào Phong Phi Vân, vuốt khẽ chòm râu. Trên mặt lộ ra thần sắc đăm chiêu, tán tu này không đơn giản, Nhật Nguyệt Tiên Giáo lần này chỉ sợ phải lật thuyền trong mương, ăn thiệt thòi lớn rồi. Đám đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo đều cảm thấy toàn thân đang phát run, thân thể một mảnh lạnh như băng, tán tu này tu vị vượt ngoài dự đoán của bọn hắn, thật sự quá kinh khủng, tay cầm một khẩu Phật chung, có thể quét ngang nửa bước cự phách, ngay cả sư bá cũng bị hắn đánh bay. Tiêu Thiên Nhạc mới vừa rồi còn khí thế khinh người càng sắc mặt trắng bệch. Hai đùi run run, sợ tới mức thiếu chút nữa đã nằm sấp trên đất, đối với Phong Phi Vân sinh ra sợ hãi cực lớn. Nhật Nguyệt Tiên Giáo chẳng lẽ không có một người phân rõ phải trái sao? Phong Phi Vân cầm thanh đồng Phật trong tay ném trên mặt đất, ra vẻ đạo mạo hô to một tiếng. Bàn long đại trung khổng lồ cao 9 mét dựng ở đó, trực tiếp trầm xuống sâu nửa mét, ánh sáng màu xanh dịu dàng, khí thế khiếp người. Có một ít người khôn khéo. Nhìn thấy thanh long trung tự động chìm xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó tinh mang trong mắt tăng vọt, cái thanh long trung này sức nặng siêu phàm, không chỉ đơn giản như bề ngoài. Tất cả đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo ở đây đều không dám trả lời, trong đó có hai người Đào Mạnh Thu Nam bị cắm ngược trên đất ra, phát hiện vị nửa bước cự phách này lại bị đánh ngất xỉu, sống mũi, cái cằm, cái trán đều bị thanh long trung đụng nát, mặt cơ hồ đều muốn lõm xuống, nếu không phải nửa bước cự phách sinh mệnh lực cường đại. Hơn nữa Phong Phi Vân cũng không muốn huyên náo chuyện đến không thể vãn hồi thì hắn đã bỏ mạng rồi. Phong Phi Vân cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, chỉ nháy mắt đã rơi xuống trước mặt Liễu Duệ Hâm. Liễu Duệ Hâm sắc mặt hơi đổi, cảm giác được sau lưng có tiếng gió vang lên, bờ vai mảnh mai lại bị Phong Phi Vân đè lấy. Sắc mặt của nàng lại biến,
trên ngón tay ngọc nhuận sinh ra một đạo tinh mang, hóa thành một linh quang đoản nhận, đâm tới ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, duỗi ra bàn tay lớn ánh vàng rực rỡ, bóp nát đoản nhận, sau đó một bả nắm lấy vòng eo mảnh khảnh như xà mỹ nữ, một ngón tay điểm vào đan điền nàng, phong bế tu vi của nàng, sau đó ôm nàng đến trước Phật Trung, dựa vào thân Phật Trung lạnh buốt. Lão tặc, người muốn làm gì vậy? Hai tuổi trẻ tài tuấn vọt Nhật Nguyệt Tiên giáo tiến lên, nhưng lại bị Phong Phi Vân tiện tay đánh bay ra ngoài, tựa như hồ lô ngã lăn trên mặt đất, không bò dậy nổi nữa. Phong Phi Vân run rẩy ống tay áo, cười lạnh nói. Đi nói cho mấy sư thúc tổ Nhật Nguyệt Tiên giáo các người biết, muốn ta thả Liễu Duệ Hâm thì mang tam phẩm đỉnh phong chiến binh, chấn tiêu cổ kiếm của Nhật Nguyệt Tiên giáo các ngươi đến trao đổi, cho các ngươi thời gian uống cạn một chun trà. Nếu sau thời gian uống cạn một chun trà ta còn chưa nhìn thấy chấn tiêu cổ kiếm, ta liền sẽ thật sự khinh nhờn nàng cho các ngươi xem. Phong Phi Vân làm việc trước sau vẫn thích gậy ông đập lưng ông, nếu đám người Nhật Nguyệt Tiên giáo này đã muốn cướp đoạt linh khí của hắn, vậy hắn cũng muốn cướp ngược một kiện. Phàm là tu sĩ đến đây liền không một ai là người tốt, cơ hồ đều đánh chủ ý vào kim tàm kinh trên người hắn, nếu bọn hắn đã muốn đoạt bảo. Phong Phi Vân cảm thấy có lẽ mình phải đoạt trước phải món mới xem như công bình. Một tuổi trẻ tài tuấn của Nhật Nguyệt Tiên giáo cả gan, nói. Mấy vị sư thúc tổ đã đi vào trong đồng lô sơn, cũng không ở chỗ này. Phong Phi Vân nhìn tuổi trẻ tài tuấn kia, biết rõ hắn không nói dối, vì vậy cau mày, trong lòng thầm nghĩ, khó trách không phát hiện ra cường giả cấp bậc như đạo môn tán nhân ký nhất bác ở chỗ này, thì ra những người này đã tiến vào đồng lô sơn trước một bước rồi. Đám nhân vật cấp bậc lão tổ cao cấp nhất kia đều đã tiến nhập đồng lô sơn, những người còn lưu thủ ở chỗ này, chỉ sợ mục đích lớn nhất chính là đối phó mình, cướp lấy kim tàm kinh. Tuy rằng Phong Phi Vân trong lúc đánh cờ với Sâm La Điện đã chém giết 6 vị cự phách và một vị siêu cấp cự phách, nhất chiến thành danh, khiếp sợ thiên hạ, nhưng rất nhiều nhân vật cấp bậc lão tổ lại nhạy cảm thấy rõ, tu vị chân thật của Phong Phi Vân khẳng định còn không đạt tới một bước kia. Trong đó tuyệt đối có kỳ quặc, thậm chí có người cảm thấy những cự phách Sâm La Điện kia đều là bị rượu thịt hòa thượng đánh chết. Tu vị Phong Phi Vân không có khả năng chính thức khủng bố như vậy được, rất có thể là có người đang bịa đặt. Có một vị cửu phẩm chí sư thông qua các loại số liệu và tin tức thu thập được suy đoán ra tu vị Phong Phi Vân nhiều nhất đạt đến cảnh giới nửa bước cự phách, không có khả năng cao hơn. Cũng chính vì thế, cường giả chân chính kỳ thật cũng không để Phong Phi Vân vào mắt. Hơn nữa kim tàm kinh rất có thể cũng không ở trên người Phong Phi Vân, theo bọn hắn thấy đối phó Phong Phi Vân, căn bản không cần bọn hắn ra tay, bọn hắn càng quan tâm chính là yêu tộc thần tàng trong đồng lô sơn hơn. Phong Phi Vân cười cười nói, vậy thì đi gọi người có quyền nói chuyện nhất của Nhật Nguyệt Tiên giáo hiện giờ ra đây, dâng ra chấn tiêu cổ kiếm hoặc là 10 kiện linh khí, ta liền thả người. Phong Phi Vân nói xong lời này, liền khoanh chân ngồi trước thanh long chung, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng lại suy nghĩ về yêu tộc thần tàng trong đồng lô sơn, nếu bên trong đồng lô sơn thật sự có yêu tộc thần tàng, nói không chừng có thể mượn đó để tu luyện ra khối phượng cốt thứ ba, khiến lực lượng lại tiến một bước. Một đệ tử Nhật Nguyệt Tiên giáo đánh ra một đạo ngọc phi phù, truyền tin cho trưởng bối tiên giáo, nhan sắc khối ngọc phi phù kia chính là đỏ thẫm, chứng minh tình huống thập phần nguy cơ. Tán tu này tu vị không tầm thường, chỉ là có chút quá tham lam. Vậy mà muốn vơ vét tài sản của Nhật Nguyệt Tiên giáo, loại chuyện này còn chưa từng xảy ra bao giờ đấy. Ngoại trừ tên điên, còn ai dám đi vơ vét tài sản một tòa cổ xưa tiên giáo nội tình thâm hậu chứ, coi như là nhân vật cấp bậc cự phách cũng sẽ bị tiên giáo gạt bỏ, huống chi chỉ là tán tu. Mấy vị cường nhân cao cấp nhất Nhật Nguyệt Tiên giáo tuy rằng đều tiến nhập đồng lô sơn, nhưng vẫn có tuyệt đỉnh cường giả thủ ở bên ngoài, theo thứ tự là đại đệ tử Hắc Nhật Sử giả, đại đệ tử Bạch Nguyệt Sứ giả. Tu vị cũng đã đột phá thiên mệnh đệ thất trọng, ít ngày trước đã cùng nhau lên ngôi, trèo lên cự phách vị. Cái gì, Nhật Nguyệt Tiên giáo vậy mà đồng thời nhiều ra hai vị cự phách, khó trách gần đây Nhật Nguyệt Tiên giáo làm việc cao điệu như thế, quả thật có tiền vốn để cao điệu. Phong Phi Vân từ lời đàm luận của những người này cũng hiểu được đại khái, Nhật Nguyệt Tiên giáo ngoại trừ trưởng giáo gia, cường đại nhất chính là Hắc Nhật Sử giả và Bạch Nguyệt Sứ giả. Mà hai vị cường giả lưu thủ nơi này chính là đại đệ tử của Hắc Nhật Sử giả và Bạch Nguyệt Sứ giả, Quân Tam Thiên, Diệp Ti Loan. Hai người này từ nhỏ đã là đối đầu, thiên phú và ngộ tính đều sàn sàn nhau, được xưng là nhân vật trụ cột tương lai của Nhật Nguyệt Tiên giáo. 80 năm trước, hai người đều là thiên tài đỉnh tiêm một đời tuổi trẻ, vào thời đại kia có thể đứng vào top 10 trong cùng thế hệ,
một tòa tiên giáo đồng thời xuất hiện hai vị thiên kiêu, tuyệt đối là dấu hiệu tiên giáo rầm rộ. Tu tiên giới thần tấn vương triều, 50 năm xem như một đời, phàm là vượt qua 50 tuổi, liền không thể xưng là một đời tuổi trẻ nữa, Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan chính là tuyệt đỉnh thiên tài đời trước. Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan không phụ sự mong đợi của mọi người, tu luyện không đến 100 năm cũng đã bước chân vào cảnh giới cự phách, tương lai có hy vọng trùng kích chân nhân, chiến lực của bọn hắn tuyệt đối không phải cự phách bình thường có thể so sánh được. Không biết đêm nay sẽ là người phương nào ra tay, nếu là Quân Tam Thiên, ta ngược lại muốn kiến thức xem vô thượng kiếm quyết của hắn, nghe nói hắn từng một kiếm tận diệt 3000 cường đạo, tuy rằng sinh ra muộn hơn hắn 30 năm, ta cũng muốn cùng hắn phân cao thấp. Bắc Minh Phá Thiên lưng cõng một thanh cự kiếm, đứng trên đỉnh đầu một đầu xích lộc, có một loại ngạo khí không nên lời. Mấy năm thời gian, tu vi của hắn đã gia tăng không ít, tốc độ tu luyện cũng không hề chậm hơn Phong Phi Vân. Ta ngược lại hy vọng ra tay chính là Diệp Ti Loan, nghe đồn nàng này đã tu luyện thành công Phi Nguyệt Lưu Tinh Vũ, tốc độ nhanh như lưu tinh, thân pháp một khi triển khai liền như trên trăm mỹ ảnh đang man vũ, cùng cảnh giới không ai có thể nhanh hơn nàng cả. Lý Tiêu Nam đứng trên một ngọn núi lơ lửng giữa không trung, dáng người xuất trần, lưng đeo linh kiếm, giống như trích tiên du thái hư vậy. Ngọn núi lơ lửng này chính là một kiện linh khí, tên là Huyền Không Đảo, trên đó tràn đầy linh dược và bảo thụ, còn có linh tuyển hóa nước rơi, bốn vị kiếm thị tuyệt sắc xuất trần đứng ở ngay phía sau hắn. Nghe được tục danh của Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan, rất nhiều người đều cho rằng tán tu kia sẽ bị dọa đến chạy trối chết, nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, tán tu này lại kiên trì, vậy mà vẫn ngồi trước Phật Trung, đang nhắm mắt ngồi xuống. Lúc này, nhị đương gia dẫn theo Phá Sơn Đại Phủ, cười hì hì đi tới trước mặt Phong Phi Vân, nói. Tu vi của ngươi không tệ, nhưng còn không phải đối thủ của hai cường nhân Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia, căn bản không giữ được nữ tử xinh đẹp này, nếu không ngươi chuyển nhượng nàng cho ta đi, đám huynh đệ kia của ta rất có hứng thú đối với nàng, giá cả tùy ngươi mở. Nhị đương gia hiển nhiên cũng không nhận ra Phong Phi Vân. Đám đạo tặc Hoàng Phong lĩnh kia lập tức hô to, thỉnh thoảng sẽ nháy mắt với Liễu Duệ Hâm, phát ra chói tai tiếng cười to. Liễu Duệ Hâm sợ tới mức hoa dung thất sắc, sợ Phong Phi Vân chuyển nhượng mình cho đám đạo tặc diện mục dữ tợn này, vừa nhìn đã biết đám đạo tặc này không phải loại hảo tâm gì rồi. Người hồ đồ ở đâu đến, lại dám đánh chủ ý vào Duệ Hâm sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Nhật Nguyệt Tiên Giáo ta sao? Một đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo ở phía xa tức giận nói. Tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo hôm nay thật sự rất ủy khuất, vốn bị một tán tu giáo huấn một trận, cái này coi như xong, hiện giờ lại nhảy ra một đồ nhà quê, vậy mà dám đánh chủ ý vào Duệ Hâm sư muội, đây quả thực là không để Nhật Nguyệt Tiên Giáo vào mắt. Phu Cửu kéo lấy một cây lang nha bổng đi đi, vẻ mặt hung ác, đằng đằng sát khí, mắng to. Đi đại gia mày! Rõ ràng ngay cả Hoàng Phong đạo tặc chúng ta cũng không biết, còn dám đi ra lăn lộn, Nhật Nguyệt Tiên Giáo là thứ gì, không nghe nói qua, không phải chỉ là một ả đàn bà sao, lão tử hôm nay nhất định phải chơi. Ngươi, Phu Cửu một gậy đập xuống, trực tiếp đánh cho tên đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia chia 5 x 7, trên mặt đất nhiều ra một cái hố to sâu 3 mét, bên trong không ngừng bốc lên huyết vụ. Hoàng Phong đạo tặc, từ đầu đến, thật sự quá hung hãn rồi. Rõ ràng ngay cả tinh anh đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng nói giết liền giết, quả thực là ngưu đến tạc thiên rồi. Phu Cửu đứng cạnh hố to, cầm lấy lang nha bổng, vỗ vỗ đầu chọc lớn, lộ ra hàm răng ố vàng, quát lên với những đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia. Còn dám lải nhải, ta sẽ vặn toàn bộ đầu các ngươi xuống. Đám tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, tán tu kia ra tay còn có chừng mực, cũng không giết người. Nhưng tên đạo tặc này lại ra tay tàn nhẫn, nói giết người liền giết người, quả thật đã hù sợ đám đệ tử xuất từ danh môn tiên giáo như bọn hắn. Chuyện càng náo càng lớn, Nhật Nguyệt Tiên Giáo có đệ tử tinh anh bị đánh chết, chuyện này tuyệt đối sẽ không thiện rồi, rất nhiều người đều vui mừng xem kịch vui. Phu Cửu kéo lấy lang nha bổng còn nhỏ máu tươi đi tới, những tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo kia đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, có không ngừng lui về sau, có trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai cánh tay chống thân thể lui về phía sau. Phu Cửu đi đến trước mặt nhị đương gia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, hung thần ác sát nói. Này, nhị đương gia chúng ta đang hỏi ngươi đấy, con mẹ nó ngươi đến cùng có bán hay không? Giọng điệu này rất giống một khách làng chơi cường thế đang hỏi kỹ nữ.
Ai cũng biết đại đầu trọc này sát phạt chi khí rất hung, một lời không hợp sẽ giết người, hơn nữa lực lượng cũng rất đáng sợ. Một gậy đập xuống liền đánh chết một vị thiên tài tuấn kiệt thiên mệnh đệ tam trọng, tu vị tuyệt đối rất đáng sợ. Mà ngay cả đám đệ tử tinh anh Nhật Nguyệt tiên giáo kia cũng không dám nói gì nữa, mọi người cảm thấy tán tu này nhất định sẽ khuất phục, sẽ bán Liễu Duệ Hâm cho bọn đạo tặc này. Có rất nhiều người đều đang tiếc hận, bọn hắn đều cảm thấy nếu giao Liễu Duệ Hâm cho bọn đạo tặc này, kết cục khẳng định sẽ rất bi thảm, sẽ lưu lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Cho dù sau đó cường giả Nhật Nguyệt tiên giáo tiêu diệt hết đám đạo tặc này, cũng không có khả năng vãn hồi thanh bạch của một tuyệt sắc giai nhân. Đương nhiên lại không ai định ra tay, dù sao đây chính là thập vạn Sơn Hà, có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi, cũng không cần phải đi gây thù. Liễu Duệ Hâm cũng bị hù sợ, trên dung nhan tuyệt sắc không còn một tia huyết sắc, cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn này đạo tặc thật sự quá hung ác. Rơi vào trong tay của bọn hắn kết cục quả thực không dám nghĩ nữa, tay của nàng không kìm được nắm Kaya góc áo, ngón tay cũng sắp ứa ra máu. Không bán. Phong Phi Vân ngồi ở trước người Liễu Duệ Hâm, thân thể uyển như bàn thạch, thản nhiên nói. Tuy rằng chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại tràn đầy khí thế không thể trái nghịch, khiến người cảm giác được thái độ kiên quyết của hắn. Liễu Duệ Hâm ngồi ở sau lưng Phong Phi Vân, ngọc thể mềm mại tựa trên Phật trung lạnh như băng. Trên tiên nhan như lê hoa lộ ra thần sắc không thể tin, hắn rõ ràng, muốn chết. Phu Cửu đằng đằng sát khí, hét lớn một tiếng, tựa như viên lang gào thét, xuyên thấu qua làn da tráng kiện có thể thấy được xương cốt như vàng ròng tạo thành trong thân thể của hắn, hai tay nắm chặt lang nha bổng, đột nhiên đánh tới đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đây là một cổ khí thế kinh khủng, chỉ riêng lực lượng đã nhấc lên một mảnh thần phong, tựa như một cây trụ trời đánh xuống, vù vù rung động. Mọi người kinh dị không hiểu, lực lượng tên đạo tặc này thật cường hoành, bọn hắn hoài nghi một gậy này của hắn đánh xuống, có thể quét ngang một mảnh núi cao cũng nên. Đạo tặc này có vấn đề, tu vị rất bất phàm, tựa hồ tu luyện một loại luyện cốt bảo thuật thần bí, rất giống với tu luyện bảo thuật của một tên hung nhân nổi danh địa tử phủ lúc trước. Một nhân vật cấp bậc trưởng lão của một gia tộc cỡ lớn nói. Ta nhớ rồi, chuyện này xảy ra vào hơn trăm năm trước. Lúc ấy có một hung nhân từng liền giết 6 vị trưởng lão Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đồ diệt 8 tòa phân đà của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, trên tay có hơn 1.000 nhân mạng, sau đó làm kinh động một vị nhân vật cấp bậc cự phách của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đã ra tay đả thương hắn, truy sát mấy vạn dặm, cuối cùng bị hắn đào thoát. Ngay cả cự phách cũng giết không được hắn. Mẹ nó, hận ý của tên đầu trọc này với Nhật Nguyệt Tiên Giáo không phải lớn bình thường, nghe nói là người Nhật Nguyệt Tiên Giáo liền ra tay giết người. Không chút lưu tình, nói không chừng chính là hắn cũng nên. Hoàng Phong Lĩnh có 3.000 đạo tặc, đều phạm vào tội lớn, đắc tội đại nhân vật, bị những gia tộc và tiên giao trong thần tấn vương triều không dung, không thể không chạy trốn tới Nam Man Biên Thùy, mai danh ẩn tích, vào rừng làm cướp làm giặc, mỗi người đều là đại khấu chân chính. Điểm này Phong Phi Vân tự nhiên rất rõ, nói không chừng Vu Cửu chính là hung nhân mà bọn người kia nói đến cũng nên. Phong Phi Vân đối với mấy câu chuyện của mấy đại khấu này cũng không hứng thú bao nhiêu, khoanh chân ngồi dưới đất, quyết đoán ra tay, trên bàn tay ngưng tụ ra một mảnh Phật quang màu vàng, tựa như nâng một mảnh thần đăng sáng chói, trực tiếp đánh lên lang nha bổng, đánh cho lang nha bổng phải biến hình, phát ra một tiếng kim loại va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Tu vị đạo tặc này quả nhiên bất phàm, đánh cho lang nha bổng phải biến hình cũng không thể khiến hắn buông tay, tu vị còn mạnh hơn cả Mạnh Thu Nam. Phong Phi Vân áo bào cổ động, lực lượng trên bàn tay lần nữa gia tăng, một cổ lực lượng mãnh liệt bành trướng trùng kích trên xuống, đánh bay Vu Cửu ra ngoài, thân thể bay lên cao mấy chục thước, cuối cùng bờ mông chạm đất trước, ngồi trên mặt đất, nửa người đều lún vào dưới đất. Nhưng tên đầu trọc này thân thể cực kỳ cường hãn, vậy mà vuốt vuốt bờ mông gờ đứng dậy, nhưng lại không dám tiến lên một bước, biết rõ tán tu này không dễ chọc, người ta ngồi dưới đất cũng có thể đánh bay mình. Hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kim mang trên người Phong Phi Vân thu liếm, vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Phong Khinh Vân đạm nói. Đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo muốn cướp đoạt linh khí của ta, nhưng việc này không có quan hệ với Liễu Duệ Hâm, ta thỉnh nàng qua chỉ là muốn tìm các đại nhân vật Nhật Nguyệt Tiên Giáo lấy một cái thuyết pháp, cho nên các ngươi muốn ta bán Liễu Duệ Hâm, việc này ta tuyệt đối sẽ không làm. Đôi mắt to đen bóng của nhị đương gia nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân hồi lâu. Trong mắt lóe lên hào quang kỳ dị, đột nhiên cười lớn một tiếng nói. Có nguyên tắc, ta thích,
gậy ông đập lưng ông, đối phó những thứ gọi là danh môn đại giáo này thật sự quá thích hợp rồi. Vậy bây giờ ngươi còn muốn mua không? Phong Phi Vân nói. Ha ha, nói thực ra, đám chúng ta chính là cường đạo, muốn nữ nhân đều là đoạt lấy, nào có đạo lý dùng tiền mua nữ nhân chứ? Nhị đương gia nói. Vậy là ngươi muốn cướp rồi. Muốn cướp cũng là cướp từ trong tay Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Nhị đương gia cười lớn một tiếng, liền đập bờ mông rời đi, lại ngồi lại bên đống lửa, một tên đạo tặc trên mặt có vết đao chém ánh mắt hung ác, tràn đầy sát khí, thấp giọng nói. Nhị đương gia, vì cái gì không đánh hắn? Trên mặt nhị đương gia mang theo vài phần chờ mong, cười nói. Có vấn đề. Có vấn đề gì? Một tên đạo tặc khác cánh tay to như thùng nước nói. Ta hoài nghi hắn chính là Phong Phi Vân. Nhị đương gia nói. Phốc, nghe nói như thế, tất cả đạo tặc cái cằm đều như muốn rơi trên mặt đất. Tu Hoa Thập Tam Nương đôi mắt tỏa sáng, nói. Cái này, trông có vẻ hơi già một chút, bất quá ta thích, vừa vặn hợp với tuổi của ta. Một đám đạo tặc trực tiếp bỏ qua nàng, mà nhị đương gia lại thần thần bí bí nói. Một người bộ dáng có thể biến, khí chất có thể giả, ánh mắt có thể che giấu, nhưng cổ yêu khí nhàn nhạt trên người kia, hắn như thế nào cũng không giấu được. Phu Cửu dùng sức hít hà, chất phác nói. Yêu khí, sao ta lại không ngửi được? Tu vi của ngươi còn chưa đủ, căn bản không biết yêu khí là thứ gì. Sau khi tu vị ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, lão tử truyền cho ngươi một chiêu thần thuật phân biệt yêu khí, ngươi tự nhiên cũng có thể nhận ra được. Lúc này ánh mắt nhị đương gia nhìn chằm chằm về phía Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, trong mắt mang theo một loại kỳ sắc, kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định người nọ chính là Phong Phi Vân. Bởi vì yêu khí trên người Phong Phi Vân đã che giấu đến như có như không, mặc dù hắn tu luyện thức yêu bí thuật mà đại đương gia tự mình chuyện vẫn không nhìn thấu được Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm ngồi dưới đất, trên người không có nửa phần khí lực, thân thể ôn nhu, có một loại linh vận, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Vân Phi Thiên ngồi cách đó không xa, bờ môi đỏ tươi hơi giật giật, nói. Người bây giờ mau thả ta ra, nếu để cho quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân một mực nhắm chặt hai mắt, khóe miệng hơi nhếch, cười nói. Không có Trấn Tiêu Cổ Kiếm, ta tuyệt không thả ngươi. Ta đây là tại cứu ngươi. Liễu Duệ Hâm có chút nhụt chí, cảm thấy tán tu trước mắt này thật sự quá không thể nói lý. Nếu không phải vừa rồi hắn không giao nàng cho đám đạo tặc kia, nàng cũng không cần phí miệng lưỡi làm gì. Ngươi trước cứu bản thân đi, nếu bọn họ không có mang theo Trấn Tiêu Cổ Kiếm tiến đến. Ta dám cam đoan đêm nay ngươi giữ nhiều lành ít. Phong Phi Vân nói chuyện rất trực tiếp, dọa Liễu Duệ Hâm không dám nhiều lời nữa. Một đạo lưu tinh từ trên thiên mạc bay qua, không, đây không phải là lưu tinh, đó là một người, nhưng tốc độ lại có thể sánh với lưu tinh, hào quang trên người cũng có thể sánh với lưu tinh, không ai có thể thấy rõ hình dạng của nàng, cũng thấy không rõ thân pháp của nàng. Tốc độ quá nhanh, nháy mắt đã đáp xuống sau lưng Phong Phi Vân, hăng hái ra tay. Muốn mang Liễu Duệ Hâm đi. Đây là một bàn tay ôn nhu tuyệt luân như ngọc trắng, phảng phất do thiên công tạo hình, có thể dùng quỷ phủ thần công để hình dung, nhưng tốc độ ra tay lại vô cùng nhanh, còn nhanh hơn cả tia chớp, trực tiếp bắt được vai Liễu Duệ Hâm, muốn mang nàng đi. Tốc độ khá tốt, tay cũng rất đẹp. Phong Phi Vân mỉm cười, cũng ra tay, tốc độ cũng vô cùng nhanh, một chảo chụp tới bàn tay như ngọc trắng kia, trên thủ chảo ngưng tụ ra vầng sáng màu vàng. Tựa như thần kìm màu vàng muốn bẻ gãy bàn tay như ngọc trắng kia vậy. Đạo lưu tinh cực nhanh kia phát ra một tiếng kêu nhẹ, chỉ có thể trước buông tay, trên cánh tay nhỏ nhắn ôn nhu tràn ra từng đạo hàn khí, cả cánh tay đều bị hàn khí bao lấy, ngưng tụ lấy một tầng hàn băng nhàn nhạt. Bành, bành, bành. Trong không khí, chỉ nghe được tiếng bàn tay va chạm liên tiếp, chỉ nháy mắt nàng đã đánh ra 248 trưởng ấn luyện thành một chuỗi, lực lượng điệp ra với nhau. Uy lực không gì sánh kịp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.